Vô thượng sát thần, Tiêu Phàm, Nam Cung Tiêu Tiêu. Tập 11. 50 vạn, Tiêu Phàm trực tiếp báo giá 50 vạn, đám người hít vào ngụm khí lạnh, đây chính là 50 vạn trung phẩm hồn thạch, tương đương với 5.000 vạn hạ phẩm hồn thạch A. Một kiện lục phẩm đỉnh giai hồn binh mà thôi, giá trị nhiều tiền như vậy sao? Lão Tam, đao này, bàn tử kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm. Ngọc Hiên huynh, Tần lão, có thể hay không giúp ta mua đao này? Tiêu Phàm gật đầu, con người kiên nghị vô cùng. Căn bản không cần dùng hồn lực dò xét vô danh hung đao, Tiêu Phàm liền biết vô danh hung đao bất phàm. Chỉ bằng vào lệ khí ngập trời đã có thể so được với sát khí của Tu La Kiếm lúc liều mạng. Phẩm giai Tu La Kiếm Tiêu Phàm không rõ, nhưng có thể là bội kiếm của Tu La Điện Điện Chủ thì không thể là vật bình thường được. Đồng dạng, vô danh hung đao cũng như thế, phẩm giai tuyệt đối không chỉ có lục phẩm đỉnh giai hồn binh. Được. Tần Mặc và Tuyết Ngọc Hiên hít sâu một hơi, gật đầu nói. Hai người đều biết, muốn khiến Tiêu Phàm chủ động thiếu một cái nhân tình là rất khó. Hiện tại cơ hội tới, bọn hắn tự nhiên nguyện ý giúp Tiêu Phàm một chút sức lực. Huống chi, hồn thạch này cũng không phải không kiếm lại được. Tiêu Phàm cái tên điên này, Kiếm Vương Triều khẽ cắn môi, bọn hắn nơi nào sẽ nghĩ đến, Tiêu Phàm lại có thể cầm được ra 50 vạn trung phẩm hồn thạch, bọn họ làm sao có thể cùng Tiêu Phàm đi đấu giá. Nghĩ vậy, sắc mặt người Kiếm Vương Triều kìm nén đến đỏ bừng, bất quá phẫn nộ cùng cừu hận đối với Tiêu Phàm cũng là càng ngày càng đậm hơn. Ảnh Phong nghe thấy Tiêu Phàm báo ra 50 vạn cũng là kinh ngạc không thôi, hắn có thể lấy ra 50 vạn sao? Có thể. Huyết Yêu Nhiêu thập phần bình tĩnh nói, trong lòng lại bổ sung một câu, đối mặt hung đao ẩn chứa lệ khí ngập trời chẳng những không có bất kỳ sợ hãi nào, ngược lại tình thế bắt buộc. Quả nhiên không hổ là điện chủ. Hung đao này chỉ có điện chủ mới có thể khống chế, cho dù Lâu Ngạo Thiên cũng không được. 52 vạn, Bách Lý Cuồng Phong hung hăng trừng mắt Tiêu Phàm. Tiêu Phàm lơ đễnh, tựa như đang chờ đợi mấy người khác tăng giá. Đao này ta từ bỏ. Trần Phong cảm nhận được sát khí ngút trời trên người Bách Lý Cuồng Phong, bất đắc dĩ lắc đầu, hắn không muốn đắc tội cái tên điên này. Bách Lý Cuồng Phong điên lên, Lâu Ngạo Thiên đều phải kiêng kỵ mấy phần. 55 vạn. Lâu Ngạo Thiên ngữ khí thập phần bình thản, ngoài ý muốn nhìn Tiêu Phàm. Hắn không biết Tiêu Phàm lấy dũng khí ở đâu cũng dám cùng bọn hắn tranh đoạt. 80 vạn, nhưng mà, Tiêu Phàm lại không có bất kỳ e ngại gì, trực tiếp báo ra 80 vạn. Đám người hoàn toàn trợn tròn mắt, tiểu tử này thực sự là người Đại Yến Vương Triều ư, làm sao có thể cầm ra được nhiều hồn tinh như vậy. Bọn hắn tự nhiên không biết, chỉ là thối hồn dịch. Kim sang dịch cùng Mỹ dung dịch liên tục mang đến thu nhập cho hắn, bất quá 80 vạn này cũng là cực hạn trên người Tiêu Phàm. Bát hoàng tử, Tần lão, trên tay các ngươi có bao nhiêu hồn thạch? Tiêu Phàm hít sâu nhìn về phía Tuyết Ngọc Hiên cùng Tần Mặc nói, hắn biết 80 vạn là không thể nào mua được hung đao. Tuyết Ngọc Hiên và Tần Mặc kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm, 80 vạn trung phẩm hồn thạch mua một chuôi lục phẩm hồn binh, thực sự là điên cuồng. Bất quá hai người đều có thể nhìn thấy vẻ kiên quyết trong con ngươi Tiêu Phàm. Vừa mới chi 20 vạn, hồn thạch tạp bên trong hẳn còn có 100 vạn. Tuyết Ngọc Hiên cầm hồn thạch tạp trong tay ném cho Tiêu Phàm. Lão đầu tử không có nhiều, mang trên người chừng 60 vạn. Tần lão cũng lấy ra một trương hồn thạch tạp, không phải bọn hắn chỉ có bằng đấy hồn thạch, mà là trên người cũng không mang nhiều như vậy. Dù sao chẳng ai ngờ rằng cuộc bán đấu giá này cuối cùng lại điên cuồng như thế. Một kiện bảo bối vậy mà có giá hơn 100 vạn. Cảm nhận được tình thế bắt buộc của Tiêu Phàm, Lâu Ngạo Thiên hơi hơi mị mị hai mắt, chậm rãi ngồi xuống dưới, hiển nhiên hắn cũng không có ý định tranh đoạt vô danh hung đao. Chỉ có Bách Lý Cuồng Phong mặt lộ vẻ dữ tợn, hai mắt đỏ bừng giống như một đầu hung thú khát máu quát lên, 100 vạn. Bách Lý Cuồng Phong giống như điên cuồng. Còn người băng lãnh nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, tựa như chỉ cần Tiêu Phàm lại mở miệng, hắn liền muốn xuất thủ. Bên cạnh Bách Lý Văn Phong cũng cười lạnh không thôi, hai huynh đệ trên người tách ra một cỗ khí thế như có như không, rất có tính uy hiếp. Đám người hít vào ngụm khí lạnh, 100 vạn trung phẩm hồn thạch, đây chính là một ức hạ phẩm hồn thạch, một tiểu vương một năm thu nhập cũng không nhiều như vậy. Rất nhiều người không khỏi thầm than vốn liếng Bách Lý gia tộc phong phú. Căn bản không phải những vương triều khác có thể so sánh.
Nếu như nói Bách Lý Cuồng Phong báo giá khiến bọn hắn chấn kinh, Tiêu Phàm kia lại tiếp tục báo giá. 200 vạn, Tiêu Phàm đối với uy hiếp của hai huynh đệ Bách Lý Cuồng Phong nhìn như không thấy, ngươi không phải phách lối sao? Còn dám uy hiếp ta, ta cứ tiếp tục tăng giá. Trên người hắn có 80 vạn, Tuyết Ngọc Hiên 100 vạn cùng Tần Mặc 60 vạn, cộng lại có 240 vạn, Tiêu Phàm để bản thân lưu một chút đường lui. Nghe thấy Tiêu Phàm báo giá, Bách Lý Cuồng Phong và Bách Lý Văn Phong hơi rung động, sát khí khủng bố lan tràn ra, không thèm mảy may che giấu. 200 vạn không phải số lượng nhỏ, còn mời Lăng Vân Thương Hội kiểm tra ra người kia có nhiều hồn thạch như vậy không? Tuyết Ngọc Long đột nhiên mở miệng. Tiêu Phàm lạnh lùng cười một tiếng, Tuyết Ngọc Long đây là rõ ràng xem thường hắn, thứ nhất có thể thăm dò hắn, vạn nhất không có nhiều hồn thạch như thế. Thứ hai, cũng có thể tranh thủ một cái tình cảm của hai huynh đệ Bách Lý Cuồng Phong. Lý Vũ Phỉ hít sâu một hơi, vừa mới chuẩn bị mở miệng, nhưng lúc này một đạo thanh âm thập phần bá đạo vang lên. Nơi này có 500 vạn, Tiêu Phàm thiếu, ta bổ sung. Đám người bỗng nhiên theo tiếng kêu nhìn lại, lại phát hiện hồng y nữ tử yêu nhiêu nhàn nhạt mở miệng, tiện tay vung ra một tấm hồn thạch tạp, vừa lúc rơi vào tay Lý Vũ Phỉ, trừ huyết yêu nhiêu còn có thể là ai. Lý Vũ Phỉ gật đầu, đem hồn thạch tạp giao cho người hầu bên cạnh, người hầu bước nhanh chạy xuống bàn đấu giá kiểm tra số lượng hồn thạch bên trong hồn thạch tạp. Ha ha, 500 vạn, không phải là 500 vạn hạ phẩm hồn thạch chứ? Bách Lý Văn Phong ngửa mặt lên trời cười to, coi thường nói. Chẳng qua là khi hắn nhìn thấy con người băng lãnh của Ảnh Phong, tiếng cười Bách Lý Văn Phong chậm rãi ngốc trệ. Hắn rất muốn châm chọc một chút, nhưng quả thực là một chữ đều nói không được. Ảnh Phong là ai? Chính là ma đầu giết người không chớp mắt, ai cũng không biết thân phận của hắn, nhưng đến hoàng tộc hắn đều không để vào mắt. Hiện trường một mảnh tĩnh mịch, tất cả mọi người đều đợi người hầu trở về. Là nàng, chỉ có vị trí nhã gian Trần Hạo, Trần Phong liếc mắt liền nhận ra huyết yêu nhiêu, không khỏi lạnh run. Lập tức cúi thấp đầu, tựa như không nguyện ý nhìn huyết yêu nhiêu. Ý, lão tam lại thông đồng với một vị mỹ nữ. Bàn tử trêu ghẹo nhìn Tiêu Phàm nói. Tiêu Phàm nhún nhún vai, ánh mắt hỏi thăm nhìn huyết yêu nhiêu vũ mị cười một tiếng. Vẻ mặt này khiến Tiêu Phàm im lặng, hắn không nghĩ tới huyết yêu nhiêu vậy mà sẽ ra tay tương trợ. Ngược lại Ảnh Phong càng hiếu kỳ hơn, đêm qua Tiêu Phàm cùng huyết yêu nhiêu phát sinh cái gì, lại có thể khiến huyết yêu nhiêu thay đổi đến thế này. Thẻ này hữu hiệu, bốn chữ vô cùng đơn giản, nhưng ý vị thế nào thì tất cả mọi người rất rõ ràng, trong hồn thạch tạp này có 500 vạn trung phẩm hồn thạch, thậm chí không chỉ có vậy. Sắc mặt Tuyết Ngọc Long có chút không dễ nhìn, ánh mắt thỉnh thoảng đảo qua huyết yêu nhiêu. Hắn rất muốn biết, huyết yêu nhiêu rốt cuộc là ai, lại có thể xuất ra 500 vạn trung phẩm hồn thạch. Cho dù là hắn cũng không khả năng lập tức cầm được ra 500 vạn trung phẩm hồn thạch, càng không khả năng lúc nào cũng mang theo 500 vạn trung phẩm hồn thạch trên người. Hơn nữa, nữ tử này rõ ràng là trợ giúp Tiêu Phàm, mà Tiêu Phàm lại đứng về phe Tuyết Ngọc Hiên, như vậy, không phải nữ tử kia cùng với Ảnh Phong cũng thành kẻ địch của mình sao? Chẳng biết tại sao, Tuyết Ngọc Long cảm giác vô cùng bực bội, hối hận lúc ấy không nghe Ngạn Huyền đề nghị. Bách Lý Cuồng Phong khẽ cắn môi, hung hăng trừng mắt với Tiêu Phàm, cuối cùng không nói lời gì nữa. Hắn không thể nào xuất ra 500 vạn trung phẩm hồn thạch, cho dù 200 vạn còn khó, có tiếp tục cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Lão nhị, các ngươi tiếp tục xem tiếp hai vật phẩm tới, ta đi một chút sẽ trở lại. Tiêu Phàm cho Tiểu Kim một ánh mắt, một mình quay người rời đi. Hung đao vô danh lệ khí quá nặng, Niệm Niệm, Tuyết Ngọc Hiên bọn hắn căn bản tiếp nhận không được, mà Tiêu Phàm đã có chút không chờ nổi muốn lập tức luyện hóa luôn đao này. Không bao lâu, Tiêu Phàm đi tới hậu trường Lăng Vân Thương Hội, lấy ra số phòng, lập tức một đường đi thẳng, một chuôi hung đao với giá trên trời tận 200 vạn trung phẩm hồn thạch, cái tên Tiêu Phàm sớm đã vang vọng Lăng Vân Thương Hội. Một người hầu mang theo Tiêu Phàm đi tới tầng cao nhất Lăng Vân Thương Hội. Điều này khiến trong lòng Tiêu Phàm có chút không hiểu, mình tới lấy hung đao, làm sao lại được đưa tới nơi này. Với hiểu biết của hắn với Lăng Vân Thương Hội, tầng cao nhất hẳn là gian phòng hội trưởng Lăng Vân Thương Hội. Là hội trưởng Lăng Vân Thương Hội tìm ta. Trong lòng Tiêu Phàm hơi kinh ngạc, chỉ vì hung đao, Tiêu Phàm đành phải đem cái thắc mắc này kìm nén trong lòng.
mời vào trong. Một người hầu cung kính nói, làm một tư thế mời, sau đó cũng không đợi Tiêu Phàm phản ứng liền xoay người rời đi. Tiêu Phàm cau mày một cái, hít sâu một hơi, cuối cùng vẫn đẩy cửa phòng đi vào, tinh thần đề phòng tới cực điểm. Nếu như hội trưởng Lăng Vân Thương hội muốn gây bất lợi cho hắn, hắn tất nhiên trước tiên sẽ phá cửa mà ra. Chỉ là lúc Tiêu Phàm đẩy cửa phòng ra, nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc tươi cười, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, trực tiếp kêu, Trầm Bá. Không sai, giờ phút này ngồi ở chỗ ngồi hội trưởng Lăng Vân Thương hội chính là hội trưởng Lăng Vân Thương hội của Đại Yến Vương Triều, Trầm Chấn Đào. Tiêu Phàm không khỏi xoa xoa con mắt, một lúc sau hắn mới phát hiện bản thân không có hoa mắt. Thế nào, Tiêu công tử, không quen biết lão sao? Trầm Chấn Đào hiền lành cười một tiếng, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Phàm tựa như lại nhìn một tiểu bối yêu chiều. Không, Trầm Bá, người làm sao cũng tới Tuyết Nguyệt Hoàng Thành. Tiêu Phàm lắc đầu kinh ngạc nói, có điều hắn rất nhanh hiểu rõ, chắp tay nói, chúc mừng Trầm Bá thăng chức. Rất hiển nhiên lúc này Trầm Chấn Đào đã không phải hội trưởng Lăng Vân Thương hội của Đại Yến Vương Triều, mà là hội trưởng Lăng Vân Thương hội của Tuyết Nguyệt Hoàng Thành, địa vị đơn thuần có thể nói là phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tiểu tử ngươi! Trầm Chấn Đào cười cười lật tay lại, một cái hộp sắt đen đã xuất hiện ở trên bàn hắn, ngay sau đó, một cỗ cực kỳ khí tức cuồng bá hung lệ dập dờn xuất hiện, Tiêu Phàm cảm giác toàn thân lông tóc dựng đứng. Chỉ một thoáng, toàn thân Tiêu Phàm tản ra một cỗ khí tức huyết sắc, sát khí cuồn cuộn bắn ra, ngoài thân hắn ngưng tụ thành một bộ áo giáp màu đỏ ngòm đem cái khí tức hung lệ kia toàn bộ ngăn cản bên ngoài. Vốn dĩ ta còn muốn thuyết phục ngươi không cần sử dụng đao này, nhưng hiện tại xem ra thì không cần nữa. Trong mắt Trầm Chấn Đào lóe lên một tia kinh ngạc. Giờ phút này trên người Tiêu Phàm phát ra sát khí, uy thế cũng không yếu hơn so với hung đao một chút nào. Tiêu Phàm hít sâu một hơi, đi từng bước một tới hộp sắt đen. Cái hộp sắt đen kia đột nhiên rung rung, từng đạo khí lãng hắc sắc từ trong hộp sắt đen gào thét ra. Một tiếng nổ vang, hộp sắt đen rốt cục không tiếp nhận được cái khí lãng hắc sắc liền trực tiếp hóa thành cho bụi. Tại trước người Trầm Chấn Đào, một chuôi trường đao pha tạp vết dỉ lơ lửng, quanh thân hắc khí lượn lờ, khí phách chấn áp. Có điều, Tiêu Phàm lại không có bất kỳ e ngại gì, quanh thân hắn cũng chậm chậm hiện lên từng sợi sương mù màu đen, đỉnh đầu càng lơ lửng một đạo hắc sắc hư ảnh, khí tức u sâm trong nháy mắt bao phủ cả phòng. Trầm Chấn Đào kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm, ánh mắt lộ ra một tia kinh hãi, giờ phút này khí tức trên người Tiêu Phàm phát ra lại cực kỳ giống cái hung đao màu đen kia. Nếu như không phải Trầm Chấn Đào xác định cái hung đao này là Lăng Vân Thương hội ngẫu nhiên có được, hắn sẽ nghĩ Tiêu Phàm vốn dĩ là chủ nhân hung đao. 3. Đột nhiên, một bàn tay Tiêu Phàm níu lại hung đao hắc sắc, chỉ một thoáng, sương mù màu đen cuồn cuộn bao phủ Tiêu Phàm, giống như một cái kén tằm đen, chậm rãi từng bước xâm chiếm Tiêu Phàm. Đến ý chí tu la kiếm đều ép không được ta, bằng ngươi cũng không được. Tiêu Phàm lộ ra một tia hung ác. U linh chiến hồn đột nhiên tản ra khí tức cuồng bạo, từ trong ra ngoài chậm rãi áp chế lệ khí hung đao xuống. Cả hai tựa như tại tiến hành tranh đấu gian nan, có điều Tiêu Phàm rõ ràng đang chiếm thượng phong, sương mù màu đen trên hung đao chậm rãi biến mất. Ý chí thật cường đại. Trong lòng Trầm Chấn Đào run lên, hồn lực bao phủ cả phòng ngăn chặn khí thế hung ác của một người một đao. Khoảng thời gian hơn nửa chén trà nhỏ, hắc khí phía trên hung đao rốt cục chậm rãi biến mất. Thật giống như bị hung đao nuốt mất, vết dỉ pha tạp vậy mà quỷ dị chóc ra làm lộ đao thể hắc sắc. Ẩn ẩn có thể nhìn thấy bên trong sương mù màu đen kia, có một chút ma ảnh đang loạn vũ, dương nanh múa vuốt khiến người ta tê cả da đầu. Hào quang màu đen lóe qua đôi mắt Tiêu Phàm, trong màu đen kia còn lộ ra một tia huyết sắc. Tiêu Phàm vận chuyển một tia hồn lực, chỉ một thoáng, hung đao tỏa ra sương mù màu máu đen, một cỗ khí thế sắc bén xuyên suốt bắn ra. Cách đó không xa Trầm Chấn Đào đều bị đẩy lui mấy bước. Đao tốt, Tiêu Phàm hài lòng nhìn hung đao, kéo thử đao ra, đột nhiên con người rơi vào trên chuôi hung đao, hai chữ cứng cáp hữu lực in vào trong mắt hắn. Đồ lục, Tiêu Phàm nhìn hai chữ kia, không khỏi mị mị hai mắt. Hai chữ này thật đúng là không phải bá đạo bình thường. Chẳng biết tại sao, trong lòng Tiêu Phàm có một thanh âm nói cho hắn biết, đao này cực kỳ bất phàm. Có lẽ không kém tu la kiếm. Xem ra Lăng Vân Thương hội ta cũng có lúc không có mắt nhìn đi. Trầm Chấn Đào cười khổ một tiếng,
với tầm mắt của hắn, thế nào lại nhìn không ra đao này chân quý. Tiêu Phàm cười cười, thu hồi đồ lục đao, không có ý tứ nhìn Trầm Chấn Đào, trong tay chẳng biết lúc nào đã xuất hiện 3 miếng hồn thạch tạp, cười nói, Trầm bá, nơi này có hơn 200 vạn trung phẩm hồn thạch, làm phiền ngươi thay ta trừ tiền. Không cần, lần trước ngươi rời Yến Thành ta quên nói cho ngươi biết, hồn dịch của ngươi luyện đã truyền khắp Tuyết Nguyệt Hoàng Triều và Thập Nhị Đại Vương Triều, trong một tháng liền bán được 8.000 vạn hạ phẩm hồn thạch, chỗ tiền còn lại cứ trừ vào chỗ ta là được. Trầm Chấn Đào cười cười. A, à, Tiêu Phàm hơi kinh ngạc, đây thực sự là niềm vui ngoài ý muốn, sau đó lại hỏi, Trầm bá, sao người tới Tuyết Nguyệt Hoàng Thành? Lúc này nói rất dài dòng. Trầm Chấn Đào cảm thán một hơi, trong mắt lại lộ ra một tia kiên quyết. Sau nửa ngày, Tiêu Phàm rời đi, Trầm Chấn Đào cuối cùng không hề nói gì nhưng Tiêu Phàm rất rõ ràng, Trầm Chấn Đào sở dĩ có thể trở thành hội trưởng Lăng Vân Thương hội của Tuyết Nguyệt Hoàng Triều, khẳng định có quan hệ với Lăng Phong. Đối với sự rời đi của Lăng Phong, trong lòng Tiêu Phàm cũng có chút bận tâm, chỉ là hắn hiện tại cái gì cũng không làm được. Điều duy nhất có thể làm chính là không ngừng mạnh lên. Trở lại phòng, Bàn Tử, Tuyết Ngọc Hiên cùng Tần Mặc mấy người vội vàng đi đến. Lão Tam, hung đao đâu? Bàn Tử hỏi. Ở chỗ ta. Tiêu Phàm cười cười, sao rồi, hội đấu giá kết thúc. Đúng vậy, người thực không nên rời đi, hai bảo bối sau rất được. Một bộ ngũ phẩm hệ chiến kỹ chữa trị, một gốc thất phẩm linh thảo, thăng tiên thảo, đều ra giá 80 vạn trung phẩm hồn thạch. Bàn Tử thán một hơi. Chiến kỹ hệ chữa trị. Tiêu Phàm hơi ngạc nhiên, chiến kỹ hệ chữa trị vô cùng ít, giá trị của nó không hề thấp hơn lục phẩm đỉnh giai hồn binh. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Thất phẩm linh thảo giá trị càng phi phàm. Có lẽ tìm khắp toàn bộ Tuyết Nguyệt Hoàng Triều cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Hệ chữa trị chiến kỹ cuối cùng bị Tuyết Ngọc Long được, thất phẩm linh thảo cũng là bị Lâu Ngạo Thiên chiếm. Bàn Tử gật đầu. Một bên Tần Mặc cũng có chút cô đơn, thân làm luyện dược sư, hắn tất nhiên cũng muốn lấy được thất phẩm thăng tiên thảo, đáng tiếc, hồn thạch đều đưa cho Tiêu Phàm. Tiêu Phàm tất nhiên nhìn ra trong lòng Tần Mặc cô đơn, cười nói, Tần Lão, cái này là hồn thạch tạp của ngươi. Bên trong hồn thạch không thay đổi, nếu như phương diện tại bạo linh thuật có gì nghi hoặc, có thể hỏi ta. Được Tần Mặc một khắc trước đó âm u, giờ cười không ngậm được miệng, một gốc thất phẩm linh thảo đâu chân quý bằng bạo linh thuật. Ngọc Hiên huynh, đa tạ, về sau có chuyện gì cứ nói, Tiêu Mỗ hết sức nỗ lực. Tiêu Phàm lại đem hồn thạch tạp của Tuyết Ngọc Hiên trả lại cho hắn. Tiêu huynh khách khí. Tuyết Ngọc Hiên cười nói. Bọn hắn trong lòng hơi chấn kinh, Tiêu Phàm tiêu mất 200 vạn trung phẩm hồn thạch mới có được hung đao kia, làm sao lại không hề dùng tới hồn thạch tạp của Tuyết Ngọc Hiên và Tần Mặc. Chỉ có Bàn Tử tà tà nhìn Tiêu Phàm, bộ dáng ta biết rõ. Tiêu Phàm không khỏi trợn mắt một cái, gia hỏa này đoán chừng tưởng là mình tìm Huyết Yêu Nhiêu xin 200 vạn trung phẩm hồn thạch. Khụ khụ, trở về trước đã. Tiêu Phàm vội ho một tiếng, dẫn đầu đi ra bên ngoài. Tiêu Phàm, nhưng mà lúc này, một đạo thanh âm cực kỳ lạnh lùng vang lên, chỉ thấy mấy đạo thân ảnh ngăn khuất cửa phòng, sắc mặt băng lãnh nhìn Tiêu Phàm, hung đao kia, ta ra 300 vạn trung phẩm hồn thạch. Bách Lý Cuồng Phong, ngươi chẳng lẽ còn muốn ép mua buộc bán hay sao? Tuyết Lung Giác sắc mặt âm trầm, phẫn nộ quát. Không sai, người tới chính là Bách Lý Cuồng Phong trước đó cùng Tiêu Phàm tranh đoạt đồ lục đao, cũng là cường giả hoàng thành thập tú xếp hạng 5. Hung danh của hắn vang vọng khắp Tuyết Nguyệt Hoàng Thành. Ta chỉ cần một câu nói của ngươi, ngươi bán hay không bán. Bách Lý Cuồng Phong ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn Tuyết Lung Giác, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Phàm. Xin nhường một chút. Tiêu Phàm ý vị thâm trường nhìn Bách Lý Cuồng Phong liếc mắt, thản nhiên nói. Nghe đến lời này, sắc mặt Bách Lý Cuồng Phong lập tức biến âm trầm, đích thân đến nơi này, lại bị Tiêu Phàm không thèm nhìn. Điều này khiến trong lòng hắn cực kỳ phẫn nộ. Tiêu Phàm, người đừng cuồng, người biết đang cùng ai nói chuyện không? Bách Lý Cuồng Phong còn không có nói chuyện, một thanh niên đứng bên cạnh liền nhìn hằm hằm nói. Không biết, cũng không muốn biết. Tiêu Phàm trực tiếp nói, hắn tự nhiên nhận ra Bách Lý Cuồng Phong và Bách Lý Văn Phong. Chỉ là trong lòng hắn cũng rất khó chịu thái độ hai huynh đệ Bách Lý Cuồng Phong. Muốn có đồ lục. Lại còn một bộ dáng cao cao tại thượng,
nhất là sát khí trong mắt hai người phát ra đã chứng minh hai người không có khả năng cùng hắn trở thành bạn, vậy thì sao còn phải để bọn hắn ở trong mắt? Ngươi, Bách Lý Văn Phong trong lúc nhất thời không biết nói gì. Ngươi cho rằng ngươi là ai, toàn thiên hạ đều phải biết ngươi. Ngươi nếu có 300 vạn, vừa rồi ở đấu giá hội căn bản sẽ không do dự, còn muốn tới đây lừa gạt ai? Bàn tử khinh thường nhìn Bách Lý Văn Phong nói. Ngươi là ai, nơi này ngươi có tư cách nói chuyện sao? Bách Lý Văn Phong nếu đã không làm gì được Tiêu Phàm, đành đem giận hướng về bàn tử. Ta không nghĩ rằng ngươi có tư cách cùng ta nói chuyện. Bàn tử sắc mặt lạnh lẽo, khí thế nhìn qua tản ra, tựa như hoàn toàn biến thành một người khác. Ngươi là ai? Sắc mặt Bách Lý Cuồng Phong trầm xuống, khí thế trên người bàn tử tuyệt không phải người bình thường có thể sở hữu, cho dù là đệ tử đại gia tộc Hoàng Triều bọn hắn cũng không khả năng nắm giữ, chẳng lẽ bàn tử này có lai lịch lớn? Ta nói, ngươi không tư cách. Bàn tử cường thế đến cùng. Đi thôi, không cần ở nơi này lãng phí thời gian. Tiêu Phàm không thèm để ý hai huynh đệ Bách Lý gia tộc, hắn cho tới bây giờ đều không thích cùng kẻ địch nói nhảm. Muốn chiến, Tiêu Phàm hắn sẽ không lùi sau một bước, chắc chắn sẽ tiếp. Tuyết Ngọc Hiên cùng Tuyết Lung Giác kinh ngạc nhìn bàn tử, hai người bọn hắn cũng hết sức tò mò thân phận bàn tử, chỉ là không biết mở miệng hỏi thăm như thế nào. 4 ngày sau là thiên tài trà hội, các ngươi có gan thì đến. Thấy bóng lưng Tiêu Phàm bọn hắn sắp biến mất ở cuối hành lang, Bách Lý Cuồng Phong đột nhiên lạnh lẽo phun ra một câu. Nhưng đám Tiêu Phàm căn bản không có trả lời, trực tiếp rời khỏi Lăng Tiêu Thương Hội. Đi trên đường cái, Tần Mặc đột nhiên nhìn về phía Tiêu Phàm nói, Tiêu Phàm, ngươi phải cẩn thận Bách Lý Cuồng Phong kia, người này vô cùng hung lệ, 4 ngày sau thiên tài trà hội có thể không cần tham gia cũng đừng tham gia. Tiêu Phàm cảm kích nhìn Tần Mặc, nói, Tần lão yên tâm, trong lòng ta hiểu rõ. Nói thật, thêm một Bách Lý Cuồng Phong cũng không nhiều, dù sao đến Tuyết Ngọc Long và Vũ Thừa Quân đều đắc tội rồi. Bàn tử lại cười cười không thèm để ý. À, Tần lão trong lòng giật mình, quay người nhìn về phía Tuyết Ngọc Hiên. Thần sắc Tuyết Ngọc Hiên rất bình tĩnh, căn bản không nhìn thấy gì, trong lòng thầm thở dài nói, xem ra. Tiêu Phàm cùng bàn tử lựa chọn đứng về phía Tuyết Ngọc Hiên, mặc dù luyện dược sư công hội không cho phép tham dự phân tranh giữa các đại thế lực, nhưng có thể giúp vẫn sẽ giúp một tay. Yên tâm đi Tần lão, Bách Lý Cuồng Phong hẳn sẽ không như chó điên cắn người, nếu như hắn cứng rắn muốn cắn, ta đây mình đồng ra sát, hắn cũng không cắn nổi. Tiêu Phàm nói ra, trong mắt tràn ngập tự tin vô địch. Không biết lòng người, Tần Mộng Điệp bĩu môi nói. Tần Mặc hung hăng trừng Tần Mộng Điệp, sau đó nhìn Tiêu Phàm cười nói, lão phu vốn định thuyết phục ngươi, không nghĩ tới bị ngươi thuyết phục, trong lòng ngươi đã hiểu rõ, vậy ta cũng yên tâm. Sau đó, Tần Mặc cùng Tần Mộng Điệp rời đi, trong lòng Tiêu Phàm thì vô cùng cảm kích, ở trên đời này, người quan tâm mình không còn mấy người. Tiêu huynh, ngươi theo chúng ta về Nhân Thân Vương phủ đi, ta lo Bách Lý Cuồng Phong chó cùng dứt dậu. Tuyết Ngọc Hiên lo lắng nói. Tiêu Phàm vừa mới chuẩn bị gật đầu đáp ứng, lại nhìn thấy nơi xa có hai đạo thân ảnh nhìn hắn, lúc bàn tử bọn hắn nhìn lại, cái gì cũng không có. Lão nhị, ngươi mang theo Niệm Niệm đi, ta và Tiểu Kim còn có chút việc. Tiêu Phàm nói ra, vậy ngươi làm xong việc thì tới sớm một chút. Bàn tử lo lắng nhìn Tiêu Phàm, mặc dù hắn rất tự tin đối với thực lực Tiêu Phàm, nhưng ở trước mặt cường giả chiến vương lại không thể so sánh. Yên tâm. Ta không sao. Tiêu Phàm cười cười, đưa tiễn mấy người bàn tử xong, nụ cười Tiêu Phàm đột nhiên biến mất, trở nên vô cùng băng lạnh. Tiêu Phàm mang theo Tiểu Kim đi vòng qua đường cái, đến một đầu ngõ nhỏ âm u, đột nhiên dừng bước, con ngươi Tiêu Phàm lập tức vô cùng băng lãnh, lạnh giọng nói, đi theo lâu như vậy, cũng mệt rồi, ra đi. Hô hô, từng đạo khí tức cường đại lấp lóe ra bốn phía, trong ngõ nhỏ bỗng xuất hiện 8 đạo thân ảnh. Trên thân mỗi người đều tản ra khí tức chiến tông cảnh đỉnh phong. Vũ Thừa Quân, con người Tiêu Phàm đột nhiên dừng tại trên người thanh niên áo trắng cầm đầu, thế nào, Tuyết Ngọc Long nhìn không được muốn động thủ. 8 tên chiến tông đỉnh phong, thực sự là ta còn để vào mắt. Đem hung đao giao ra, còn có thể cho ngươi chết thoải mái. Vũ Thừa Quân không che giấu sát ý trong lòng. Tiêu Phàm buồn cười nhìn Vũ Thừa Quân, những người này vẻn vẹn vì hung đao mà tới sao. Hiển nhiên không có khả năng,
đoán chừng là Tuyết Ngọc Long không muốn bản thân tiếp tục sống sót mới để bọn hắn xuất thủ. Về phần hung đao đồ lục, chỉ là thuận tiện nói thôi. Có hung đao đồ lục, Tuyết Ngọc Long liền có thể triệt để khiến Bách Lý Cuồng Phong thôi do dự. Có bản lĩnh thì tới lấy. Tiêu Phàm lạnh lùng cười một tiếng, trong tay quang hắc sắc chớp nhấp nháy, một cỗ khí tức cuồng bạo dập dờn bắn ra, sương mù màu đen lượn lờ. Giết, Phú Thừa Quân không nghĩ tới Tiêu Phàm vậy mà không chào hỏi liền xuất thủ, lập tức đằng đằng sát khí hướng lên. Tiêu Phàm mạnh, nhưng còn có thể mạnh hơn tám chiến tông cảnh đỉnh phong bọn hắn hay sao? Về phần Tiểu Kim hoàn toàn bị hắn xem nhẹ, mặt khác bảy người cũng chỉ coi Tiêu Phàm là đối thủ. Giống, nhưng mà lúc này, Tiểu Kim gầm lên giận dữ, giống như sư vương gào thét, toàn thân tản ra kim quang hừng hực, hóa thành một đạo kim sắc thiểm điện xông ra. Phốc, một đạo huyết kiếm bắn về phía hư không, trong đó một hắc y nhân kinh hãi che cổ mình, máu tươi phun trào, muốn cầm máu nhưng không sao cầm được. Mấy người Vũ Thừa Quân kinh hãi nhìn Tiểu Kim, tốc độ kia, khiến bọn hắn đều một trận hãi hùng khiếp vía. Nhanh, nhanh đến cực hạn, dù là chiến tông cảnh đỉnh phong, cũng không khả năng có tốc độ khủng bố như vậy, bọn hắn rốt cục hiểu rõ. Tiêu Phàm sở dĩ không kiêng nể gì bởi vì mèo con kim sắc này là một trong những át chủ bài lớn trong tay hắn. Tiêu Phàm cười lạnh, đồ lục gắng sức chém xuống, tuyệt thế đao mang giống như một dòng minh hà, chân trời trong nháy mắt đều ảm đạm xuống, sát khí trùng thiên. Phú Thừa Quân đứng mũi chịu sào bị luồng sát khí này bao phủ, hắn bỗng nhiên dùng mình một cái, khẽ cắn môi, đưa tay ra chính là một kiếm cường đại. Tuyệt phong kiếm, hắn lạnh lùng thốt ra một đạo thanh âm. Cuồng phong bốn phía gầm thét sau đó hóa thành vô số luồng gió từ bốn phương tám hướng thẳng hướng Tiêu Phàm. Cuồng phong cùng với đao mang đâm vào cùng một chỗ, phát sinh vụ nổ lớn trên không, hai bên phòng ốc nhao nhao sụp đổ, hư không tuyết lớn đầy trời, lãnh ý băng lạnh tràn ngập lòng người. Cũng chỉ có vậy mà thôi. Nhìn thấy Tiêu Phàm một kích cường đại bị ngăn cản, Vũ Thừa Quân lập tức cười lên ha hả, một mặt tự tin. Không thể không nói. Phú Thừa Quân thân là một trong hoàng thành thập tú, thực lực quả thực rất cường đại. Hắn đối với việc lĩnh ngộ kỹ năng chiến đấu đã đạt tới cấp độ đỉnh phong. Rõ ràng là ngũ phẩm chiến kỹ, lại được hắn phát huy ra uy năng lục phẩm chiến kỹ. Phải không, Tiêu Phàm khóe miệng khẽ cong, thân thể bỗng nhiên biến mất tại chỗ, trên mặt tuyết lưu lại một tàn ảnh, chẳng biết lúc nào, Tiêu Phàm đã hiện ra sau lưng Vũ Thừa Quân. Đạp tuyết vô ngân, ngươi là người của tuyết lâu. Phú Thừa Quân kêu lên sợ hãi, trong lúc cấp bách giơ kiếm nghênh lên. Răng rác, một tiếng vang giòn, trường kiếm trong tay Vũ Thừa Quân vỡ nát, đồ lục không giảm thế tới, trực tiếp chạm ở đầu vai Vũ Thừa Quân, một cánh tay bị một nhát chém xuống. A, à, Phú Thừa Quân phát ra tiếng kêu thảm, khua loạn tứ tung, cánh tay máu tươi phun ra, mặt đất tuyết trắng bị nhuộm thành màu hồng. Đi mau, sắc mặt Phú Thừa Quân hoàn toàn thay đổi. Mặc dù giờ phút này hắn rất muốn rút gân lột ra Tiêu Phàm, nhưng thực lực Tiêu Phàm vượt qua hắn dự liệu. Nhất là chuôi hung đao này quá kinh khủng, bảo kiếm trong tay hắn là lục phẩm hồn binh vậy mà trực tiếp một đao chém vỡ. Hơn nữa, nếu như Tiêu Phàm thực sự là người của tuyết lâu, sự tình liền càng thêm phiền phức. Muốn đi, ánh mắt Tiêu Phàm lạnh lẽo, Phú Thừa Quân này mặc dù muốn rút đi, nhưng Tiêu Phàm không hề dự định buông tha hắn. Siêu. Đúng lúc này, một kiếm sắc bén từ sau lưng Tiêu Phàm xông ra, tốc độ nhanh chóng, thẳng đến tim hắn. Theo bản năng phòng hộ, Tiêu Phàm chân đạp đạp tuyết vô ngân, đồ lục trong tay lăng không một kích đem kiếm sắc bén kia đánh bay, nhưng mà, vô số kiếm khí vẫn xuyên thủng đầu vai hắn, máu tươi vẩy ra. Tiêu Phàm quay người nhìn lại, cách đó không xa, đang có một đạo thân ảnh lạnh như băng nhìn hắn, trong đó một người Tiêu Phàm biết. Chính là Trần Hạo lúc vừa tới Tuyết Nguyệt Hoàng Thành đã đắc tội. Chỉ là vừa rồi một kích kia rõ ràng không phải Trần Hạo xuất thủ, bên cạnh hắn, một thanh niên mặc áo đen đứng đấy, hắn mắt to mày rậm, toàn thân kiếm khí vẩn quanh, khí thế khiếp người. Hơn nữa sau lưng bọn họ, còn bốn đạo thân ảnh, đều là thực lực chiến tông cảnh hậu kỳ trở lên. Trần Phong, người tới đúng lúc lắm, liên thủ giết hắn, hung đao thuộc về ngươi, thế nào? Vốn Vũ Thừa Quân chuẩn bị chạy trốn, nhưng mà lúc nhìn thấy thanh niên mặc áo đen kia, trên mặt lộ ra thần sắc kích động. Trần Phong, Tiêu Phàm thần sắc cứng lại, trong đầu nháy mắt hồi tưởng lại thông tin người này. Huyết hạch dòng chính Trần gia Tuyết Nguyệt Hoàng Triều,
tương lai người thừa kế Trần gia, hơn nữa Trần Phong còn xếp thứ 8 Hoàng Thành Thập Tú. Trước đó trên đấu giá hội, Trần Phong xuất thủ tranh đoạt đồ lục, chỉ là về sau bởi vì có Bách Lý Cuồng Phong cùng Lâu Ngạo Thiên nên hắn đành từ bỏ. Được. Trần Phong gật đầu phất phất tay, bốn người sau lưng lập tức gia nhập chiến đoàn. Còn người Tiêu Phàm lạnh lẽo, hắn từ trước đến nay đều là người không phạm ta, ta không phạm người, nếu chủ động phạm ta, hoàn lại gấp 10 gấp trăm lần. Tiểu Kim, hôm nay ta và ngươi giết thoải mái. Tiêu Phàm không có bất kỳ vẻ sợ hãi gì, đồ lục trong tay, ta có thiên hạ. Một cỗ sát khí ngút trời từ trên người hắn tản ra. Tại đỉnh đầu hắn, U Linh chiến hồn hiển hiện, khí tức u sâu lạnh lẽo lượn lờ. Giống, Tiểu Kim gầm nhẹ một tiếng, có điều vẫn không biến hóa ra bản thể. Theo Tiểu Kim, ứng phó những người này căn bản không cần thiết thi triển toàn bộ thực lực. Oanh, đại chiến lại bắt đầu, mười mấy người bắt đầu vây công Tiêu Phàm và Tiểu Kim. Đối mặt mười mấy người, Tiêu Phàm cũng không dám khinh thường, mặc dù hồn lực cường đại cùng kỹ năng chiến đấu thành thạo có thể bù đắp chênh lệch trên cảnh giới. Nhưng số người của đối phương thực sự quá nhiều. Hô hô hô, cuồng phong gào thét, tuyết lớn đầy trời, kiếm khí, đao mang trên không trung loạn bay, Tiêu Phàm chân thi triển đạp tuyết vô ngân, chém giết trong vòng vây. Tóc đen tung bay, máu tươi nở rộ, nơi này mặc dù vắng vẻ nhưng trận chiến lớn cũng không giấu được, thu hút rất nhiều người vây xem. Thời khắc thấy Tiêu Phàm cùng Tiểu Kim bị vây quanh, đám người đều hít một hơi lạnh. Bọn hắn thấy Tiêu Phàm hẳn phải chết ở đây không nghi ngờ. Một chiến tông cảnh trung kỳ, sao địch nổi nhiều tu sĩ chiến tông hậu kỳ trở lên như vậy? Huống chi, trong mười mấy người này, còn có hai hoàng thành thập tú. Nhất đao tuyệt trần, thu phong lạc diệp, nhất diệp chi thu, Tiêu Phàm tóc đen phiêu đãng, quần áo bay phất phới, từng chiêu chiến kỹ trong tay Tiêu Phàm thi triển ra, rõ ràng là kiếm pháp lại bị hắn sử dụng như đao pháp. Tìm khắp thiên hạ cùng trang lứa đoán chừng cũng không mấy người có thể làm được. Tiêu Phàm ngộ tính thật lớn, thu phong kiếm quyết lại bị hắn sử dụng như đao pháp, hơn nữa còn hợp thành một thể, thậm chí khiến tưởng lầm là thu phong đao quyết. Đúng vậy, mặc dù chỉ là chiến tông trung kỳ lại tu luyện ngũ phẩm chiến kỹ tới đỉnh phong, thiên phú này quá là đáng sợ. Lợi hại hơn thì thế nào, cuối cùng cũng phải chết ở chỗ này. Đám người nghị luận. Rất nhiều người bị thiên phú chiến kỹ của Tiêu Phàm làm chấn kinh. Đối với lời nói bên ngoài, Tiêu Phàm ngoảnh mặt làm ngơ, trong lòng trầm ngâm, kiếm pháp sử dụng như đao pháp, uy lực lại còn xa không bằng kiếm quyết, cứ thế tiếp tục, phần thắng quá thấp, phải tìm một bộ đao pháp mới được. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm chuyên tâm, một tia hồn lực bắt đầu tìm kiếm ở bên trong tu la truyền thừa. Tiêu Phàm mặt không biểu tình, chân đạp đạp tuyết vô ngân. Cầm đao tự do chém giết trong một đám chiến tông cảnh. Lục phẩm thân pháp chiến kỹ đạp tuyết vô ngân, trong thân pháp chiến kỹ tuyệt đối xem như tồn tại cao thâm. Bây giờ Tiêu Phàm đã tu luyện đạp tuyết vô ngân tới đệ nhị trọng, trên mặt đất căn bản chưa từng lưu lại bất luận dấu chân nào, giống như làn khói, thân hình quỷ dị, nhanh như tia điện, không người nào có thể bắt được. Sắc mặt hai người Vũ Thừa Quân cùng Trần Phong khó coi, mười mấy người vây công một người một thú. Vậy mà còn chưa có hiệu quả thiết thực nào. Điều này khiến hai người đối địch Tiêu Phàm sát tâm ngày càng đậm. Thời gian trọn vẹn sau hơn nửa nén hương, Vũ Thừa Quân rốt cục nhịn không được, cả người sắc mặt vô cùng dữ tợn, quát ầm lên, Tiêu Phàm, có giỏi đánh một trận đàng hoàng. Tiêu Phàm, xem ngươi có thể kiên trì tới khi nào, chỉ dựa vào tránh né, thì có thể không chết sao. Trần Phong cũng vô cùng phẫn nộ. Lúc này, Vũ Thừa Quân chỉ muốn giết Tiêu Phàm. Mà Trần Phong chỉ muốn có được hung đao đồ lục. Theo sự kéo dài của Tiêu Phàm, thần sắc đám người ngày càng ngưng trọng, bọn hắn biết rõ, Tiêu Phàm dựa vào Tuyết Ngọc Hiên, nếu đám người Tuyết Ngọc Hiên kịp thời chạy đến, Tiêu Phàm chưa chắc đã chết. Đương nhiên, điều khiến hai người phẫn nộ nhất là hai người đường đường là Hoàng Thành Thập Tú, thiên tài chiến tông cảnh đỉnh phong lại bị tiểu tử một chiến tông cảnh trung kỳ đùa giỡn trong bàn tay. Bốn phía nhiều tu sĩ nhìn như vậy. Về sau thanh danh hai người chỉ sợ là rơi xuống ngàn trượng. Cái nhìn của đám người đối với Tiêu Phàm cũng có chút đổi mới. Trước đó bọn hắn còn tưởng Tiêu Phàm hẳn phải chết, nhưng mà vẻn vẹn dựa vào thân pháp chiến kỹ liền đứng ở thế bất bại, nếu như hắn muốn trốn, Vũ Thừa Quân cùng Trần Phong chưa chắc có thể giết hắn. Đánh một trận đàng hoàng, đột nhiên Tiêu Phàm mở miệng nói chuyện, khinh thường nói,
mười mấy người vây công một mình ta, cũng dám nói đánh một trận đàng hoàng, Hoàng Thành Thập Tú đúng thực sự là không biết xấu hổ. Đám người nghe vậy, xem thường nhìn Vũ Thừa Quân. Vũ Thừa Quân sắc mặt đỏ bừng, nhắm mắt nói, ngươi có thể giết Chu Văn Bác, cũng coi là Hoàng Thành Thập Tú, còn xếp phía trước chúng ta, cái này cũng không tính là khi dễ ngươi. Thực lực Vũ Thừa Quân ngươi không ra hồn, miệng ngược lại lợi hại, ngươi không phải muốn đánh một trận đàng hoàng sao? Tiêu Mỗ phụng bồi, khí thế toàn thân Tiêu Phàm biến đổi. Bỗng nhiên đồ lục lay động, một đạo đao mang gắng sức chém xuống, đao cương bá đạo quét ngang tất cả, thế như trẻ tre. Vũ Thừa Quân không dám khinh thường Tiêu Phàm, xuất ra một kiếm, đao kia đột nhiên nổ tung, kiếm khí xuyên thủng y phục Tiêu Phàm, từng giọt máu từ từ nhỏ xuống. Đồng thời, khóe miệng Vũ Thừa Quân hiện lên một nét cười, giễu cợt nói, cái này của ngươi cũng xứng gọi là đao pháp. Ta nhớ Tiêu Phàm chỉ dùng kiếm, hiện tại dùng đao, lấy yếu thế của bản thân đối kháng ưu thế của địch nhân, sao có thể là đối thủ của Vũ Thừa Quân. Đám người lắc đầu. Hầu hết mọi người cũng không coi trọng Tiêu Phàm. Ngươi sẽ biết. Tiêu Phàm lại lơ đễnh, hắn vừa rồi trong tu la truyền thừa tìm được mười mấy loại đao pháp, cuối cùng lựa chọn một bộ tên là chiến kỹ huyết la đao pháp. Huyết la đao pháp thuộc về lục phẩm chiến kỹ, kết hợp cả tốc độ cùng với công kích, không có bất kỳ minh họa nào, chỉ nghiên cứu tính công kích thực chất, mỗi một chiêu đều biến phức tạp thành đơn giản, trực tiếp kích hại địch nhân. Tu luyện tới cảnh giới đỉnh cao. Hóa thành thí huyết Tu La, bá đạo phi phàm, chính là đao pháp đặc thù của Tu La Điện. Chỉ là đã biến mất theo Tu La Điện trong dòng lịch sử, người biết rõ huyết la đao pháp đoán chừng cũng không nhiều. Chiến kỹ này dường như là chế tạo riêng cho Tiêu Phàm, chỉ là hắn trước giờ chưa từng sử dụng đao để chiến đấu qua, lần thứ nhất thi triển ra vẫn còn không thạo lắm. Để lại một câu nói, Tiêu Phàm lần nữa nhào lên, chân đạp đạp tuyết vô ngân xuyên toạc đám người. Mục tiêu khóa chặt Vũ Thừa Quân. Chỉ bằng ngươi, không xứng sử dụng đao này. Trần Phong nhìn thấy Tiêu Phàm không thạo đao pháp, lập tức cười lạnh, ngăn Tiêu Phàm ở phía trước. Vậy ngươi xứng, Tiêu Phàm lạnh lùng cười một tiếng bỏ qua Vũ Thừa Quân, cùng Trần Phong đâm vào cùng một chỗ. Thân ảnh hai người nhanh chóng giao thoa, đốm lửa trên không bắn tứ tung, mấy giây qua đi, hai người đã giao chiến hơn 10 chiêu. Tiêu Phàm lui mãi. Công kích của Trần Phong cực kỳ bá đạo tấn mãnh, hắn dùng đao pháp nghênh chiến vẫn có chút không bằng, có điều Tiêu Phàm lại không lấy ra Tu La kiếm. Bởi vì cái này còn trong giới hạn chịu đựng của hắn, vừa có được hung đao đồ lục, vừa vặn rèn luyện một chút. Chết, Trần Phong cười dữ tợn một tiếng, đột ngột đỉnh đầu hắn hiện hư ảnh một chuôi trường đao màu trắng, hư ảnh lôi điện xen lẫn, xì xì rung động, hư không phát ra từng đợt tiếng phá hủy. Gần như đồng thời, trường đao trong tay Trần Phong cũng bị vô số lôi điện bao trùm, một cỗ hồn lực hủy diệt quét sạch tứ phương. Thất phẩm chiến hồn, kinh lôi đao. Trần Phong muốn liều mạng. Con người đám người co rụt lại, cảm nhận được khí tức phát ra trên người Trần Phong đều nhao nhao thối lui ra phía sau. Thần sắc Tiêu Phàm cứng lại, một đao kia đến rất nhanh, trong nháy mắt đã đến trước mắt, muốn tránh cũng không kịp, chỉ có thể chính diện đối mặt kháng. Cuồng huyết chảm. Tiêu Phàm nâng đao đón lấy, hồn lực cuồn cuộn phát ra, đồ lục biến thành đao cương cao vài trượng, cùng đao mang như điện kia đụng vào cùng một chỗ. Phanh phanh phanh, lực lượng cuồng bá khuấy động tứ phương, mặt băng tung bay, hóa thành vô số giọt băng bắn về bốn phương tám hướng. Thân ảnh Tiêu Phàm bay ngược ra, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Đang chuẩn bị té lăn trên đất, Tiêu Phàm xoay người giữa không trung, lần nữa trượt ra mười mấy mét mới dừng lại. Người mặc dù không ra hồn, nhưng đao cũng được. Trần Phong cười ha ha một tiếng, hắn có thể cảm nhận rõ ràng được đồ lục cường đại, càng như thế, hắn lại càng hưng phấn. Nếu như có thể lấy được hung đao đồ lục, Trần Phong thậm chí tự tin có thể cùng 5 vị trí đầu của Hoàng Thành Thập Tú chiến một trận. Cũng đúng lúc này, trong đám người xuất hiện hai đạo thân ảnh, con người lạnh lẽo nhìn chằm chằm Trần Phong từ xa, người tới là Huyết Yêu Nhiêu cùng Ảnh Phong. Yêu Nhiêu. Ảnh Phong cau mày một cái, một cỗ sát khí nở rộ ra. Nhưng mà nói còn chưa dứt lời, Huyết Yêu Nhiêu liền chặn giọng, không cần. Lúc Huyết Yêu Nhiêu cùng Ảnh Phong xuất hiện một sát khí kia, Tiêu Phàm đã thấy, hắn ném cho Huyết Yêu Nhiêu ánh mắt ngăn lại, cũng bởi vì thế, Huyết Yêu Nhiêu mới không xuất thủ. Đao này trên tay ngươi cũng để phủi bụi thôi. Trần Phong cười lạnh, trong mắt hắn,
Tiêu Phàm cũng chỉ như vậy. Có thể đánh bại Chu Văn Bác hoàn toàn do may mắn mà thôi. Tiếp đi. Thần sắc Tiêu Phàm vô cùng bình tĩnh, lau đi máu tươi khóe miệng, lần nữa nghênh lên. Hắn là người không chịu thua, huống chi bây giờ còn chưa đến lúc bắt đầu chiến đấu chân chính. Ngươi đã tự tìm cái chết, vậy ta thành toàn ngươi. Trần Phong lại một kiếm giết ra. Có điều lần này, Tiêu Phàm lại xảo diệu tránh thoát được, thân hình lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện sau Trần Phong. Trần Phong biến sắc, lách mình về một bên thối lui, nhưng mà Tiêu Phàm lại cười, đồ lục trong tay rung động, một đạo đao mang sắc đen bắn ra. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Trần Phong lật cái té ngã trên không, hiểm nguy tránh thoát một kích chính diện của đao mang, nhưng dây buộc tóc lại bị đao mang quét trúng, tóc đen tung bay, trên mặt hắn còn có một vết cắt. Tiểu tử, người thực sự đã chọc giận ta. Trần Phong mặt lộ vẻ dữ tợn, giống như một hung thú phát cuồng phóng tới Tiêu Phàm. Tiêu Phàm lạnh lùng cười một tiếng, nói cái gọi là thiên tài, chính là như vậy sao? Ta không chỉ muốn chọc giận ngươi, còn nhất định muốn giết ngươi. Chỉ bằng ngươi, Trần Phong dữ tợn cười một tiếng, khí thế không ngừng tăng lên, dường như trong mắt hắn, Tiêu Phàm đã là một người chết. Tiêu Phàm cùng Trần Phong kịch liệt đâm vào cùng một chỗ. Phú Thừa Quân đám người nơi xa dường như trở thành quần chúng. Đám người không biết gia nhập vào trận đấu của hai người thế nào. Xem chừng bốn phía, đừng để hắn chạy. Phú Thừa Quân nhe răng trợn mắt quát lên, tay cụt của hắn đã đỡ, nhưng loại đau đớn này vẫn như cũ khiến hắn hận không thể dùng nghìn đao băm thây Tiêu Phàm. Rõ, những người khác nhao nhao gật đầu, mười mấy người thủ hộ ở bốn phía, chiến trường để chống. Tiểu Kim cũng không xuất thủ, đứng ở bên cạnh nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, sợ Tiêu Phàm xuất hiện tình huống ngoài dự liệu. Giữa đất trống, Tiêu Phàm một đường rút lui, nhìn qua không cùng thực lực giao thủ chính diện với Trần Phong, trên người đã có hơn 10 vết thương, máu tươi thẩm thấu y phục. Tiêu Phàm thật quá khinh địch, biết rõ không địch lại, còn ngang bướng ở nơi này. Giữ được núi xanh lo gì không có củi đốt, hắn vừa rồi muốn rời đi, ai ngăn được hắn. Vẫn là tuổi quá trẻ, bồng bột của tuổi trẻ lấy mạng hắn. Hơn nữa nghe nói người này trước giờ rất ngông cuồng, không coi ai ra gì, đoán chừng tự cho là có thể đánh bại Trần Phong đi. Bây giờ bị cản trở, cho dù muốn chạy cũng không kịp nữa rồi. Đám người lắc đầu, phần lớn cho rằng Tiêu Phàm hẳn phải chết. Dù là Ảnh Phong cũng cho là như thế, hắn nắm đấm nắm chặt, nhìn Huyết Yêu Nhiêu nói, Yêu Nhiêu, còn không xuất thủ. Trong lòng Ảnh Phong cũng hết sức kỳ quái, trình độ của Tiêu Phàm hôm nay thế nhưng kém xa so với đêm qua đánh với hắn một trận. Lúc ấy hai người mặc dù đều không thi triển toàn lực, nhưng người này cũng không làm gì được người kia. Hôm nay cùng Trần Phong chiến đấu, lại rơi xuống thế hạ phong, từ khía cạnh này không phải suy ra Trần Phong còn mạnh hơn bản thân sao? Ngươi chẳng lẽ không phát hiện Tiêu Phàm đêm qua cùng hiện tại khác nhau sao? Huyết Yêu Nhiêu híp hai mắt, trong lòng nàng mặc dù cũng có chút khẩn trương, nhưng đối với Tiêu Phàm tràn ngập một loại tự tin. Trong lòng lại bổ sung một câu, điện chủ Tu La Điện dễ bị giết như vậy sao? Khác nhau, Ảnh Phong cau mày một cái, sau một khắc, đột nhiên con ngươi co rụt lại, đêm qua hắn dùng kiếm, hiện tại hắn dùng đao, chẳng lẽ hắn lại dùng Trần Phong để thử đao? Cũng khó trách Ảnh Phong kinh ngạc như vậy, bất luận là người sử dụng kiếm, hay là sử dụng đao, đều sẽ chìm đắm trong kiếm đạo hoặc là đao đạo, rất ít người lĩnh ngộ được nhiều, dù sao tinh lực của mỗi người là có hạn. Lại thêm một Lâu Ngạo Thiên. Ảnh Phong hít sâu một hơi cảm thán nói. Trong ấn tượng của Ảnh Phong, chỉ có Lâu Ngạo Thiên mới là đao kiếm song tu, hơn nữa tài nghệ hai đạo đao kiếm đều không thấp. Lâu Ngạo Thiên, nếu ngươi cùng hắn giao thủ, tỷ lệ thắng như thế nào? Huyết Yêu Nhiêu hiếu kỳ hỏi. Chính diện giao thủ, 3 phần thắng, ám sát, 7 phần thắng. Ảnh Phong cực kỳ trịnh trọng nói. Tìm khắp toàn bộ Tuyết Nguyệt Hoàng Triều. Cùng lứa tuổi này chỉ có Lâu Ngạo Thiên lọt vào mắt hắn, đương nhiên, Tiêu Phàm có lẽ là người thứ hai. Huyết Yêu Nhiêu cũng không cảm thấy chấn kinh, ngược lại nhìn phía xa nói, ngươi có phát hiện không, đao của Tiêu Phàm ngày càng sắc bén, cũng càng lúc càng nhanh. Thật là thiên phú biến thái. Còn người Ảnh Phong khẽ run lên, rất hiển nhiên hắn cũng phát hiện, chính như Huyết Yêu Nhiêu nói, Tiêu Phàm đang không ngừng mạnh lên. Giữa chiến trường, Tiêu Phàm cùng Trần Phong càng đánh càng hung mãnh, tốc độ càng lúc càng nhanh, tu sĩ dưới chiến tông cản,
căn bản thấy không rõ tốc độ xuất thủ của hai người. Chuyện gì xảy ra, gia hỏa này làm sao càng lúc càng nhanh? Trong lòng Trần Phong giật mình, hắn cũng phát hiện điểm không thích hợp, không được, nhất định phải lập tức dùng hết toàn lực giết hắn. Thiên lôi hồn trảm, Trần Phong bỗng bạo khởi, kinh lôi đao đan xen tia điện lăng lệ, trường đao trong tay Trần Phong hung hăng chém về phía Tiêu Phàm. Đến hay lắm, Tiêu Phàm lạnh lùng cười một tiếng, hung đao đổ lục quét ngang mà ra, một đạo đao mang hình cung màu đen nở rộ, xém chút xé nát hư không. Trần Phong sầm mặt lại, chỉ thấy được một đạo quang âm u cực lạnh, mang theo khí thế cuồn cuộn, giống như một hung thú mở ra miệng to đầy máu xông thẳng mà đến. Đao thế, đám người kinh hô mà ra, Tiêu Phàm không phải sử dụng kiếm sao, làm sao có thể lĩnh ngộ đao thế. Thiên phú thật đáng sợ, ta biết rồi, hắn không phải không thể địch lại Trần Phong, mà là đang dùng Trần Phong để thử đao. Có người nhìn ra mục tiêu của Tiêu Phàm, trong lòng vạn phần hoảng sợ. Đường đường hoàng thành thập tú lại dùng để thử đao, Tiêu Phàm này thật đúng là không phải đơn thuần phách lối, ngộ nhớ bị đối phương công kích đến chết thì sao. Oanh, một tiếng nổ vang, đao mang như sét cùng đao cương sắc đen đâm vào cùng một chỗ, khí lãng khủng bố tựa như muốn cắt đứt hư không vẫn giữ trên không. Phổi Trần Phong muốn nổ ra, hắn thế nào còn không hiểu bản thân vậy mà trở thành đối tượng bồi luyện của Tiêu Phàm. Việc này nếu truyền đi, Trần Phong hắn tuyệt đối sẽ trở thành trò cười cho Hoàng Thành. Thiên lôi đao chảm, giết 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 cho ta. Trần Phong gào thét phẫn nộ, khí thế lần nữa bạo tăng, muốn áp chế đao cương của Tiêu Phàm. Diệt, Tiêu Phàm lạnh lùng phun ra một chữ, hồn lực cuồn cuộn tràn ngập về trong đồ lục, sát cơ tứ phía, từng sợi hắc khí cuồng bá dung nhập vào trong đao cương. Trong chớp mắt, đao cương hắc sắc tựa như tăng cường gấp 10 gấp trăm lần, đao mang như sét của Trần Phong đột nhiên nổ tung, nhưng đao cương hắc sắc không hề giảm đi, lần nữa lao về phía Trần Phong. Dưới một đao này, hư không dường như đều bị hủy diệt. Con người Trần Phong run lên giơ trường đao trong tay đón lấy. Nhưng mà ngay sau đó truyền đến một tiếng răng rắc, đao cương hắc sắc thế như trẻ tre, trực tiếp chấn vỡ hồn binh của Trần Phong. À, một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên, cả người Trần Phong bay ngược ra, toàn thân bị đao khí tàn phá bừa bãi, máu me đầm đìa, đã không mảy may còn chút hình người nào. Đám người cảm giác trống rỗng, trước đó Trần Phong còn áp chế Tiêu Phàm, giờ lại bị một đao đánh bại. Hơn nữa còn suýt chút bị chạm. Hắn đột phá, có người kêu lên sợ hãi, kinh hãi nhìn Tiêu Phàm, trong chiến đấu đột phá, đây đúng là thiên tài vạn người không được một. Đến chiến tông cảnh trung kỳ đều đánh không lại đám người Trần Phong, hiện tại, sao có thể là đối thủ của Tiêu Phàm đây? Đi mau, Phú Thừa Quân thấy thế, nào còn dám lưu lại đây? Bây giờ muốn đi, có phải hơi muộn rồi không? Đột nhiên một thân ảnh như u linh sau lưng Vũ Thừa Quân chuyển đến, Vũ Thừa Quân toàn thân dựng lông đứng đấy, trong mắt đều là vẻ sợ hãi. Phốc, một đạo đao mang rơi xuống, thân thể Vũ Thừa Quân cứng ngắc tại chỗ, sau một khắc, cả người đột nhiên vỡ ra, trực tiếp xé thành hai nửa, máu tươi bắn ra bốn phía, nội tạng rải đầy một chỗ. Đám người nhìn thấy một màn này không khỏi hít vào ngụm khí lạnh, chỉ thấy Tiêu Phàm cầm trong tay trường đao. Ánh mắt lạnh lẽo nhìn mười mấy người kia. Nhiệt độ chung quanh bỗng hạ xuống mấy chục độ, khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo cốt tủy. Hô, đột nhiên, Tiêu Phàm lần nữa biến mất tại chỗ, từng đạo đao mang hắc sắc lấp lóe trên không, những nơi đi qua, máu tươi chảy xuống, bay tán loạn. Bông tuyết đều bị nhuộm thành huyết sắc, một cỗ khí khắc nghiệt tràn ngập hư không. Trong khoảnh khắc đó, mấy người vây công Tiêu Phàm đều bị một cỗ hồn lực đáng sợ bao vây. Trong lúc nhất thời vậy mà quên chạy trốn, lúc bọn hắn muốn chạy trốn đã không kịp nữa. 12 người bao gồm cả Vũ Thừa Quân tất cả đều ngã xuống tại chỗ, chỉ có Trần Hạo và Trần Phong còn sống. Trần Phong nằm trong đống tuyết, khóe mắt nhìn Tiêu Phàm. Hắn biết rõ, Tiêu Phàm sở dĩ không giết hắn và Trần Hạo là xem trọng mặt mũi Trần gia. Trần Hạo cực kỳ không chịu nổi, một mùi nước tiểu từ dưới người hắn truyền ra, quần đều ướt đẫm. Tiểu Kim, chúng ta đi. Tiêu Phàm cười lạnh liếc nhìn Trần Phong cùng Trần Hạo, liền quay người hướng ra bên ngoài. Đám người tự giác nhường ra một con đường, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Phàm tràn ngập sợ hãi. Bọn hắn rốt cục hiểu rõ vì sao Tiêu Phàm phách lối bá đạo như thế, bởi vì hắn quả thật có tư cách này.
Mục đích lần này Tiêu Phàm hành động đơn độc là giải quyết hết những người trong bóng tối. Nếu mục tiêu đạt được, vậy cũng không cần lưu lại nữa. Đối với cái chết của Vũ Thừa Quân, Tiêu Phàm căn bản không để trong lòng, giết chết hắn cũng coi là diệt trừ một cánh tay của Tuyết Ngọc Long. Chỉ là hắn không nghĩ tới, vậy mà lại ngoài ý muốn đột phá đến Chiến Tông hậu kỳ. Chiến Tông cảnh hậu kỳ, khoảng cách với Chiến Tông cảnh đỉnh phong còn xa sao. Tiêu Phàm thu lại khí thế, đi ở trên đường cái, nhìn qua thấy vô cùng bình thường, so với Tiêu Phàm hung thần ác sát vừa rồi như là hai người. Chúc mừng Tiêu huynh tiến thêm một bước. Đột nhiên, một thanh âm cách Tiêu Phàm không xa vang lên, chỉ thấy hai đạo thân ảnh chậm rãi đi tới, người mở miệng nói chuyện là Ảnh Phong, đứng bên cạnh hắn là Huyết Yêu Nhiêu. May mắn mà thôi. Tiêu Phàm hơi hơi chắp tay, nhìn hai người nói, có chuyện gì không? Không có việc gì, chẳng lẽ không thể tìm Tiêu huynh? Ảnh Phong cười nói, mặc dù hắn không biết Huyết Yêu Nhiêu vì sao khách khí với Tiêu Phàm như thế, nhưng điều này cũng không ngăn trở hắn nhìn thấy sự tôn trọng trên mặt Huyết Yêu Nhiêu đối với Tiêu Phàm. Không có việc gì, vậy ta đi trước. Tiêu Phàm quay đầu bước đi, hắn không muốn có bất kỳ dây dưa gì với Tuyết Lâu. Huyết Yêu Nhiêu cùng Ảnh Phong tới đây nhất định không phải đơn giản chỉ để chúc mừng như vậy. Tiêu Phàm. Sắc mặt Ảnh Phong cứng đờ, nhưng rất nhanh nở nụ cười, đối với người ngay thẳng như Tiêu Phàm hắn khá tán thưởng. Dù sao so với những kẻ động tay chân trong bóng tối cũng tốt hơn rất nhiều, ta muốn mời ngươi gia nhập Tuyết Lâu. Không có hứng thú. Tiêu Phàm khoát tay liền rời đi, cũng không quay đầu lại. Ảnh Phong nhún vai, một mặt bất đắc dĩ nhìn Huyết Yêu Nhiêu, rất hiển nhiên, muốn Tiêu Phàm gia nhập Tuyết Lâu là chủ ý của Huyết Yêu Nhiêu. Huyết Yêu Nhiêu thấy thế, vội vàng nói, Tiêu Phàm, chẳng lẽ ngươi không muốn giúp huynh đệ ngươi sao? Nghe tới đây, Tiêu Phàm bỗng ngừng lại. Chậm rãi quay đầu, thần sắc lạnh lẽo nhìn Huyết Yêu Nhiêu, nói, ngươi vừa nói gì? Liên quan tới việc của Nam Cung Tiêu Tiêu, cũng chính là bàn tử nhị ca ngươi. Nếu ngươi đã không có hứng thú, vậy coi như ta chưa nói. Huyết Yêu Nhiêu để lại một câu nói, nháy mắt với Ảnh Phong một cái, hai người xoay người rời đi. Huyết Yêu Nhiêu, chờ đã. Tiêu Phàm lách mình ngăn cản đường đi của Huyết Yêu Nhiêu, sự việc khác hắn có thể không quan tâm. Nhưng việc quan hệ tới bản tử, Tiêu Phàm không thể không để trong lòng. Nhìn thấy Tiêu Phàm quay đầu, khuôn mặt Huyết Yêu Nhiêu lập tức tươi cười như hoa, nói, tìm một nơi để nói chuyện. Ở một gian trong quán rượu, Tiêu Phàm nghe lời Huyết Yêu Nhiêu nói, sắc mặt vô cùng âm trầm, ngưng tiếng nói, người nói lão nhị hắn là đệ tử của Đại Ly Đế Triều. Thật 100%, Huyết Yêu Nhiêu gật gật đầu, 3 năm trước đây, hắn bị ca ca hắn ám toán, phế bỏ tu vi. Người có biết 3 năm trước tu vi hắn như thế nào? Tu vi gì? Tiêu Phàm không cần nghĩ ngợi hỏi, đây cũng là điểm hắn một mực hoài nghi. Bàn tử nắm giữ cửu phẩm chiến hồn, nhưng thời điểm lần đầu tiên nhìn thấy hắn chỉ là cảnh giới chiến sư, điều này căn bản không bình thường. Nghe thấy bàn tử bị người khác phế tu vi, Tiêu Phàm lúc này mới hiểu rõ, vì sao bàn tử có đôi khi giống như một người thay đổi hoàn toàn, trên người sẽ phóng ra một cỗ khí chất đặc thù. Cũng biết rõ vì sao lần trước lúc bàn tử nhìn thấy Tuyết Ngọc Hiên lại kích động như thế. Bởi vì sự việc như vậy đã từng phát sinh trên người bàn tử, thậm chí so với Tuyết Ngọc Hiên còn thảm hơn. Chiến Vương đỉnh phong, Huyết Yêu Nhiêu hít sâu một hơi nói. Lúc đọc được tin này, nàng cũng mơ hồ chấn kinh. Chiến Vương đỉnh phong, Tiêu Phàm hít vào ngụm khí lạnh, năm nay bàn tử mới 17 tuổi, 3 năm trước đây vậy không phải chỉ mới 14 tuổi. Chiến Vương đỉnh phong 14 tuổi, bất luận ở nơi nào đều được xem như tuyệt thế thiên tài. Dù sao, hắn cũng chỉ gặp qua Diệp Lâm Trần tuổi mới 20 đột phá đến chiến hoàng cảnh. Không sai, hơn nữa hắn bị đại ca hắn ám toán lúc đột phá chiến hoàng cảnh, bằng không, Nam Cung Tiêu Tiêu hiện tại có thể đã là chiến hoàng cảnh rồi. Huyết Yêu Nhiêu cực kỳ trịnh trọng gật gật đầu, Ảnh Phong một bên nghe mắt đã sớm trợn tròn. Ngươi không trách ta điều tra ngươi. Huyết Yêu Nhiêu vừa nhìn về phía Tiêu Phàm, ngữ khí có chút kiêng dè. Ngươi nếu muốn hại ta, cũng không cần đi một vòng lớn như vậy. Tiêu Phàm lắc đầu, trên người hắn có tu la lệnh, việc mình là tu la truyền thừa, Huyết Yêu Nhiêu biết rõ. Nếu như Huyết Yêu Nhiêu muốn hại hắn, trực tiếp bại lộ thân phận hắn, đoán chừng rất nhanh sẽ có vô số cường giả tới tìm hắn, cần gì phải phí nhiều tay chân như vậy. Chỉ từ một điểm này, khúc mắc của Tiêu Phàm với Huyết Yêu Nhiêu liền giảm hơn một nửa, đương nhiên,
hắn vô cùng rõ ràng tâm tư của Huyết Yêu Nhiêu, nàng nhất định là muốn lôi kéo mình. Ảnh Phong không biết hai người lại bí hiểm cái gì, Huyết Yêu Nhiêu cười cười, tiếp tục nói, không sai, ta sẽ không hại ngươi. Nói tiếp đi. Tiêu Phàm bưng lên một chén trà, lại không hề đưa lên miệng. 3 năm trước đây, mọi người đều cho là Nam Cung Tiêu Tiêu Tẩu hỏa nhập ma mà chết, chỉ có số ít người rõ ràng nguyên nhân bên trong. Cho dù là ta, ban đầu cũng không tin Nam Cung Tiêu Tiêu là đế tử của Đại Ly Đế Triều, bởi vì hắn trước kia không phải là bàn tử, mặc dù không biết trước đó hắn có được kỳ ngộ gì, nhưng việc tu vi hắn bị phế vô cùng chính xác. Huyết Yêu Nhiêu tiếp tục nói. Tiêu Phàm, ý chí của huynh đệ kia thực sự cường đại, người bình thường bị phế tu vi, chiến hồn khẳng định bị thương, không thể nào trong thời gian ngắn lại đột phá. Ảnh Phong hít một hơi sâu nói. Tiêu Phàm gật đầu, chiến hồn bị thương, đừng nói một tu sĩ chiến vương, cho dù là chiến hoàng cũng không khả năng trong thời gian ngắn khôi phục, chưa nói đến tiếp tục tu luyện. Mạc Thiên Nhai chính là một ví dụ, đường đường là chiến đế, không phải cuối cùng chỉ còn lại tu vi cảnh chiến hoàng sao? Ngươi tới chắc không phải chỉ muốn nói cho ta biết thân phận của lão nhị. Tiêu Phàm uống một ngụm trà. Đương nhiên, thần sắc Huyết Yêu Nhiêu đột nhiên nghiêm túc, lần này ta nhận được tin tức xác thật, muốn cùng ngươi làm một vụ giao dịch. Nói, Tiêu Phàm đặt chén trà xuống, nếu như là bình thường, hắn sẽ trực tiếp rời đi không thèm chào hỏi, nhưng việc liên quan tới bản tử, hắn không thể không thận trọng. 3 ngày sau là thiên tài trà hội. Tuyết Ngọc Long mời mấy người Đại Ly Đế Triều, trong đó không thiếu tu sĩ chiến vương cảnh, rất có thể sẽ đối phó Nam Cung Tiêu Tiêu. Huyết Yêu Nhiêu nói, bọn hắn chắc chưa biết thân phận lão nhị chứ. Tiêu Phàm híp hai mắt nói, ngươi đoán ta mất bao lâu để thu thập được tin tức về ngươi và Nam Cung Tiêu Tiêu. Huyết Yêu Nhiêu lắc đầu, chậm rãi giơ ra một ngón tay, một ngày, vẻn vẹn một ngày, ta liền biết được hầu hết tin tức về ngươi. Đương nhiên. Việc này có quan hệ với mạng lưới tình báo của Tuyết Lâu, nhưng ngươi cảm thấy mạng lưới tình báo của Tuyết Ngọc Long rất kém sao? Nghe lời này, Tiêu Phàm trầm mặc, đường đường hoàng triều hoàng tử, muốn thu thập tin tức về bọn hắn, tự nhiên dễ như trở bàn tay. Bọn hắn đến Tuyết Nguyệt Hoàng Triều đã được một thời gian, Tuyết Ngọc Long không có khả năng không biết. Ngươi muốn ta làm cái gì? Tiêu Phàm ngưng tiếng nói. Gia nhập Tuyết Lâu. Đương nhiên không phải Tuyết Lâu của Tuyết Nguyệt Hoàng Triều, mà là tổ chức Huyết Lâu Tam Đại Sát Thủ. Huyết Yêu Nhiêu hết sức trịnh trọng nói. Lời này vừa nói ra, con người Ảnh Phong run lên, trên mặt có một tia thất vọng, gia nhập Huyết Lâu là mộng tưởng nhiều năm nay của hắn, bản thân trước giờ không thành công, ngược lại Tiêu Phàm lại được chủ động mời vào. Chỉ đơn giản như vậy, Tiêu Phàm tất nhiên không tin có miếng bánh ngon nào lại từ trên trời rơi xuống. Chỉ đơn giản như vậy. Huyết Yêu Nhiêu khẳng định nói, trong mắt lóe lên vẻ vui sướng, lại nói, chỉ cần ngươi gia nhập Huyết Lâu, ta liền có thể thay ngươi ngăn cản tu sĩ chiến vương của Đại Ly Đế Triều. Tiêu Phàm hít sâu một hơi, lúc này mới nói, được, ta có thể đáp ứng ngươi, nhưng ta có một điều kiện. Mặc dù biết gia nhập Huyết Lâu không chỉ đơn giản như vậy, nhưng Tiêu Phàm không thể không đáp ứng Huyết Yêu Nhiêu. Dù sao với thực lực của hắn và bàn tử hiện tại không thể nào là đối thủ của tu sĩ chiến vương cảnh. Hắn từng nghĩ tới, mình và bàn tử cùng lắm không tham dự cái thiên tài trà hội này, người của Đại Ly Đế Triều có lẽ sẽ không làm gì được hai người. Thế nhưng càng nghĩ Tiêu Phàm vẫn là phủ định quyết định này. Sở dĩ người của Đại Ly Đế Triều tới đây, đoán chừng chính là do Tuyết Ngọc Long tiết lộ thân phận của bàn tử. Nếu đã vậy, bất luận tham gia thiên tài trà hội hay không, Tuyết Ngọc Long cũng không có khả năng buông tha mình và bàn tử, chẳng bằng đáp ứng điều kiện của Huyết Yêu Nhiêu. Chí ít tạm thời Huyết Yêu Nhiêu cũng không có ác ý gì với mình. Điều kiện gì, ánh mắt Huyết Yêu Nhiêu sáng lên, chỉ cần Tiêu Phàm nguyện ý gia nhập Huyết Lâu, những điều kiện khác đều dễ nói. Tiêu Phàm đột nhiên cười cười chỉ Ảnh Phong nói, ta muốn hắn. Ách, Huyết Yêu Nhiêu cùng Ảnh Phong sững sờ, nhất thời không biết Tiêu Phàm có ý gì. Trong lòng hai người không khỏi có cái ý nghĩ không nên có, tiểu tử này không phải thích nam nhân chứ. Tiêu Phàm hình như cũng cảm thấy Huyết Yêu Nhiêu và Ảnh Phong đang hiểu lầm ý tứ của mình, vội ho một tiếng, nói Ảnh Phong và ta cùng nhau gia nhập Huyết Lâu, ta cần một tay chân. Huyết Yêu Nhiêu lúc này mới buông lỏng một hơi, quay đầu nhìn Ảnh Phong. Ta đồng ý. Ảnh Phong nói không chút do dự,
gia nhập huyết lâu chính là mộng tưởng cả một đời của hắn, bây giờ chỉ cần một câu liền có thể gia nhập, hắn sao lại không muốn chứ? Thậm chí, Ảnh Phong cũng không thèm mảy may để ý cái danh xưng tay chân, ngược lại cảm kích nhìn Tiêu Phàm nói, đa tạ Tiêu huynh. Tiêu Phàm khoát khoát tay, hắn biết rất rõ thực lực của Ảnh Phong, để hắn giúp mình tuyệt đối là một sự giúp đỡ lớn. Đây là lệnh bài Tuyết Lâu. Huyết Yêu Nhiêu gật đầu, lật tay một cái, trên mặt bàn đột nhiên xuất hiện hai tấm lệnh bài đỏ, sau đó vừa nhìn về phía Ảnh Phong vừa nói, Ảnh Phong, từ nay về sau ngươi liền theo Tiêu Phàm, còn nữa, hắn trực tiếp là cấp trên của ngươi. Rõ. Ảnh Phong gật đầu, cung kính tiếp nhận Huyết Lâu lệnh bài, nhìn về phía Tiêu Phàm nói, Tiêu, công tử, đa tạ. Ngươi cứ gọi ta là Tiêu Phàm đi. Nhìn Ảnh Phong nhất thời không biết xưng hô thế nào, Tiêu Phàm vội vàng nói, hắn trước giờ không có ý nô dịch Ảnh Phong. Không được, Huyết Lâu có quy củ của Huyết Lâu, ta không thể làm trái quy củ. Thái độ Ảnh Phong vô cùng kiên quyết, Tiêu Phàm là cấp trên trực tiếp của Ảnh Phong, hắn tất nhiên không thể không biết lớn nhỏ. Vậy được rồi, tùy ngươi. Tiêu Phàm bất đắc dĩ, sau đó đột nhiên nhìn Huyết Yêu Nhiêu nói, đẳng cấp Huyết Lâu nghiêm như vậy, về sau nhìn thấy ngươi, không phải ta cũng sẽ gọi ngươi là cái gì thiếu chủ chứ? Không cần, không cần. Huyết Yêu Nhiêu vội vàng nói đùa gì thế, nếu như để người ta biết thân phận Tiêu Phàm, không nói cái khác, chí ít Huyết Lâu cũng không dám trắng trợn ứng phó Tiêu Phàm. Nàng nào dám để Tiêu Phàm gọi nàng là chủ tử? Vậy thì tốt. Tiêu Phàm lúc này mới buông lỏng một hơi, hắn không thích nhất là bị trói buộc, phải rồi, người của Đại Ly Đế Triều, các ngươi làm sao ứng phó? Đến lúc đó ngươi sẽ biết. Huyết Yêu Nhiêu cười một tiếng tà mị như tuyệt thế yêu cơ, Tiêu Phàm cảm giác toàn thân xương cốt đều rụng rời. Được, vậy 3 ngày sau gặp. Tiêu Phàm đứng dậy, là người trong tam đại sát thủ tổ chức Huyết Lâu, hắn tin tưởng sẽ nắm chắc cách đối phó với mấy người Đại Ly Đế Triều. Bằng không Huyết Yêu Nhiêu cũng không cần nhọc công để khiến mình gia nhập Huyết Lâu, còn về sau tại Huyết Lâu sẽ phát sinh cái gì, Tiêu Phàm cũng không có tâm tư suy nghĩ. Lúc Tiêu Phàm rời đi, Huyết Yêu Nhiêu đột nhiên nhìn về phía Ảnh Phong nói, Ảnh Phong, có phải ngươi cảm thấy để ngươi làm tay chân cho Tiêu Phàm là ủy khuất ngươi? Ảnh Phong hít sâu một hơi, mặc dù hắn rất hưng phấn gia nhập Huyết Lâu, nhưng trong đáy lòng hắn vẫn thích làm một sát thủ tự do tự tại. Bây giờ mộng tưởng hoàn thành, lại gián tiếp trở thành tay chân người khác, điều này khiến trong lòng hắn có chút thất vọng. Không nói chính là ngầm thừa nhận. Huyết Yêu Nhiêu cười cười, ta có thể nói cho ngươi biết, đi theo Tiêu Phàm đối với ngươi có lợi mà không có hại, tương lai có một ngày ngươi có lẽ có thể trở thành Huyết Lâu trưởng lão, hoặc là, thành tựu cao hơn. Ảnh Phong nghe vậy, con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, hắn biết Huyết Yêu Nhiêu tuyệt đối sẽ không lừa gạt mình, chẳng lẽ địa vị của Tiêu Phàm lớn đến dọa người. Cuối cùng cũng được yên tĩnh. Tiêu Phàm trở lại nhà khách xử lý vết máu trên người, sau đó xử lý vết thương rồi bắt đầu chuyển sang tu luyện. 7749 cái chu thiên từng cái hoàn thành, thương thế Tiêu Phàm cũng gần như khôi phục, lúc này hắn mới chậm rãi mở hai mắt ra. Phải rồi, trước tiên xem cái tiểu đỉnh thần bí kia. Tiêu Phàm đột nhiên nghĩ tới tiểu đỉnh tàn tạ trước đó, ý nghĩ chuyển động một chút, tiểu đỉnh tàn tạ đột nhiên xuất hiện ở trước người Tiêu Phàm. Tiểu đỉnh không lớn, kích thước chỉ vài tấc, toàn thân lốm đốm vết rỉ, nếu như không phải trước đó Tiêu Phàm sở thấy chỗ lộ ra hào quang màu đen bóng loáng, tuyệt đối không ai nghĩ tới điểm bất phàm của đỉnh này. Tiêu Phàm một tay nắm chắc phía trên tiểu đỉnh, tâm thần dẫn ra bạch thạch trong cơ thể. Sau một khắc, một vầng sáng huyền diệu tản ra, dọc theo cánh tay Tiêu Phàm rót vào bên trong tiểu đỉnh. Ken két, đột nhiên rỉ sắt trên chiếc đỉnh nhỏ bắt đầu chóc ra, tiểu đỉnh tàn tạ lập tức tản mát ra hào quang màu đen, dưới ánh sáng trắng bao phủ lộ ra đại khí mãnh liệt. A, lúc sau, tất cả rỉ sắt phía trên tiểu đỉnh đều rơi xuống, Tiêu Phàm đột nhiên phát hiện tiểu đỉnh kia có một góc không trọn vẹn, vậy mà phát sinh biến hóa vi diệu. Nơi bạch quang bao phủ nhìn qua vô cùng huyền diệu, nếu như không phải Tiêu Phàm dùng hồn lực dò xét, căn bản không phát hiện được. Chỉ thấy cái thân đỉnh tàn tạ lại chậm rãi khép lại. Không thể nào, đến hồn binh cũng có thể chữa trị. Tiêu Phàm mắt trợn tròn, bạch thạch có thể chữa thương, chữa trị chiến hồn đã khiến hắn kinh hãi không thôi. Hiện tại hay rồi, còn có thể chữa trị cho hồn binh, vậy chẳng phải không có cái gì bạch thạch không thể chữa trị và phục hồi. Cũng đúng,
chữa trị và phục hồi vốn dĩ là một dạng, chỉ là cách gọi không giống nhau mà thôi. Tiêu Phàm nghĩ thầm, lập tức bắt đầu phục hồi, chỉ là vẻ mặt hắn lúc này có chút khó coi, vẻn vẹn chỉ chữa trị xung quanh đỉnh một tấc, ánh sáng của bạch thạch liền tiêu hao hầu như không còn. Muốn phục hồi hoàn toàn tiểu đỉnh đoán chừng cần một số lượng hồn lực khủng bố. Ta cũng phải nhìn xem, tiểu đỉnh này rốt cuộc có gì đặc biệt. Tiêu Phàm từ bên trong hồn giới lấy ra mấy chục vạn hạ phẩm hồn thạch bắt đầu luyện hóa, rất nhanh liền hoàn toàn bổ sung hồn lực cho bạch thạch. Vòng như vậy lặp đi lặp lại, đáng tiếc vẫn là hạt cát trong sa mạc. Hồn thạch trên người hắn dù có tác dụng gì, Tiêu Phàm cũng là người cố chấp, không phục hồi tiểu đỉnh, trong lòng hắn cực kỳ không cam tâm. Bận rộn 2 ngày 2 đêm, hắn có rời khách sạn một lần đi chiến hồn điện đổi 60 vạn trung phẩm hồn thạch, lúc này mới phục hồi hoàn toàn cho tiểu đỉnh kia. Thậm chí Tiêu Phàm cảm giác những bộ phận khác của tiểu đỉnh cũng phát sinh một biến hóa nào đó, cụ thể là cái gì hắn lại không nói ra được. Ta cũng phải nhìn xem, cái đỉnh tốn của ta gần 300 vạn trung phẩm hồn thạch có chỗ nào tốt. Tiêu Phàm khẽ cắn môi, sau đó lấy ra một băng hỏa xà lân quả cùng một chút dược tài, còn có mấy vỏ rượu đầy. Giống, nhìn thấy băng hỏa xà lân quả, Tiểu Kim lập tức xoay người một cái đứng lên. Tiểu Kim, chớ nóng vội, ta muốn dùng chiếc đỉnh nhỏ này luyện một vò rượu thuốc. Tiêu Phàm vội vàng an ủi. Nếu để luyện dược sư khác biết Tiêu Phàm dùng luyện dược đỉnh để luyện dược rượu, đoán chừng sẽ tức giận xịt máu mũi. Thoáng cái qua một hồi lâu, trong phòng Tiêu Phàm, tiểu đỉnh đen bao lấy hồn lực hỏa diễm, Tiêu Phàm đột nhiên hai tay kết ấn đánh ra một đạo. Ầm một tiếng, nắp tiểu đỉnh xốc lên. Mùi rượu nồng đậm xông ra, ngửi một hơi liền khiến cho người ta như si như say. Giống, Tiểu Kim gầm nhẹ một tiếng, hóa thành một vệt sáng hướng phóng về bên trong chiếc đỉnh nhỏ, vẫn may Tiêu Phàm phản ứng nhanh, trực tiếp ôm Tiểu Kim. Mỗi người một nửa. Tiêu Phàm cười cười vung tay lên, trong chiếc đỉnh nhỏ đột nhiên bắn ra hai luồng chất lỏng, rơi vào bên trong vỏ rượu phía bên, đong được 4 vỏ. Tiêu Phàm ôm lấy một vỏ rượu liền rót vào trong miệng. Một vò rượu mười mấy hớp liền bị hắn uống một hơi cạn sạch. Rượu ngon, còn chưa bao giờ uống qua rượu ngon như vậy, có lẽ sánh được với ngũ phẩm đỉnh giai dược dịch, thậm chí có thể so với lục phẩm sơ giai. Tiêu Phàm liếm liếm đầu lưỡi, quay đầu nhìn về phía Tiểu Kim lại phát hiện hai vò rượu của Tiểu Kim sớm đã chỉ còn lại 2 cái bình không, làm khóe miệng Tiêu Phàm giật một cái. Gia hỏa này lảo đảo sắp ngã. Bộ dáng nửa ngủ nửa tỉnh khiến Tiêu Phàm vừa tức giận vừa muốn cười. A, đột nhiên Tiêu Phàm cảm giác trong cơ thể có 2 cỗ khí lưu truyền khắp kinh mạch toàn thân, thậm chí tới mỗi một tấc tế bào, trong đó một cỗ vô cùng lạnh, một cỗ khác lại nóng như lửa. Tiêu Phàm không chút do dự ngồi xếp bằng trên mặt đất, vận chuyển vô tận chiến quyết điều động 2 cỗ khí đi vào một đường kinh mạch. Gần như cùng lúc, trên người Tiểu Kim cũng tản mát ra khí tức cường đại. Điều này khiến Tiêu Phàm ngạc nhiên không thôi, đây là dấu hiệu Tiểu Kim muốn tăng cấp. Một khi đột phá sẽ là ngũ giai đỉnh phong, tương đương với tu sĩ chiến tông cảnh đỉnh phong ở nhân loại. Không hổ là băng hỏa xà lân quả, dược hiệu không tồi, một vò rượu này hẳn cũng có thể giúp tu vi của ta vững chắc triệt để. Còn 3 cái, có thể làm ra mấy vò, đáng tiếc băng hỏa xà lân quả quá ít. Tiêu Phàm cảm thán một hơi. Loại cảm giác băng hỏa kia khuấy động khiến hắn có dư vị vô tận. Sau đó Tiêu Phàm cẩn thận từng ly từng tí hộ pháp cho Tiểu Kim. Tiểu Kim đột phá ngũ giai đỉnh phong, phát ra uy thế tuyệt đối khủng bố, rất có thể thu hút những người khác tới ngấp nghé. Qua thời gian nửa ngày, Tiêu Phàm một bên luyện hóa công hiệu băng hỏa xà lân quả trong cơ thể, một bên hộ pháp Tiểu Kim. Khoảng 6 canh giờ sau, Tiểu Kim đột nhiên bộc phát ra khí tức đáng sợ, lộ ra bản thể. Cả phòng khẽ run lên thiếu chút nữa thì bị Tiểu Kim đánh nát. Vẫn may Tiêu Phàm đã sớm chuẩn bị, phóng xuất ra hồn lực gắt gao tập trung vào khí tức 4 phía, không có tia nào thoát ra bên ngoài, lúc này Tiêu Phàm mới buông lỏng một hơi. Một canh giờ tiếp, sắc mặt Tiêu Phàm đã tái nhợt, khiến hắn vui mừng là khí tức của Tiểu Kim cũng rốt cục ổn định lại. Khí tức ngũ giai đỉnh phong khiến tim Tiêu Phàm đập nhanh một trận. Không hổ là cửu giai hoàng kim thánh sư. Thiên phú của Tiểu Kim đoán chừng đến cường giả chiến vương cũng có thể miễn cưỡng đánh một trận. Tiêu Phàm thầm nghĩ trong lòng, có Tiểu Kim ở đây, hắn cũng coi như là có thêm một át chủ bài lớn. Giống, Tiểu Kim thân mật cọ lên đùi Tiêu Phàm mấy lần,
trong mắt không mảy may che giấu kích động. Điệu thấp, với thiên phú của ngươi, ngũ giai đỉnh phong có gì đáng kiêu ngạo, ít nhất cũng phải trở thành thú vương mới có quyền kiêu ngạo. Tiêu Phàm nghiêm mặt nói. Hắn không phải nói đùa, ngũ giai đỉnh phong cũng tương đương với tu sĩ chiến tông đỉnh phong của nhân tộc, nhìn khắp Tuyết Nguyệt Hoàng Triều khắp nơi đều có. Chỉ là trong lòng Tiêu Phàm còn có một nghi vấn, vậy thì vì sao Tuyết Nguyệt Hoàng Triều không có học viện của mình? Phải biết là đến cả Vương Triều cũng có. Nghi hoặc thì nghi hoặc, Tiêu Phàm đành phải sau này tìm cơ hội hỏi Tuyết Ngọc Hiên. Tiểu Kim nghe Tiêu Phàm nói, lập tức cúi đầu, mặt ra vẻ xấu hổ. Tiểu Kim, ngươi cũng không cần chán ngán thất vọng, một ngày nào đó ngươi sẽ trở thành bát giai thú đế, thậm chí cửu giai thánh thú. Tiêu Phàm sờ sờ đầu Tiểu Kim, hắn sợ đả kích quá nặng với Tiểu Kim. Dù sao Tiểu Kim dựa theo tuổi tác của loài người thì mới chỉ là một hài tử 5-6 tuổi. Tiêu Phàm lập tức khôi phục lại hồn lực và tinh thần. Khi hắn tỉnh lại, chân trời đã rạng, mở cửa sổ ra một cỗ hàn phong lạnh lẽo xen lẫn bông tuyết bay vào gian phòng. Chậc, thiên tài trà hội đã bắt đầu, mấy ngày nay vì việc Tiểu Đỉnh lại quên trở về nói với bọn họ một tiếng. Tiêu Phàm vỗ đầu một cái, quay người nhanh chóng hướng ra ngoài chạy như điên. Ánh tuyết lâu ở trung tâm khu vực Tuyết Nguyệt Hoàng Thành, chính là Tuyết Nguyệt Hoàng Thành đệ nhất lâu. Tại bên cạnh Tuyết Nguyệt lâu có một con sông lớn, mặt sông sớm đã đóng băng, nơi này nghiễm nhiên trở thành khu luyện võ. Bình thường Tuyết Nguyệt Hoàng Thành có hội gì đều tổ chức ở chỗ này. Có điều người có thể bao cả tòa quán rượu tại Tuyết Nguyệt Hoàng Triều cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay, Tuyết Ngọc Long thân làm hoàng tử xuất sắc nhất Tuyết Nguyệt Hoàng Triều, tương lai là một trong những người thừa kế Tuyết Nguyệt Hoàng chủ. Tất nhiên có bản lĩnh này. Hôm nay, Tuyết Ngọc Long lấy danh nghĩa Tuyết Nguyệt Tam Hoàng tử tổ chức thiên tài trà hội, mời đông đảo nhân vật thiên tài trẻ tuổi của Tuyết Nguyệt Hoàng Triều. Bởi vì học viện thi đấu cũng gần Tuyết Nguyệt Hoàng Triều nên cũng mời lớp cường giả trẻ tuổi thập nhị đại vương triều. Sáng sớm tại Tuyết Nguyệt Hoàng Thành, vô số tu sĩ không sợ giá lạnh chạy tới bên trên ánh tuyết lâu chỉ để chiếm được một chỗ tốt. Ánh tuyết lâu tổng cộng gồm 7 tầng. Lầu thứ 7 là một bình đài cực cao, đứng ở chỗ này, nếu như thời tiết có lợi, xung quanh hơn 10 dặm cảnh sắc đều có thể nhìn không sót một cái gì, chính là vị trí tốt nhất quan sát cảnh tuyết. Hơn nữa, có thể xuất hiện ở lầu 7, bất luận tu vi thế nào cũng chỉ có tu sĩ được Tuyết Ngọc Long mời mới có thể đi lên. Lầu 6 và lầu 5 ít cũng là tu sĩ chiến tông cảnh, trên hành lang trưng bày 6 cái bàn khác nhau, cộng lại tổng cộng 12 cái, vừa đúng 12 vương triều. Hơn nữa mỗi cái bàn chỉ có thể ngồi 8 người, hiển nhiên đã có tính toán sẵn. Lầu 4, lầu 3 cùng lầu 2 lại không có bàn, nơi này chỉ có thể đứng để xem trận chiến, tầm nhìn không phải đặc biệt tốt, có điều dù sao cũng tốt hơn so với lầu 1 nhiều. Hơn nữa, có thể đứng vào hai lầu này, thực lực cũng không quá kém, bình thường đều là chiến tông cảnh trở lên. Về phần lầu 1 chỉ là một vài tu sĩ phổ thông. Cũng có vài tu sĩ chiến tông cảnh chưa kịp lên lầu 2 lầu 3, nhưng phần nhiều vẫn là tu sĩ dưới chiến tông cảnh. Trên quảng trường rộng lớn bên cạnh ánh tuyết lâu sớm đã đông nghìn nghịt người, thời tiết lạnh giá đã dần tràn ngập không khí ấm nóng, có thể thấy số người nhiều đến mức nào. Trên lầu thứ 7 trưng bày 10 cái bàn, trừ 2 bàn trống bên ngoài, 8 chiếc bàn bên cạnh đều đã không ít người ngồi. Nhưng có một điểm giống nhau chính là ngồi bên cạnh mỗi bàn đều là một hoàng thành thập tú. Lâu Ngạo Thiên, Ảnh Phong, Tuyết Ngọc Long, Tuyết Ngọc Hiên, Bách Lý Cuồng Phong, Bạch Vũ, Trần Phong, Bách Lý Văn Phong 8 người thần sắc mỗi người đều không giống nhau. Hai bàn trống không kia hẳn là chỗ của Chu Văn Bác và Vũ Thừa Quân, đáng tiếc hai người đều chết dưới tay Tiêu Phàm, chỗ ngồi này tự nhiên để trống. Bàn tử ngồi ở bàn Tuyết Ngọc Hiên, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía mấy người cùng bàn Tuyết Ngọc Long, sâu dưới đáy mắt lóe qua sát khí nồng đậm, có điều che giấu rất tốt. Không ai hiện ra. Chó mèo gì cũng có thể xuất hiện ở lầu thứ 7 sao? Đem cả tiểu tử miệng còn hôi sữa đến, tưởng rằng đến ngắm phong cảnh sao? Đột nhiên một thanh âm quái khí vang lên, chỉ thấy Bách Lý Văn Phong cười lạnh nhìn về phía bàn Tuyết Ngọc Hiên. Đám người không khỏi quay đầu, ánh mắt không hẹn mà cùng rơi vào niệm niệm trên người Tuyết Lung Giác. Ánh mắt Trần Phong, Bách Lý Cuồng Phong một bàn lạnh lùng, Ảnh Phong, Lâu Ngạo Thiên. Bạch Vũ một bàn cắn hạt dưa, bộ dáng không liên quan đến mình. Tuyết Ngọc Hiên nhíu mày một cái, vừa sắp nổi giận, nhưng mà lúc này, một thanh âm non nớt vang lên.
Đại ca ca, ngươi nói sai rồi, Niệm Niệm sớm đã cai sữa. Đại ca ca, ngươi nói sai rồi, Niệm Niệm sớm đã cai sữa. Niệm Niệm ngây ngô nói, thanh âm non nớt lại êm tai khiến cho người ta nhìn không được sinh ra cảm giác trìu mến. Tuyết Lung Giác và Huyết Yêu Nhiêu Bàn bên nghe lời này, đột nhiên suy một tiếng bật cười, những người khác cũng muốn cười nhưng lại không dám cười. Sắc mặt Bách Lý Văn Phong tái nhợt, hắn chỉ nghĩ mượn cớ làm khó mấy người Tuyết Ngọc Hiên cùng Bàn Tử mà thôi, đâu nghĩ đến Niệm Niệm nói một câu khiến hắn như đánh một quyền vào trên bông, căn bản không có lực gì, thậm chí ngay cả chính hắn cũng tựa như trở thành trò cười. Không chọc ai, lại đi làm khó một đứa bé, hiện tại gặp báo ứng rồi nhé. Bát Hoàng Tử, hiện tại thiên tài trà hội cũng cho phép mang người nhà sao? Bách Lý Văn Phong có chút không cam tâm, cười lạnh nhìn Tuyết Ngọc Hiên nói. Làm sao, chẳng lẽ ngươi có ý kiến? Tuyết Ngọc Hiên lãnh đạm, Bách Lý gia tộc rõ ràng là đứng ở phía Tuyết Ngọc Long, hắn căn bản không cần ăn nói khách khí, không để đến lúc nhiệt tình lại bị hờ hững. Bách Lý Văn Phong sầm mặt lại, không biết mở miệng thế nào, hắn đâu nghĩ đến Tuyết Ngọc Hiên vậy mà sẽ quyết đoán vậy, căn bản không cho hắn phản kích. Tiểu gia là Bát Hoàng Tử, chẳng lẽ tiểu tử như ngươi còn dám công nhiên đối địch với ta hay sao? Được rồi. Thấy Bách Lý Văn Phong còn muốn mở miệng, Bách Lý Cuồng Phong đột nhiên quát khẽ, bộ dáng hận rèn sắt không thành thép, ánh mắt rơi vào trên người Bàn Tử, thế nào, Tiêu Phàm bị dọa đến không dám tới sao? Bách Lý Cuồng Phong rất trực tiếp, trong con ngươi hiện ra băng hàn, không khí lập tức khẩn trương lên. Hai mắt Ảnh Phong nhắm lại, hiện tại Tiêu Phàm là cấp trên trực tiếp của hắn. Đến hắn còn phải xưng một tiếng công tử, sao cho phép người khác được vũ nhục? Nếu như không phải Huyết Yêu Nhiêu liếc hắn một cái, đoán chừng hắn đã sớm đi lên tát tai Bách Lý Cuồng Phong. Ca ca sẽ không bị hù dọa đâu, chờ hắn đến, ngươi cũng đừng bị hù đấy. Cái miệng nhỏ nhắn của Niệm Niệm ừng ực, một mặt tức giận nhìn Bách Lý Cuồng Phong. Tiểu hài nhà ai? Bách Lý Cuồng Phong quát lạnh một tiếng, một cỗ hồn lực cuồng bá xông thẳng hướng Niệm Niệm. Niệm Niệm chỉ là đứa trẻ 3 tuổi mà thôi, làm sao tiếp được công kích hồn lực? Không thể không nói, so với Bách Lý Văn Phong, thủ đoạn của Bách Lý Cuồng Phong vô cùng hiệu quả cũng cực kỳ bá đạo, không chào hỏi mà trực tiếp xuất thủ. Xuất thủ với tiểu hài, mẹ kiếp người muốn chết sao? Đúng lúc này, gầm lên một tiếng vang, chỉ thấy một đạo kiếm hồn lực lăng lệ từ cầu thang phóng tới, xông thẳng hướng Bách Lý Cuồng Phong. Bách Lý Cuồng Phong biến sắc, vội vàng thu hồi hồn lực tập kích Niệm Niệm, hướng về kiếm của hồn lực kia đánh tới. Đám người Bàn Tử cùng Tuyết Ngọc Hiên vốn chuẩn bị động thủ nhẹ thở phào, nếu như Niệm Niệm có sơ suất gì ở đây, bọn hắn tuyệt đối không cách nào ăn nói với Tiêu Phàm. Chỉ là bọn hắn không nghĩ tới, Tiêu Phàm nhanh chóng tới vào lúc này, điều này còn phải đa tạ tốc độ của Tiểu Kim, bằng không Niệm Niệm thật sự sẽ gặp chuyện không mong muốn. Oanh, hai cỗ hồn lực đột nhiên đâm vào cùng một chỗ, hồn lực cường đại phong bạo trùng kích tứ phương, cả tòa ánh tuyết lâu đều khẽ run lên. Dừng tay, Tuyết Ngọc Long quát nhẹ một tiếng. Tiêu Phàm cùng Bách Lý Cuồng Phong hai người ngừng lại, đứng ở giữa bình đài, thần sắc lạnh lùng. Sau một lát, hai người mới lùi sau một bước, Tiêu Phàm chậm rãi đi đến bàn Tuyết Ngọc Hiên ngồi xuống, sau lưng hắn còn Tiểu Kim đi theo. Niệm Niệm không có việc gì chứ? Tiêu Phàm quan tâm hỏi. Ca ca, ta không sao. Niệm Niệm nhu thuận lắc đầu. Lão Tam, ngươi sao giờ mới đến? Mấy ngày nay đi đâu? Tìm cũng không tìm được, nghe nói ngươi giết Phú Thừa Quân. Bàn Tử tức giận nhìn Tiêu Phàm, mấy ngày nay để hắn lo lắng vô cùng. Có điều thanh âm Bàn Tử không nhỏ, tựa như cố ý khiến tất cả mọi người nghe được. Hai nắm tay Tuyết Ngọc Long trong tay áo vang lên kèn kẹt, trong mắt lóe lên tia hung lệ, đồng thời, sắc mặt Trần Phong cũng chẳng tốt đẹp gì, ngày đó hắn cũng có ở đấy. Một con trâu chấu nhỏ mà thôi. Thuận tay làm thịt, chút chuyện này ngươi cũng cần biết. Tiêu Phàm lơ đễnh cười cười. Tiểu châu chấu, thuận tay làm thịt, chút chuyện này, Tiêu Phàm nói thật đúng là không phải cay nghiệt bình thường. Hoàng thành thập tú ở đây sắc mặt âm trầm đáng sợ, nếu như ngay cả Vũ Thừa Quân cũng là tiểu châu chấu, vậy những người ở đây há không phải có rất nhiều người còn không bằng tiểu châu chấu sao? Dù là Tuyết Ngọc Hiên cũng là đắng chát cười một tiếng, chẳng lẽ ta cũng là tiểu châu chấu sao? Giết Phú Thừa Quân, đây cũng không phải việc nhỏ đi. Chí ít bây giờ Tuyết Nguyệt Hoàng Thành mọi người đều biết,
lần trước giết Chu Văn Bác cũng thôi, dù sao Chu Văn Bác không có chỗ dựa nào. Nhưng Vũ Thừa Quân lại khác, phía sau hắn là Tam Hoàng tử Tuyết Ngọc Long, giết Vũ Thừa Quân không phải tương đương với đắc tội Tuyết Ngọc Long sao? Hừ, Tiêu Phàm, người coi Hoàng Thành Thập Tú là cái gì? Bách Lý Văn Phong lập tức nổi giận, sát khí nặng nề nhìn Tiêu Phàm. Hoàng Thành Thập Tú là cái gì ta không biết, có điều, ta lại biết ngươi là cái gì, một con chó sủa loạn mà thôi. Tiêu Phàm lạnh lùng cười một tiếng. Bách Lý Văn Phong tự cho là thông minh, muốn khiến ta đắc tội với Hoàng Thành Thập Tú. Lão tử ta ngu như vậy sao? Có điều nói thật, Hoàng Thành Thập Tú này cũng chỉ có Lâu Ngạo Thiên khiến trong lòng Tiêu Phàm kiêng kỵ mà thôi, những người khác cũng đã từng giao thủ qua, cho dù đánh không lại bọn hắn, chí ít sinh mệnh cũng không có bất kỳ nguy hiểm gì. Ngươi dám mắng ta là chó? Bách Lý Văn Phong phẫn nộ nhìn Tiêu Phàm. Nếu như không phải thân ở lầu thứ bảy Ánh Tuyết Lâu, hắn đã sớm giết Tiêu Phàm. Tiêu Phàm, ngươi nếu còn hung hăng càn quấy, đừng trách ta đuổi ngươi ra ngoài. Tuyết Ngọc Long trầm giọng nói, hắn áp chế lửa giận trong lòng không bạo phát ra. Ta hung hăng càn quấy, vừa rồi bọn hắn cắn người thì ngươi đang làm cái gì? Tiêu Phàm lạnh lùng cười một tiếng, không một chút sợ sệt Tuyết Ngọc Long, trong tay bỗng xuất hiện một thiếp mời. Vung tay ném về cái bàn của Tuyết Ngọc Long, như một thanh kiếm sắc trực tiếp cắm phập trên bàn. Động tác nhìn như nhẹ nhàng linh hoạt, nhưng nếu như khống chế hồn lực không đạt tới cấp độ tỉ mỉ, sẽ không thể nào làm được. Cái thiếp mời này trả lại cho ngươi, vừa hay ta cũng muốn trở về ngủ bù. Tiêu Phàm mặt coi thường nhìn Tuyết Ngọc Long, nói thật, thiên tài trà hội này, hắn thật không có hứng thú, rời đi có lẽ sẽ giảm đi được rất nhiều phiền phức. Tuyết Ngọc Long cũng không nghĩ đến Tiêu Phàm quyết đoán như thế, chẳng lẽ hắn đã biết cái gì? Chỉ là lời đã ra khỏi miệng, hắn không thể lại níu kéo Tiêu Phàm, đành phải cho nháy mắt ra hiệu với Bách Lý Văn Phong. Tiêu Phàm, ngươi chẳng lẽ sợ rồi? Xem ra ngươi cũng chỉ là một kẻ hèn nhát mà thôi, tiểu tạp chủng không cha không mẹ. Bách Lý Văn Phong cười lạnh nói. Ba, vừa dứt lời, một tiếng vang giòn liền truyền ra vang vọng hư không. Phía dưới tiếng ồn ào đột nhiên dừng lại, gần như cùng lúc, một đạo thân ảnh từ lầu thứ bảy Ánh Tuyết Lâu bắn ra, rơi về phía dưới con sông lớn đóng băng, đập ầm ầm ở trên mặt băng. T, phía dưới rất nhiều tu sĩ dùng hồn lực quan sát sự việc không khỏi hít một hơi lạnh, đường đường Hoàng Thành Thập Tú lại bị Tiêu Phàm một cái tát bay. Trên lầu thứ bảy, những người khác cũng kinh ngạc không thôi. Thậm chí có không ít người còn không thấy rõ Tiêu Phàm xuất thủ thế nào. Bách Lý Văn Phong đã không thấy tăm hơi, chỉ có một thân ảnh áo đen đứng ở vị trước vị trí Bách Lý Văn Phong trước đó đứng, áo bào bay phất phới. Bá đạo, cường thế được Tiêu Phàm huy hoàng thể hiện ra. Nếu bản cung thuyết phục đã không có tác dụng, vậy thiên tài trà hội bây giờ liền bắt đầu. Mọi người có thể thảo luận, kiếm chạm đến người là xong, hoặc có thể thông qua trận đánh giải quyết ân oán, không quan tâm sống chết, đều tùy các vị. Tuyết Ngọc Long thản nhiên nói. Mặt bất đắc dĩ. Tiêu Phàm láo xược, lăn xuống đây nhận chết đi. Gần như cùng lúc, một tiếng từ phía dưới gầm lên, thanh âm quanh quẩn ở chân trời, vang vọng cả tòa Ánh Tuyết Lâu. Tiêu Phàm lạnh lùng cười một tiếng, Bách Lý Văn Phong này còn thực cuồng vọng, đến cả Chu Văn Bác cùng Vũ Thừa Quân đều chết trong tay ta, hắn lại còn dám hò hét tên ta. Chẳng lẽ Bách Lý Văn Phong coi chiêu vừa rồi chỉ là dựa vào đánh lén sao? Tiêu Phàm chậm rãi đi đến lan can bên cạnh lầu 7, nhìn xuống thân hình chật vật của Bách Lý Văn Phong phía dưới. Dưới chân Bách Lý Văn Phong từng vết dạn lít nha lít nhít tràn ngập tứ phương, hiển nhiên là do vừa rồi Bách Lý Văn Phong bị ném xuống. Tiêu Phàm, lăn xuống đây chịu chết đi. Bách Lý Văn Phong vô cùng cuồng vọng, căn bản không để Tiêu Phàm vào mắt, bởi vì hắn không chỉ là Hoàng Thành Thập Tú, còn là huyết mạch dòng chính của gia tộc Bách Lý. Tiêu Phàm dám ngay trước mặt nhiều người như vậy cho hắn cái bạt tai, trong lòng Bách Lý Văn Phong sao còn có thể bình tĩnh. Tiêu Phàm không những không giận mà còn cười, ý vị thâm sâu nhìn Tuyết Ngọc Long, lại nhìn xuống phía dưới Bách Lý Văn Phong, người muốn trận này chỉ chạm đến người là trận đấu chấm dứt. Hay là muốn quyết chiến sinh tử? Vừa dứt lời, con người Tiêu Phàm dần dần băng lạnh, một cỗ sát khí đang tỏa ra. Thần sắc tu sĩ đang ngồi cứng lại. Bọn hắn tự nhiên cũng hiểu rõ câu nói này có ý gì, nếu như chỉ chạm đến người là kết thúc, Tiêu Phàm không có mấy hứng thú. Quyết chiến sinh tử mới là thứ Tiêu Phàm chờ mong.
chỉ là Bách Lý Văn Phong không thể so sánh với Chu Văn Bác và Vũ Thừa Quân, nếu giết hắn chết sẽ tiếp nhận lửa giận của Bách Lý gia tộc. Gia tộc Bách Lý thân là đại gia tộc trong Tuyết Nguyệt Hoàng Triều, cường giả chiến vương có không ít, một khi thực sự giết Bách Lý Văn Phong, cái Tiêu Phàm phải nhận chính là lửa giận của gia tộc Bách Lý. Ngươi nếu muốn quyết chiến sinh tử, tiểu gia phụng bồi. Bách Lý Văn Phong không cần nghĩ ngợi quát lên, hắn nghĩ chỉ có hắn mới dám giết Tiêu Phàm, còn Tiêu Phàm căn bản không dám giết hắn. Nào biết Tiêu Phàm ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn hắn, ngược lại nhìn về phía Tuyết Ngọc Long nói, Tam Hoàng Tử, ngươi là người chủ trì thiên tài trà hội, quyết chiến sinh tử này, Bách Lý Văn Phong nhỡ có chết, Bách Lý gia tộc sẽ không tìm ta trả thù chứ. Ngữ khí rất bình thản, nhưng người ở đây đều nghe được cuồng vọng cùng tự tin trong giọng nói của Tiêu Phàm. Rất hiển nhiên, hắn căn bản không để Bách Lý Văn Phong ở trong lòng. Trong lòng Tuyết Ngọc Long lửa giận xen lẫn, có điều ngoài mặt lại cực kỳ bình tĩnh nói, bản cung chỉ là người chủ trì tiệc trà xã giao, ân oán sinh tử không liên quan gì đến ta. Tiêu Phàm cười cười, nhưng trong lòng thì hơi lạnh lẽo, Tuyết Ngọc Long cũng chắc chắn bản thân không dám giết Bách Lý Văn Phong, có điều nói trở lại, hắn thật đúng là không dám giết. Nếu như vẻn vẹn là bản thân hắn, giết xong liền đi, người gia tộc Bách Lý cũng chưa chắc làm gì được hắn, nhưng còn có bản tử cùng Niệm Niệm, hắn không thể đưa hai người này vào nguy hiểm. Tiêu Phàm, thế nào, không dám rồi à? Có giỏi thì xuống đây. Bách Lý Văn Phong tiếp tục gọi ầm ĩ, trên mặt là vẻ đắc ý. Cũng được, bồi ngươi chơi một chút. Khóe miệng Tiêu Phàm đột nhiên cong một vòng quỷ dị, nhún người nhảy từ lầu 7 xuống. Đám người kinh hãi nhìn thân ảnh kia trên không. Chỉ thấy Tiêu Phàm nhẹ như chim yến chậm rãi lượn trên không, vô cùng nhẹ nhàng đáp trên mặt băng, động tác cực kỳ nhẹ nhàng, thoải mái, rất nhiều nữ tu sĩ sớm đã nhìn ngây ra rồi. Phải biết lầu thứ 7 cao những hơn 30 mét, tu sĩ chiến tông cảnh không có năng lực bay trên không, nhưng Tiêu Phàm lại làm được, điều này hấp dẫn không ít ánh nhìn. Kỹ năng nhỏ nhặt mà cũng bày đặt ở chỗ này cho mất mặt xấu hổ. Chỗ tu sĩ kiếm vương triều lầu 6. Một thanh âm châm chọc khiêu khích vang lên, những người khác mặt cũng coi thường. Bọn hắn một mực tự cho là cao cao tại thượng, chưa từng đem Tiêu Phàm để ở trong lòng, lại không biết bọn họ đã sớm bị Tiêu Phàm bỏ xa. Lầu 5, ánh mắt mọi người đại yến vương triều sáng rực nhìn Tiêu Phàm, trong mắt đều là vẻ kinh ngạc, nếu như Tiêu Phàm ở đây nhất định có thể nhận ra, Vân Lạc Vũ, Vân Lạc Tuyết, Triệu Vô Bệnh, Khúc Lân, Lý Tuyết Y, Hạ Lôi, Ôn Nhã cùng Hàn Lỗi. Rất hiển nhiên, bọn hắn là vì tham gia học viện thi đấu lần này mà đến. Thần tình những người khác đều kích động nhìn Tiêu Phàm, chỉ ngoại trừ có hai người là Lý Tuyết Y và Hàn Lỗi. Tiêu Phàm đối với nàng mặc dù có ân cứu mạng, nhưng bởi vì duyên cớ trở thành đại yến u vương, trong lòng Lý Tuyết Y một mực tồn tại khúc mắc, dù sao nàng cũng biết rõ, ca ca của nàng Lý Tử An là chết ở trong tay Vân Lạc Tuyết và Lạc Trần. Lạc Trần chết rồi. Nhưng Vân Lạc Tuyết lại vẫn ung dung ngoài vòng pháp luật. Tương tự, Hàn Lỗi cũng là bởi vì lúc Thu Liệp cùng Tiêu Phàm phát sinh một chút cọ sát, tất cả một mực ghi hận trong lòng, nếu như không phải thực lực trở ngại, hắn đã sớm ra tay giết Tiêu Phàm. Thần sắc Tiêu Phàm vô cùng bình tĩnh, sàn đấu này mặc dù long trọng, nhưng hắn cũng không phải chưa từng gặp qua, nhàn nhạt nhìn Bách Lý Văn Phong cười nói, ta tới rồi, ngươi ra tay đi. Ngữ khí rất bình thản. Nhưng một vòng sát ý nồng đậm từ trên người Tiêu Phàm tỏa ra, đồng thời trong tay hắn cũng xuất hiện một chuôi trường đao màu đen, nhìn qua hắc đao bình thường không có gì lạ. Hừ, ngươi cho rằng may mắn giết được Chu Văn Bác và Vũ Thừa Quân thì có thể là đối thủ của ta sao? Bách Lý Văn Phong không nghĩ tới Tiêu Phàm thực có can đảm xuống đây. Hơn nữa, động tác vừa rồi quá thoải mái, cho dù là hắn cũng không thể nào làm được nhẹ nhàng như vậy. Chỉ bằng vào điểm này, hắn đã thấp vế hơn rồi. Ta sẽ khiến ngươi biết, nội tình thế gia không phải ngươi có thể hiểu được. Bách Lý Văn Phong giữ tợn cười một tiếng, trên đỉnh đầu hắn, một đầu hỏa diễm cự thú màu hồng thoát hiện, chân đạp hỏa vân, bá khí phi phàm, khí tức phát ra khiến Tiêu Phàm có loại cảm giác đè nén. Thất phẩm chiến hồn, hỏa lân thú. Hai mắt Tiêu Phàm khẽ híp một cái, trong lòng thầm than, đệ tử đại gia tộc Hoàng Thành quả thực bất phàm. Trần Phong nắm giữ thất phẩm chiến hồn kinh lôi đao đã khiến hắn không ngờ, không nghĩ tới Bách Lý Văn Phong vậy mà nắm giữ hỏa lân thú. Không nghĩ tới ngươi còn có chút kiến thức, nhanh triệu hoán chiến hồn ngươi ra đi,
tiểu gia để ngươi nếm thử cái gì là trả đũa, cái gì là chênh lệch. Bách Lý Văn Phong vô cùng tự tin, khí thế của hắn đang không ngừng tăng lên, tiềm ẩn khả năng bước vào chiến vương cảnh. Tiêu Phàm hơi chuyển động ý nghĩ một chút, U Linh Chiến Hồn thoát hiện, xuất hiện ở đỉnh đầu hắn, một cỗ khí tức âm u thâm sâu lạnh lẽo lan tràn ra. Ha ha, với cái chiến hồn này của ngươi, thực không biết ngươi làm sao giết được Chu Văn Bác và Vũ Thừa Quân, lăn tới nhận lấy cái chết đi. Bách Lý Văn Phong khinh thường nhìn Tiêu Phàm, nét ngạo nghễ hiển hiện trên mặt. So với U Linh Chiến Hồn bình thản vô thường, Hỏa Lân Thú uy phong lầm lẫm, chỉ xem xét như vậy, quả thực không ở cùng một cấp độ. Vậy ngươi phải đỡ cho tốt, Tiêu Phàm nhếch miệng cười một tiếng, hắn thực không biết Bách Lý Văn Phong lấy đâu ra tự tin để nghênh ngang như vậy, không biết thế nào lại vào được Hoàng Thành Thập Tú. Vừa dứt lời, Tiêu Phàm đột nhiên điều động hồn lực toàn thân, mũi chân đạp mạnh, mặt băng vỡ ra từng vết nứt, hạt băng vẩy ra thật quỷ dị, Tiêu Phàm bỗng biến mất tại chỗ. Phiêu Miểu Thần Tung bộ đệ nhị cảnh, thoát ẩn thoát hiện. Không xuất thủ thì thôi, xuất thủ là thiên băng địa liệt, lúc Bách Lý Văn Phong phản ứng lại chỉ lờ mờ thấy được một đạo đao cương màu đen từ 9 tầng mây chém xuống, bốn phía không gian đều ngạt thở. Trong lúc cấp bách, Bách Lý Văn Phong toàn lực phung ra một kiếm, thất phẩm chiến hồn Hỏa Lân Thú gào thét nhào về phía U Linh Chiến Hồn. Nhưng đao thế Tiêu Phàm quá mức tấn mãnh, trực tiếp xé mở chiến hồn Hỏa Lân Thú. Đao cương liền chặt đứt kiếm trong tay Bách Lý Văn Phong. Toàn thân Bách Lý Văn Phong chấn động, một mặt kinh hãi nhìn phía trên đỉnh đầu, ở cách mi tâm hắn hơn một tấc có một chuôi trường đao màu đen huyền, đao mang bắn ra bốn phía, chỉ cần xuống một chút nữa, tuyệt đối có thể đem hắn xé thành hai mảnh. Đám người hít vào ngụm khí lạnh, Bách Lý Văn Phong vừa rồi còn kêu gào, lại bị Tiêu Phàm một đao đánh bại. Ánh tuyết lâu một mảnh tĩnh mịch, mọi người kinh hãi nhìn hai người trên mặt băng. Thời gian dường như dừng lại, Tiêu Phàm một tay cầm đao đặt ở đỉnh đầu Bách Lý Văn Phong khiến hắn không thở nổi. Thật mạnh, đám người kinh hô, một màn kia phát sinh quá nhanh, rất nhiều người ở đây căn bản không có phản ứng, không biết phát sinh chuyện gì, mãi đến lúc sau mới hồi phục lại tinh thần. Một đao, chỉ vẻn vẹn một đao, Hoàng Thành Thập Tú xếp thứ 9 Bách Lý Văn Phong liền bại trận, thậm chí ngay cả sinh tử đều không thể chống đỡ, đây là loại thực lực như thế nào? Bên trên ánh tuyết lâu, sắc mặt đám người Tuyết Ngọc Long, Bách Lý Cuồng Phong, Trần Phong âm trầm vô cùng, bọn hắn biết Tiêu Phàm rất mạnh, nhưng loại chuyện này cũng quá bất hợp lý. Dù là trong mắt Ảnh Phong cùng Lâu Ngạo Thiên cũng lóe qua vẻ khác lạ. Hai người bọn hắn một chiêu đẩy lui Bách Lý Văn Phong có thể làm được, nhưng bọn họ là chiến tông đỉnh phong, mà Tiêu Phàm chỉ là chiến tông hậu kỳ. Cái này chỉ là cảnh giới chênh lệch nhỏ. Đối với phần lớn mọi người mà nói đều không tính là gì, nhưng đối với nhân vật thiên tài mà nói lại là khác biệt như trời với đất. Có rất ít người tại chiến tông cảnh hậu kỳ có thể chiến thắng thiên tài chiến tông cảnh đỉnh phong, nhưng giờ phút này, Tiêu Phàm làm được, hơn nữa chỉ dùng vẻn vẹn một đao. Thần sắc mỗi người không giống nhau, có chấn kinh, có kinh ngạc, có cười lạnh, cũng có sợ hãi. Tiêu Phàm cầm đồ lục trong tay lạnh lùng nhìn Bách Lý Văn Phong. Mặt coi thường nói, ngươi mà cũng xứng đáng có tên trong Hoàng Thành Thập Tú. Ngươi chỉ là một con chó được cất nhắc. Dứt lời, hắn thu hồi đồ lục quay người đi, tựa như Bách Lý Văn Phong sẽ làm bẩn ánh mắt hắn. Sắc mặt Bách Lý Văn Phong trắng bệch, toàn thân nơm nớp lo sợ, một sát na kia, hắn căn bản không biết phát sinh cái gì, hắn còn tưởng mình đã chuẩn bị bước vào quỷ môn quan. Thẳng đến lúc Tiêu Phàm rời đi, Bách Lý Văn Phong mới khôi phục vài tia huyết sắc. Hắn như thế nào cũng không nghĩ đến bản thân vậy mà thất bại, một chiêu của Tiêu Phàm đều không tiếp nổi. Không, ta không bại, nhất định là đang nằm mơ, cho dù hắn rất mạnh, hắn cũng không dám giết ta. Trong lòng Bách Lý Văn Phong gào thét, đột nhiên mặt lộ vẻ dữ tợn, một chưởng hướng phía sau Tiêu Phàm đánh tới. Đi chết đi cho ta. Bách Lý Văn Phong phẫn nộ một kích, thế công tấn mãnh cơ hồ dùng hết toàn bộ lực lượng của hắn. Tiêu Phàm giờ phút này đưa lưng về phía hắn, cho dù muốn tránh cũng không khả năng a. Lão Tam Tiêu huynh cẩn thận phía sau. Mấy người Bàn Tử và Tuyết Ngọc Hiên kêu to, sắc mặt sợ hãi vô cùng, mà đám người Tuyết Ngọc Long lại lạnh lùng cười một tiếng. Chỉ cần Tiêu Phàm chết, đâu có ai quan tâm là đánh lén hay không, người chết chính là không có quyền nói chuyện. Nhưng mà chỉ trong chớp mắt, nụ cười trên mặt mấy người Tuyết Ngọc Long cứng đờ, con người chậm rãi mở rộng.
Trong con mắt bọn hắn, thân ảnh Tiêu Phàm đột nhiên bay lên thẳng vào tầng mây, tốc độ nhanh chóng như thiểm điện. Đây là thân pháp gì, làm sao lại nhanh như vậy? Con người đám đông co rụt lại, trong mắt đều là vẻ kinh hãi. Chỉ có ít người trầm mặc không nói, bỗng nhiên đưa ánh mắt nhìn về phía hai người Tuyết Ngọc Long và Tuyết Ngọc Hiên, thần sắc hỏi thăm, sắc mặt hai người cũng cực kỳ không bình tĩnh. Tiêu Phàm thì triển hình như là thân pháp chiến kỹ đặc thù của Hoàng Thất, Thế Vân Tung, Tiêu Phàm làm sao biết chứ? Chẳng lẽ là học trộm? Không có khả năng, Tiêu Phàm thi triển Thế Vân Tung ta cảm thấy so với hai đại hoàng tử Tuyết Ngọc Long và Tuyết Ngọc Hiên còn thuần thục hơn, động tác cũng càng thêm cân đối. Thiên hạ chiến kỹ vô số, không có bộ phận chiến kỹ đặc biệt thuộc về ai, Hoàng Thất cũng là ngẫu nhiên có được Thế Vân Tung mà thôi, cũng không có nghĩa là Thế Vân Tung chính là của Hoàng Thất. Đám người khe khẽ bàn luận, sợ khiến cho Tuyết Ngọc Long và Tuyết Ngọc Hiên nghe được, dù sao đây cũng là một trong át chủ bài của Hoàng Thất, cứ như vậy bị Tiêu Phàm tùy tiện thi triển, hai người giờ phút này tâm tình chắc cũng không hề dễ chịu. Đúng lúc này, Tiêu Phàm từ tầng mây rơi xuống, hóa thân thiểm điện một cước đá vào ngực Bách Lý Văn Phong. Bách Lý Văn Phong như đạn pháo bay ra, máu tươi trong miệng phun ra. Phanh phanh phanh, Tiêu Phàm lách mình biến mất tại chỗ, lưu lại một đạo đạo thân ảnh trên hư không. Bách Lý Văn Phong bị Tiêu Phàm làm thành đống cát, đá tới đá lui. Một cước cuối cùng, Tiêu Phàm nhảy lên thật cao, trực tiếp một cước giẫm lên phần bụng Bách Lý Văn Phong, hung hăng đem Bách Lý Văn Phong giẫm ở trên mặt băng. Răng rắc một tiếng, mặt băng đột nhiên vỡ ra, xuất hiện một cái lỗ thủng khổng lồ, Bách Lý Văn Phong trực tiếp bị nhấn chìm trong lỗ thủng. A, một tiếng hét thảm thiết từ trong kẽ nứt phát ra, băng tuyết nứt vỡ mang theo một mảng lớn nước đá. Bách Lý Văn Phong rơi ở trên mặt băng, toàn thân run rẩy, máu tươi sớm đã đông kết thành cục băng. Ngươi không phải muốn để cho ta nếm thử cái gì minh bạch sao, cái gì là chênh lệch sao? Làm sao đã ngã xuống nhanh như thế? Tiêu Phàm nghiền ngẫm nhìn Bách Lý Văn Phong, đem lời nói trước đó trả lại cho hắn. Đôi mắt Bách Lý Văn Phong hung lệ, một câu đều không nói được, sắc mặt khó coi vô cùng, vừa rồi hắn phách lối nói thế khiến tất cả mọi người ở đây đều nghe được. Muốn để Tiêu Phàm minh bạch cái gì là chênh lệch, cái gì là thế gia nội tình, nhưng mà bây giờ lại bị bại như thế, tất cả những thứ này đều chứng minh Bách Lý Văn Phong là vô tri cỡ nào, cuồng vọng cỡ nào. Đây quả thực so với việc giết hắn còn làm cho hắn khó chịu hơn. Điều này khiến Bách Lý Văn Phong xấu hổ không chịu nổi, đồng thời đối với Tiêu Phàm càng thêm hận thấu xương. Trong lòng đám người bỗng nhiên rung động. Tiêu Phàm một chiêu này có thể so sánh với việc giết Bách Lý Văn Phong còn hung ác hơn, từ nay về sau, Bách Lý Văn Phong đoán chừng nhìn thấy Tiêu Phàm đều sẽ nhượng bộ lui binh, hoặc có lẽ là, Hoàng Thành Thập Tú về sau sẽ mất thêm một người. Tiêu Phàm, người không khỏi khinh người quá đáng. Đột nhiên, Bách Lý Cuồng Phong từ trên ánh tuyết lâu nhảy xuống, chân dẫm trên mặt băng, thần sắc băng lãnh nhìn Tiêu Phàm. Tiêu Phàm nghiền ngẫm nhìn Bách Lý Cuồng Phong. Cười lạnh nói, ta khinh người quá đáng. Thời điểm hắn đánh lén ta, người có từng nói Bách Lý Văn Phong khinh người quá đáng. Gia tộc Bách Lý lúc giết người, làm mưa làm gió, người có từng nói câu khinh người quá đáng. Bách Lý gia tộc ta, há là người như người có thể so sánh. Bách Lý Cuồng Phong nhe răng cười, người không động, khí thế phóng tới Tiêu Phàm. Tiêu Phàm không mảy may lùi, tranh phong đối kháng. Nói, ngươi đơn giản là muốn thay đệ đệ ngươi tìm lại mặt mũi, không cần nhiều lời, Tiêu Phàm ta nghênh đón. Chỉ bằng ngươi sao, con ngươi Bách Lý Cuồng Phong băng lãnh, sát khí nở rộ, đao chi nhất đạo, giết người như giết chó. Khí tức bá đạo, cuồng vọng quét sạch tứ phương, Bách Lý Cuồng Phong vốn nổi danh hung lệ, cuồng ngạo, lâu ngạo thiên đều muốn nhượng bộ lui binh. Ý ngươi là, muốn ta dùng đao chiến ngươi. Tiêu Phàm không những không giận mà còn cười, cũng tốt, hai ngày trước vừa mới chạm đến đao đạo, trước đó đã tìm người thử qua đao, có vẻ như dùng đao cũng không tệ, vừa vặn hôm nay lấy thêm ngươi thử xem. Hôm nay lấy thêm ngươi thử xem, ngữ khí rất bình thản, nhưng ai cũng bị lời nói này làm cho chấn kinh, vừa mới chạm đến đao đạo, liền muốn lấy Bách Lý Cuồng Phong thử đao. Đây là hạng cuồng ngạo gì cơ chứ? Nghe nói Bách Lý Cuồng Phong rất ngông cuồng. Không nghĩ tới hôm nay thấy hắn còn cuồng hơn, bất quá nói trở lại, cái này cũng do Tiêu Phàm. Bách Lý Cuồng Phong danh xưng là đao cuồng, tại đao đạo, người cùng tuổi không ai có thể địch được y.
Tiêu Phàm vừa mới chạm đến đao đạo liền muốn cùng Bách Lý Cuồng Phong thử đao, ta xem hắn căn bản không phải cuồng vọng, mà là vô tri. Vậy cũng chưa hẳn, nghe nói mấy ngày trước Tiêu Phàm dùng đao thắng Trần Phong, Trần Phong mặc dù không bằng Bách Lý Cuồng Phong, nhưng vẫn chênh lệch không xa. Đám người cũng biến thành kích động, bọn hắn tựa như rất chờ mong trận chiến giữa hai người. Bách Lý Cuồng Phong rất ngông cuồng, nhưng Tiêu Phàm cũng không yếu, hai người đến cùng ai so với ai còn ngông cuồng hơn. Oanh, trên mặt băng, Tiêu Phàm cùng Bách Lý Cuồng Phong tranh phong tương đối, hai cỗ đao khí bàng bạc kịch liệt đâm vào nhau, hóa thành đao phong lăng lệ. Thời gian dòng dã kéo dài nửa chén trà nhỏ, hai người đều rút lui mấy bước, cánh tay trái Tiêu Phàm bị một đạo đao khí xé rách, máu tươi vẩy ra, mà đối diện Bách Lý Cuồng Phong vẻn vẹn chỉ có áo bào bị xé nát. Tiêu Phàm thua ư, đám người kinh ngạc, không ít người lộ ra nụ cười trên nỗi đau của người khác. Ở Tuyết Nguyệt Hoàng Thành, bọn hắn vốn đã khó chịu thế lực của Tiêu Phàm, hắn không đem Hoàng Thành Thập Tú để ở trong lòng. Bây giờ nhìn thấy Bách Lý Cuồng Phong chiếm thượng phong, bọn hắn tự nhiên vô cùng kích động. Chỉ là bọn hắn không biết rằng, một ngụm máu tươi đã dâng lên cuống họng của Bách Lý Cuồng Phong, kém chút phun ra ngoài, nhưng cuối cùng lại bị hắn cưỡng ép nuốt xuống dưới. Đúng là có chút bản sự, bất quá Bách Lý gia tộc ta không thể bại. Bách Lý Cuồng Phong nhe răng cười một tiếng, hắn hóa thành thiểm điện đập ra, trong tay chẳng biết từ lúc nào xuất hiện thêm một chuôi trường đao màu đỏ ngòm. Đao mang sắc bén gào thét trong hư không, khí thế khiếp người dưới ánh mặt trời hóa thành từng đạo lưu quang to lớn. Bách Lý gia tộc không thể bại, Tiêu Phàm ta liền có thể chịu nhục sao? Tiêu Phàm không chút nhượng bộ, hắn từ trên không lấy thế đè người, tuyệt không thể thỏa hiệp với thế lực cường địch. Chân đạp đạp tuyết vô ngân, cả người dường như mất đi trọng lượng, thuấn di khoảng cách mấy chục mét, trong nháy mắt ngăn trước người Bách Lý Cuồng Phong, trên mặt băng lưu lại từng đạo tàn ảnh. Đương đương đương, tiếng kim loại kịch liệt vang dội, tia lửa nóng bỏng tại hư không bắn ra bốn phía, đao khí chói lọi xẹt qua hư không. So với kiếm nhu hòa, đao lại cực kỳ bạo lực, mỗi một đao đều dùng hết lực lượng, rút hết thần khí của người sử dụng. Khó trách tục ngữ nói kiếm là bách binh chi hoàng, đao là trăm binh chi vương, kiếm nặng phong thái quân tử, mà đao nghiêng về vũ dũng, bá đạo. Trong lòng Tiêu Phàm có chút may mắn. Trước đó Phúc Bá đưa cho mình vô phong trọng kiếm. Những ngày qua một mực tu luyện, lực bộc phát sớm đã khác xa lúc ở Đại Yến. Mặc dù tạm thời cùng Bách Lý Cuồng Phong có một chút chênh lệch, nhưng loại chênh lệch này không rõ ràng, hơn nữa lấy thiên phú của Tiêu Phàm, loại chênh lệch này càng lúc càng nhỏ lại. Cuồng Phong chạm, Bách Lý Cuồng Phong giận dữ hét một tiếng, tốc độ trường đao màu đỏ không thể tưởng tượng tại hư không xẹt qua một đạo. Mang theo từng đạo phong nhận lăng không chém về phía Tiêu Phàm. Con người Tiêu Phàm thập phần bình tĩnh, một mực chú ý từng động tác của Bách Lý Cuồng Phong, đồng thời cũng không ngừng hoàn thiện huyết la đao pháp. Bang, vô số tia lửa tóe lên, hóa thành từng vòng quang mang chói lọi xoay tròn bắn ra như là một đám phong hỏa luân, hư không đều có thể cắt nát. Tiêu Phàm vội vàng không kịp chuẩn bị, cánh tay phải bị quang mang xuyên thủng, máu me tung tóe chảy ra. Không trung từng đóa bông tuyết bị nhuộm thành màu đỏ. Tiêu Phàm không thể địch lại, luận về đao đạo, Bách Lý Cuồng Phong vẫn là đệ nhất. Đám người âm thầm lắc đầu, hiển nhiên cũng không coi trọng Tiêu Phàm. Ân công không phải sử dụng kiếm à, dùng đao sao đọ được với hắn. Phía trên, Hạ Lôi đang lo lắng nhìn Tiêu Phàm trên mặt sông. Có rất ít người tự nhận là vô địch thiên hạ, muốn nhược điểm của bản thân so với ưu điểm của người khác chỉ là hành vi của kẻ đần. Chết cũng đáng đời. Hàn Lỗi mặt coi thường, âm trầm nói. Hàn Lỗi, người biết rõ lời này của ngươi tại Đại Yến gây ra tội không? Vân Lạc Vũ lạnh lùng đá lông mày, gắt gao nhìn chằm chằm Hàn Lỗi. Nhị vương tử, không cần làm ta sợ, nơi này lại không phải Đại Yến, không phải sao? Hàn Lỗi không sợ hãi chút nào nhìn Vân Lạc Vũ uy nghiêm nói. Hừ, Vân Lạc Vũ hừ lạnh một tiếng, không nói thêm gì nữa. Hàn Lỗi cười đắc ý, trong lòng khinh thường nói, nếu ta đã không có ý định trở về Tuyết Nguyệt Hoàng Thành thì về sau Chiến Vương Học Viện cũng không cần tồn tại. Bọn Vân Lạc Vũ tự nhiên không biết ý nghĩ của Hàn Lỗi, bằng không tuyệt đối sẽ không để hắn đến Tuyết Nguyệt Hoàng Thành tham gia học viện thi đấu. Đài cao phía trên, đám người Tuyết Ngọc Long cùng Trần Phong nhìn thấy Tiêu Phàm bị Bách Lý Cuồng Phong áp chế gắt gao, khóe miệng hiện ra một nụ cười.
Lâu Ngạo Thiên một mình thưởng thức trà thơm, một mặt không liên quan đến sự tình, tạo một bộ dáng không quan tâm. Ảnh Phong híp hai mắt, trong mắt lóe lên một tia lo lắng, một bên Huyết Yêu Nhiêu thản nhiên nói, người không phát hiện ra tình huống này cùng trận chiến với Trần Phong có chút giống nhau sao? Lời này mặc dù không lớn, nhưng cũng không nhỏ, cách không xa Trần Phong tự nhiên có thể nghe được, sắc mặt tái nhợt tới cực điểm. Khi hắn nhìn thấy nơi xa Tiêu Phàm cùng Bách Lý Cuồng Phong trong lúc chiến đấu, con người hơi hơi co rụt lại, lúc đầu người trong cuộc, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, lần này hắn lại thấy rất rõ ràng. Cùng Bách Lý Cuồng Phong chiến lâu như vậy, Tiêu Phàm động tác càng ngày càng phiêu giật, vết thương trên người tốc độ xuất hiện cũng càng ngày càng chậm. Cuồng Phong huynh, tốc chiến tốc thắng. Trần Phong vội vàng hét lớn, lúc đầu nếu có người nhắc nhở hắn, hắn cũng tuyệt đối sẽ không thua Tiêu Phàm. Năng lực lĩnh ngộ và tốc độ phát triển của Tiêu Phàm vô cùng khủng bố, cứ như thế Bách Lý Cuồng Phong chưa hẳn có thể thắng. Trần Phong đúng không, có gan đi xuống chiến một trận. Bàn Tử tức giận, cũng không đợi Trần Phong phản ứng liền xoay người nhảy xuống ánh tuyết lâu, vững vàng rơi trên mặt sông. Sắc mặt Trần Phong tái nhợt, bản thân đường đường hoàng thành thập tú vậy mà bị người khác khiêu khích. Đây là coi thường hắn sao? Hắn biết rõ, Bàn Tử sở dĩ phẫn nộ là bởi vì Trần Phong thân làm người đứng xem, vậy mà lại nhắc nhở Bách Lý Cuồng Phong, cái này tương đương với đang hãm hại Tiêu Phàm. Hừ, người đã muốn chết, ta liền thành toàn. Trần Phong hừ lạnh một tiếng, xoay người nhảy xuống mặt băng, ngay sau đó, hai người cấp tốc chiến đấu cùng một chỗ. Tiêu Phàm căn bản không phát hiện ra Bàn Tử cùng Trần Phong chiến đấu, hắn đắm chìm trong một loại cảnh giới huyền diệu. Toàn thân đao thế càng ngày càng mạnh, tốc độ xuất đao cũng càng lúc càng nhanh. Bách Lý Cuồng Phong nghe thấy Trần Phong nói, đột nhiên lấy lại tinh thần, khí thế toàn thân tăng lên tới cực điểm, tóc tung bay, đỉnh đầu hiển hiện một con hắc điêu dài ba trượng, một cỗ khí thế sắc bén tỏa ra. Thất phẩm chiến hồn, liệt phong điêu, trong lòng đám người run lên, nhìn Tiêu Phàm như nhìn người chết, chỉ có số ít tu sĩ chứng kiến trận chiến trước đó của Tiêu Phàm cùng Trần Phong, thần sắc coi như bình tĩnh. Bọn hắn đều biết, Tiêu Phàm cuối cùng chuyển bại thành thắng, có lẽ lần này cũng có thể sáng tạo kỳ tích. Nhưng mà, lại khiến bọn hắn thất vọng, Tiêu Phàm tựa như căn bản không cảm nhận được nguy hiểm, công thủ đều hết sức bình thường. Liệt Phong Trảm, Bách Lý Cuồng Phong giữ tợn cười một tiếng, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm hung đao đồ lục trong tay Tiêu Phàm, chỉ cần giết Tiêu Phàm, đao này chính là của hắn. Nắm giữ hung đao. Hắn cho dù đối chiến với Lâu Ngạo Thiên cũng sẽ chiếm thượng phong, đây chính là dự tính trong lòng Bách Lý Cuồng Phong, bằng không hắn cũng sẽ không chủ động xuất thủ, càng thêm sẽ không dùng chiêu chí mạng. Hồng hộc, đao mang lóe qua, đao cương bá đạo gào thét, không khí lập tức bị Cuồng Phong xé nát, bị kéo tới một cái cực hạn. Mắt thấy đao kia cách Tiêu Phàm chỉ có ba thước, Bách Lý Cuồng Phong nhếch miệng. Hiện tại cao hứng có phải quá sớm hay không? Gần như đồng thời. Tiêu Phàm đột nhiên lạnh lùng cười một tiếng, tựa như từ trạng thái nào đó bên trong lấy lại tinh thần. Huyết la, một tiếng kêu nhỏ, đồ lục nhàn nhạt phung lên, một đạo dài màu đỏ như lụa xẹt qua hư không, tựa như đầu tóc của hung thú làm vỡ nát tất cả gợn sóng, nhưng thế đi của dải lụa đỏ không hề giảm, tiếp tục chấn nát đao cương bá đạo. Ẩn ẩn có thể nhìn thấy, bên trong dải lụa đỏ, ẩn chứa từng tia sương mù màu đen, cắn nuốt đao mang. Không có khả năng, ngươi làm sao có thể mạnh như vậy? Bách Lý Cuồng Phong kinh khủng nhìn Tiêu Phàm, không chút do dự chém ra vài đao mới miễn cưỡng ngăn lại một kích của Tiêu Phàm. Cuối cùng, Bách Lý Cuồng Phong nửa quỳ trên mặt sông, tay phải cầm đao không ngừng run rẩy, cỗ lực bá đạo kia bị bắn ngược đã khiến cánh tay hắn bị thương. Không phải ta mạnh, là ngươi quá yếu. Tiêu Phàm thần sắc thập phần bình tĩnh, nhàn nhạt mở miệng nói. Là ngươi quá yếu. Lời nói bình tĩnh giống như một tiếng sét vang vọng khắp tâm trí của tất cả mọi người, Bách Lý Cuồng Phong xếp thứ 5 hoàng thành thập tú, hắn mà yếu thì toàn bộ Tuyết Nguyệt Hoàng Triều không còn ai cường đại. Nhưng mà ai cũng không dám phản bác Tiêu Phàm, một chiến tông cảnh hậu kỳ đánh bại chiến tông cảnh đỉnh phong, chẳng lẽ là bởi vì Bách Lý Cuồng Phong quá yếu sao? Hơn nữa, Tiêu Phàm lúc đầu tu kiếm, nhưng là giờ phút này lại dùng đao đánh bại Bách Lý Cuồng Phong, quan trọng nhất là chính như Tiêu Phàm nói. Hắn vẫn vừa mới chạm đến đao đạo. Ta quá yếu, một đường đao đạo, ta không có khả năng bại. Bách Lý Cuồng Phong mặt lộ vẻ dữ tợn, chậm rãi đứng dậy,
toàn thân cuồn cuộn chiến ý. Quanh thân hắn, cuồng phong loạn vũ quét sạch mấy trượng xung quanh, hắn lần nữa giơ đao lên, chỉ Tiêu Phàm nói, ta sẽ khiến ngươi chân chính minh bạch, cái gì gọi là đao. Bách Lý Cuồng Phong phát cuồng quả nhiên đáng sợ, đám người thấy thế liền lộ ra vẻ kinh ngạc, hiếm thấy qua trạng thái này của Bách Lý Cuồng Phong, tim mật đều lạnh run. Rất đáng sợ sao, Tiêu Phàm híp hai mắt nhìn Bách Lý Cuồng Phong, hắn đã từng nghe nói qua, Bách Lý Cuồng Phong sau khi nổi điên rất khủng bố. Ảnh Phong cùng Lâu Ngạo Thiên đều muốn tránh lui ba phần. Bất quá, cái này có vẻ như còn trong phạm vi chịu đựng được, ít nhất cảm giác không phải đáng sợ như vậy. Các ngươi nói, Cuồng Phong huynh mấy chiêu thì có thể đánh bại Tiêu Phàm. Lầu 7 phía trên, Trần Phong cười nhạt một tiếng, nhìn thấy Bách Lý Cuồng Phong phát cuồng, hắn cũng buông lỏng một hơi. Ba chiêu đi, nghe nói Cuồng Phong huynh sau khi phát cuồng, vẻn vẹn dùng ba chiêu làm trọng thương chiến vương sơ kỳ, cho dù là ta cũng chưa chắc có thể làm đến. Tuyết Ngọc Long cười nói, hắn cũng ước gì Tiêu Phàm chết. Ánh mắt Tuyết Ngọc Hiên lộ ra vẻ lo lắng nhưng không có xuất thủ, bởi vì nơi này còn có Niệm Niệm, vạn nhất Tuyết Ngọc Long ra tay với Niệm Niệm, đến lúc đó Tiêu Phàm cùng bàn tử có thể sẽ bất chấp hậu quả. Tuyết Ngọc Hiên không biết có Tiểu Kim bảo hộ, đừng nói là Tuyết Ngọc Hiên, cho dù là chiến vương sơ kỳ cũng chưa chắc có thể làm bị thương Niệm Niệm. Oanh, một tiếng nổ vang, Bách Lý Cuồng Phong bá đạo hung hăng chém xuống một đao, mang theo đao cương dài 3-4 trượng xông thẳng vào Tiêu Phàm. Tiêu Phàm không dám khinh thường, U Linh Chiến Hồn hiển hiện, điều động lực lượng toàn thân hội tụ ở cánh tay cùng phía trên đồ lục, hắc sắc đao mang lấp lóe lao vào Bách Lý Cuồng Phong. Tiêu Phàm cảm giác hô hấp đau nhức, lục phủ ngũ tạng sôi trào, thân thể bay ngược ra 20-30 mét xa mới miễn cưỡng ổn định, đủ để có thể thấy được Bách Lý Cuồng Phong giờ phút rất bá đạo. Cuồng Phong công tử, đánh bại hắn. Đúng lúc này, không ít tu sĩ bắt đầu la ầm lên. Những người kia đều mặc phục thị của Bách Lý gia tộc, thân phận không cần nói cũng biết. Tiêu Phàm bình tĩnh nhìn chằm chằm Bách Lý Cuồng Phong, trong lòng nghĩ thầm, đây chính là Bách Lý Cuồng Phong lúc phát cuồng sao. Lực lượng công kích coi như không tệ, đáng tiếc tốc độ lại không ra hồn, hẳn là đem tốc độ toàn bộ chuyển hóa cùng công kích, khó trách nói Lâu Ngạo Thiên chưa hẳn là đối thủ, một kích này là tương đương với một kích của chiến vương cảnh, ai có thể ngăn cản được. Chỉ là kể từ khi toàn bộ được triển khai, sơ hở trăm chỗ. Nghĩ vậy, khóe miệng Tiêu Phàm hiện ra nụ cười, cùng lúc đó, đao thứ hai của Bách Lý Cuồng Phong lại chém tới. A, à, Tiêu Phàm cười khẽ, thời khắc đao thứ hai cách hắn chỉ có ba thước, chân liền đạp phiêu miểu thần tung bộ biến mất tại chỗ. Oanh một tiếng, mặt băng vỡ nát, bọt nước tung bay, một khe rãnh dài chừng 10 trượng lan tràn khắp 4 phương 8 hướng, nhìn vết đao trên mặt băng. Tất cả mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh. Chỉ là khiến bọn hắn càng thêm kinh ngạc hơn là Tiêu Phàm lại hoàn hảo không chút tổn hại đứng cách Bách Lý Cuồng Phong hơn 10 mét, mỉm cười nhìn hắn. Tiêu Phàm, có gan chớ né, cùng ta đánh một trận đàng hoàng đi. Bách Lý Cuồng Phong mặt lộ vẻ dữ tợn, cười lạnh nhìn xem Tiêu Phàm. Có gan chớ né, ngươi không phải phách lối sao, có can đảm cùng Cuồng Phong công tử chính diện giao phong đi. Người của Bách Lý gia tộc cũng không ngừng la ầm lên, muốn tinh thần Tiêu Phàm bị quấy nhiễu. Bất quá Tiêu Phàm không những không giận mà còn cười nói, ý ngươi là ta đứng ở chỗ này để ngươi giết. Chẳng lẽ người Bách Lý gia tộc các ngươi cùng người khác chiến đấu đều là dạng này sao? Xếp thứ 5 Hoàng Thành Thập Tú cũng là do người khác đứng ở đó để ngươi giết, ngươi nhặt được à? Ha ha, đám người nghe vậy lập tức cất tiếng cười to, sắc mặt Bách Lý Cuồng Phong khó coi vô cùng. Bách Lý gia tộc xấu hổ cúi thấp đầu. Cùng người chiến đấu sinh tử, biết rõ không ngăn cản nổi công kích của đối phương, ai sẽ đứng ở đó để ngươi giết. Cho dù là đồ đần cũng không như thế, huống chi một đám tu sĩ. Nếu một người không muốn bị đánh, tổng thể thân pháp, tốc độ, công kích, phòng ngự cùng chiến kỹ là một thể, công kích vẻn vẹn chỉ đại biểu như một phương diện mà thôi. Điều động hồn lực toàn thân, đem tất cả công kích chuyển hóa làm công kích. Đáng tiếc, lực lượng có thừa mà tốc độ không đủ thì có ích lợi gì. Tiêu Phàm mặt coi thường nhìn Bách Lý Cuồng Phong. Từ một phương diện mà nói, Bách Lý Cuồng Phong là một kẻ đầu cơ, chỉ cần đối phương cùng hắn chiến đấu, 8-9 phần 10 sẽ bị hắn đánh trọng thương trong lần đầu, sau đó lại đến hai đao, cơ hồ hẳn phải chết không chút nghi ngờ. Nhưng hắn không nghĩ tới Tiêu Phàm lại có thể đỡ một kích của hắn,
thật đúng là không bình thường, so với chiến vương sơ kỳ đều muốn cường đại hơn nhiều. Dừng lại một lúc, Tiêu Phàm tiếp tục nói, để cho ta cùng ngươi đánh một trận đàng hoàng, ngươi là chiến tông cảnh đỉnh phong, cùng chiến tông cảnh hậu kỳ ta đây chiến một trận. Thực không biết nơi nào là đường đường chính chính, chẳng lẽ Bách Lý gia tộc ngươi mới là đường đường chính chính. Sắc mặt Bách Lý Cuồng Phong tái nhợt, quả thực là kìm nén đến một câu đều không nói được, tốc độ Tiêu Phàm quá nhanh, hắn căn bản chạm không được cho nên mới nói ra lời này. Ta nghĩ, ngươi nhiều nhất còn có thể vung ra đao thứ ba. Đã như vậy, Tiêu Mỗ thành toàn cho ngươi được không? Tiêu Phàm đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng, chậm rãi hướng về phía Bách Lý Cuồng Phong lao đến. Cái gì, Tiêu Phàm dám đỡ đao thứ ba? Hắn chẳng lẽ không biết, đao thứ ba mới là đáng sợ nhất sao? Đám người co rụt lại, kinh hãi nhìn Tiêu Phàm. Bách Lý Cuồng Phong có ba đao, một đao mạnh hơn một đao, đao thứ ba, điều động tinh khí toàn thân, một đao kia cho dù chiến vương sơ kỳ cũng không dám liều mạng. Ngươi đã tự tìm cái chết, vậy ta liền thành toàn cho ngươi. Bách Lý Cuồng Phong giữ tợn cười một tiếng, hắn vốn ước gì có thể giết chết Tiêu Phàm, hiện tại cơ hội tới, làm sao có thể bỏ lỡ. Phong Liệt Vân, vừa dứt lời, Bách Lý Cuồng Phong giơ trường đao màu đỏ trong tay lên cao, thất phẩm chiến hồn dường như cùng trường đao màu đỏ hòa làm một thể, một đạo ánh đao to lớn màu đỏ xé rách hư không lập tức bổ đến. Đao mang sáng chói khiến người xem không mở được hai mắt, bá đạo mà hung lệ, đao thế càng làm cho người ta tê cả da đầu. Thời khắc cách Tiêu Phàm 3 mét, Tiêu Phàm đột nhiên động. Bang, Tiêu Phàm đột nhiên nhẹ nhàng nhấc đao lên. Một đạo huyết hồng nở rộ ra, tốc độ nhanh chóng, vẻn vẹn chợt lóe lên rồi biến mất. Phốc, một tiếng vang thanh thúy truyền ra, đao mang sáng chói bỗng nhiên biến mất. Bách Lý Cuồng Phong bỗng cứng ngắc tại chỗ, tại ngực hắn, máu tươi phun ra từ miệng vết thương. Đao thật nhanh, không phải chỉ có kiếm mới có thể nhanh như vậy sao? Đây là thanh đao nhanh nhất mà ta từng gặp qua, giống như một đạo thiểm điện đạt tới cực hạn. Bên trong chiến tông cảnh cơ hồ không người nào có thể so sánh. Đám người hít vào ngụm khí lạnh, căn bản không biết Bách Lý Cuồng Phong chết sống ra sao. Chỉ có người cẩn thận mới phát hiện ra Bách Lý Cuồng Phong khống chế vô cùng tốt vết đao trên ngực, nhưng tuyệt đối không hề nghi ngờ rằng hẳn sẽ phải chết. Tiêu Phàm nhàn nhạt liếc mắt nhìn Bách Lý Cuồng Phong, khinh thường nói, cuồng đao. Nói thật, người căn bản không hiểu đao. Người căn bản không hiểu đao. Lời nói Tiêu Phàm tựa như một đao nhọn cắm vào lồng ngực Bách Lý Cuồng Phong, so với một đao kia càng thêm đau đớn, càng thêm lăng lệ. Bách Lý Cuồng Phong là người nào, xếp thứ 5 hoàng thành thập tú, một đời đệ nhất đao khách trong thế hệ trẻ tuổi, danh xưng cuồng đao được đông đảo quần chúng xưng hô, như là một vầng sáng lơ lửng trên đỉnh đầu hắn. Một người như vậy, Tiêu Phàm lại nói hắn không hiểu đao. Lời nói vẫn phách lối, cuồng vọng như thế. Nhưng giờ phút này quả thực là không có một người nào dám phản bác Tiêu Phàm. Chỉ bằng một đao vừa nãy, Tiêu Phàm tuyệt đối đạt tới cấp độ đáng sợ. Bách Lý Cuồng Phong bại trong tay hắn chính là chứng minh tốt nhất, ở trong mắt Tiêu Phàm, Bách Lý Cuồng Phong xác thực không hiểu đao. Tiêu Phàm không thèm để ý Bách Lý Cuồng Phong và Bách Lý Văn Phong, liếc mắt nhìn bàn tử cùng Trần Phong ở nơi xa, chân đạp thế vân tung xoay người giữa không trung liền xuất hiện ở lầu 7 ánh tuyết lâu. Động tác giống như nước chảy mây trôi, trong mắt đám người đều là hâm mộ và ghen ghét, Thế Vân Tung chính là thân pháp chiến kỹ của Hoàng Thất, Tiêu Phàm vậy mà cũng có được. Chỉ có Ảnh Phong coi như là bình tĩnh nhất, hắn biết rõ, Tiêu Phàm học được 3 loại thân pháp chiến kỹ, mỗi một loại đều cực kỳ bất phàm, Thế Vân Tung ở nơi này so với 3 loại thân pháp chiến kỹ kia thì chẳng được tính là cái gì. Sắc mặt Tuyết Ngọc Long khó coi vô cùng, Bách Lý Cuồng Phong cùng Bách Lý Văn Phong đều bại. Vũ Thừa Quân đã chết, Trần Phong bị bàn tử ngăn chặn thắng bại chưa phân, hắn lúc này mới phát hiện, bản thân một phương lại bị vây hãm gắt gao. Trái với Tuyết Ngọc Hiên, Tiêu Phàm chỉ bị chút vết thương nhẹ không có gì to tát cả. Nơi xa bàn tử cũng chiến đấu cực kỳ hung mãnh, đánh cho Trần Phong căn bản không có sức hoàn thủ. Điều này khiến Tuyết Ngọc Long thập phần không cam lòng, lúc này mới quay người nhìn về phía thanh niên bình thường kia, trừ Ngạn Huyền còn có thể là ai. Tiêu Phàm cũng vừa hay nhìn thấy điểm này, trong lòng không khỏi hồ nghi, ánh mắt kia rõ ràng là tìm kiếm trợ giúp, lấy tính cách Tuyết Ngọc Long vậy mà sẽ hướng người khác xin giúp đỡ sao. Điều này cũng làm cho Tiêu Phàm không khỏi đề phòng đối với Ngạn Huyền, lúc đầu tại điển lễ khảo hạch luyện dược sư,
Tiêu Phàm có gặp qua Ngạn Huyền một lần, nếu như không phải hắn đã gặp qua là nhớ được người khác thì có lẽ đã sớm quên tên này. Nhưng Ngạn Huyền lại trầm mặc không nói, tựa như căn bản không nhìn thấy gì. Thần sắc Tuyết Ngọc Long cứng lại, hít sâu một hơi, con người thỉnh thoảng đảo qua Lâu Ngạo Thiên, Ảnh Phong, Tuyết Ngọc Hiên cùng Bạch Vũ, nhưng mà bốn người đều lẳng lặng quan sát chiến đấu nơi xa. Tuyết Ngọc Long bất đắc dĩ đành phải lẳng lặng chờ đợi Bàn Tử cùng Trần Phong kết thúc chiến đấu. 10 cái hô hấp, Bàn Tử một chiêu khai sơn trưởng trực tiếp đem Trần Phong đánh bay. Lục phủ ngũ tạng Trần Phong sốc lên, trong miệng máu tươi phun trào, sắc mặt khó coi nhìn Bàn Tử. Về sau nhớ lâu một chút, chớ chọc vào huynh đệ của ta. Bàn Tử lạnh lùng quét mắt nhìn Trần Phong, lần nữa trở lại ánh tuyết lâu. Sắc mặt Tuyết Ngọc Long tái nhợt, không nghĩ tới Trần Phong vậy mà cũng thua trong tay một chiến tông cảnh hậu kỳ. Bất quá vẻn vẹn trong nháy mắt, Tuyết Ngọc Long liền khôi phục lại bình tĩnh, nhìn về phía Bạch Vũ mấy người nói, đây chính là cơ hội khó có được, các vị có nghĩ nên luận bàn một chút không? Bạch Vũ lắc đầu cười cười, hai người Ảnh Phong cùng Lâu Ngạo Thiên cắn hạt dưa, uống nước trà, tựa như không nghe thấy, về phần Tuyết Ngọc Hiên liền nhìn đều không nhìn một chút, Tiêu Phàm cùng Bàn Tử thoải mái trò chuyện. Trong lòng Tuyết Ngọc Long vô cùng băng lãnh, bản thân là tam hoàng tử Tuyết Nguyệt Hoàng Triều, lại bị mọi người không xem trọng, điều này khiến trong lòng hắn làm sao có thể dễ chịu đây. Tại Hạ Kiếm Vương Triều Kiếm Tam, đặc biệt hướng Đại Yến Vương Triều Vân Lạc Vũ các hạ lĩnh giáo. Đột nhiên, một đạo âm thanh băng lãnh cao ngạo vang lên, vang vọng thật lâu trong hư không trống trải. Kiếm Tam, danh tự rất quen thuộc, nhưng làm sao nhớ không được. Bàn Tử hai mắt nhắm lại, có chút buồn bực nói. Trò hay rốt cục đến rồi. Trong lòng Tiêu Phàm cười lạnh, nhìn Bàn Tử nói, lần trước khảo hạch luyện dược sư, không phải có Kiếm Tam sao? Là hắn, Bàn Tử và Tuyết Lung Giác hơi kinh hãi, Bàn Tử lại nói, hắn muốn khiêu chiến Vân Lạc Vũ. Lâu năm có Vân Lạc Vũ, nghe được thanh âm của Kiếm Tam, Vân Lạc Vũ sầm mặt lại, hắn căn bản không nghĩ tới ở thiên tài trà hội lại xuất thủ. Nhị vương tử, có người tìm ngươi luận bàn kia. Hàn Lỗi cười nói, tựa như đã sớm đoán được sẽ có người tìm Vân Lạc Vũ. Nhị ca. Vân Lạc Tuyết lắc đầu, hít sâu một hơi nói, đừng đi. Vân Lạc Vũ vỗ vỗ bả vai Vân Lạc Tuyết, cười cười nói, ta chính là Đại Yến vương tử đại biểu cho Đại Yến, nếu như ngay cả thế này cũng không dám tham gia, Đại Yến ta há chẳng phải bị người cười đùa. Đại Yến ta cũng không phải loại tham sống sợ chết. Biết rõ phải chết, còn muốn đi chịu chết. Hàn Lỗi âm dương quái khí cười nói. Hàn Lỗi, ngươi không nhận rõ thân phận mình sao? Triệu Vô Bệnh nổi giận lạnh lùng nhìn Hàn Lỗi, tóc dài bay tứ tung, kém chút liền muốn xuất thủ. Ta biết rõ thân phận ta là gì, còn cần đến ngươi tới dậy sao? Hàn Lỗi cười lạnh, không mảy may sợ hãi. Làm sao, Đại Yến ngươi làm sao lại ầm ĩ lên? Đại Yến Vương Triều thực sự là loạn trong giặc ngoài, nghe nói Kiếm Vương Triều người này chính là hướng về phía Chiến Vương Học Viện, lần này Đại Yến Vương Triều đoán chừng gặp phải xui xẻo rồi. Nghe nói Đại Yến Vương Triều Chiến Vương Học Viện đã sớm suy sụp, bây giờ ngay cả Chiến Tông Đỉnh Phong đều không có một ai, nếu như tham gia thi đấu đều chết ở thiên tài trà hội, đoán chừng 7 ngày sau học viện thi đấu cũng không có ai tham gia. Theo ta thấy học viện thi đấu rất có thể được tổ chức sớm. Hiện tại nhiều người như vậy ở chỗ này, 7 ngày sau lại cử hành, cần gì phải vẽ vời cho thêm chuyện. Đám người nhìn thấy nhóm Vân Lạc Vũ và Hàn Lỗi ầm ĩ lên, nhao nhao lộ ra sắc mặt khác thường, sau đó lắc đầu, không có người nào nhìn đến Yến Vương. Lầu 7, Tuyết Ngọc Long nghe thấy Kiếm Tam nói, đột nhiên cười lên, nói, hôm nay thiên tài trà hội, các thiên tài của thập nhị đại vương triều cũng tụ tập ở đây, sao không để học viện thi đấu cử hành sớm. Chắc hẳn càng thêm náo nhiệt. Nghe thấy Tuyết Ngọc Long nói, Tiêu Phàm không khỏi cau mày một cái, hắn làm sao không hiểu ý tứ Tuyết Ngọc Long, hắn chỉ muốn nhân cơ hội đả kích bản thân mà thôi, dù sao, Tiêu Phàm cũng là người của Đại Yến Vương Triều. Bất quá, Tiêu Phàm ngược lại không quan tâm cái này, cái hắn quan tâm là chiếc bàn ngồi ở bên Tuyết Ngọc Long, trừ Ngạn Huyền ra, khí tức bốn người thanh niên nam nữ kia làm hắn không thể phỏng đoán. Tiêu Phàm quay đầu nhìn về phía Huyết Yêu Nhiêu, nàng cho hắn một cái ánh mắt hiểu ý, trong lòng Tiêu Phàm cảm giác nặng nề, rất hiển nhiên bốn người đối diện kia chính là cường giả Chiến Vương cảnh Đại Ly Đế Triều. Đề nghị này không tệ, Kiếm Vương Triều ta đồng ý.
Đột nhiên, lầu 6 có người mở miệng nói, cố ý đề cao thanh âm vang vọng Ánh Tuyết lâu. Đại Phong Vương Triều đồng ý. Kỳ Vương Triều đồng ý. Trong lúc 6 đại vương triều nhao nhao mở miệng đáp ứng, tựa như đã sớm chuẩn bị, đám người từ trên Ánh Tuyết lâu bay vụt xuống, rơi vào tầng băng đông kết trên mặt sông. Sắc mặt Tuyết Ngọc Hiên khó coi vô cùng, hắn như thế nào không minh bạch, đây là do Tuyết Ngọc Long đã sớm an bài tốt, nếu như Bách Lý Cuồng Phong giết Tiêu Phàm, đoán chừng cũng sẽ không phát sinh sự việc này. Thiểu số phục tùng đa số, học viện thi đấu sẽ tổ chức vào hôm nay. Tuyết Ngọc Long hài lòng cười cười, lại khôi phục sự tự tin trên mặt, con người thỉnh thoảng quét về phía Tiêu Phàm và Tuyết Ngọc Hiên. Trên mặt Tuyết Ngọc Long lộ ra nụ cười nhàn nhạt tựa như đạt được âm mưu, sau một lát, bên trong 6 đại vương triều lại có thêm 2 đại vương triều thỏa hiệp. 6 đại vương triều phụ họa Tuyết Ngọc Long, kẻ ngu cũng đều hiểu được. 6 đại vương triều đều đã lựa chọn Tuyết Ngọc Long. Còn lại tứ đại vương triều, bao gồm Đại Yến vương triều cuối cùng lại không thể không đứng ra. Vậy liền dựa theo quy củ thường ngày, rút thăm đi, vòng thứ nhất cùng vòng thứ hai tiến hành đấu vòng loại. Ba chi đội ngũ cuối cùng thắng được sẽ tấn cấp. Vòng thứ ba, ba chi đội ngũ tiến hành tích lũy điểm thi đấu, thắng lợi cộng 1 điểm, hòa không phân thắng bại 0 điểm, thất bại trừ 1 điểm. Tuyết Ngọc Long tiếp tục nói. Mọi người biết rõ, tất cả những thứ này căn bản không phải nhất thời an bài, mà là Tuyết Ngọc Long đã sớm chuẩn bị, mặc dù không biết hắn là vì cái gì, nhưng lại không có ai lựa chọn đối địch với Tuyết Ngọc Long. Rất nhanh. Thập nhị đại vương triều 12 chi đội liền rút thăm tuyển định đối thủ. Lão nhị, học viện thi đấu tỉ thí thế nào? Tiêu Phàm cau mày một cái, hắn dùng hồn lực quét qua 12 đội, trong lòng đối với thực lực 12 đội đã đại khái biết, mạnh nhất phải kể tới Kiếm Vương triều, lại có 2 chiến tông cảnh đỉnh phong, người khác đều là tu vi chiến tông cảnh hậu kỳ. Dù là trước đó Tam Dạ và Thất Dạ chỉ là chiến tông cảnh sơ kỳ, nhưng cũng đột phá đến chiến tông cảnh hậu kỳ. Nghe thấy Tiêu Phàm, bàn tử cổ quái nhìn Tiêu Phàm nói, Tuyết Ngọc Long không nói à, học viện thi đấu áp dụng phương thức đoàn đội tác chiến. Mỗi chi đội có thể lên tới 7 người, sau đó tiến hành đấu vòng loại, cuối cùng đứng ở đây đội ngũ thắng được. Nửa đường không thể thay người, bất quá đến vòng thứ 2 cùng vòng thứ 3 có thể đổi những người khác ra sân. À, Tiêu Phàm khẽ nhíu mày, Đại Yến Vương Triều chỉ có 8 người, thực lực trong 12 đội chỉ tầm trình độ bình thường. Muốn xông qua 3 vòng là rất khó. Bất quá tất cả những thứ này Tiêu Phàm đã sớm dự liệu được, quá nhiều vương triều có thực lực mạnh hơn so với Đại Yến Vương Triều. Mấy trăm năm nay, Thần Phong Học Viện không ngừng suy bại, Đại Yến Chiến Vương Học Viện cũng không phải quá tốt, chỉ là mặt ngoài so với Thần Phong Học Viện phong quang hơn 1 điểm mà thôi. Đúng rồi, lão nhị, vì sao Tuyết Nguyệt Hoàng Triều không có học viện? Tiêu Phàm đột nhiên nghĩ tới cái gì, hiếu kỳ hỏi. Cái này ta biết. Không đợi bàn tử mở miệng, Tuyết Lung Giác đột nhiên chen lời nói, bởi vì Tuyết Nguyệt Hoàng Triều không cần thiết lập học viện, mấy năm qua, các đại hoàng triều đều sẽ có một chút danh sách đề cử tu sĩ thiên tài trẻ tuổi gia nhập Chiến Hồn Học Viện. Chiến Hồn Học Viện, điều này cũng làm cho Tiêu Phàm chấn kinh, hắn chỉ nghe nói qua Chiến Hồn Điện, chưa từng nghe nói qua cái gì Chiến Hồn Học Viện, dù là bên trong Tu La truyền thừa cũng không có bất kỳ tin tức gì của học viện. Chiến Hồn Học Viện thuộc Chiến Hồn Điện, mặc dù Chiến Hồn Học Viện không có quy định phẩm giai chiến hồn, nhưng bình thường chỉ có lục phẩm trở lên mới có thể có tư cách được đề cử, hơn nữa nhất định phải thông qua khảo hạch Chiến Hồn Học Viện. Có thể gia nhập Chiến Hồn Học Viện, tuyệt đối là tinh anh trong tinh anh, cho dù là học viên bình thường nhất đều là chiến vương cảnh. Tuyết Ngọc Hiên bổ sung, trong mắt lóe lên vẻ nồng đậm. Thì ra là thế, Chiến Hồn Học Viện ở đâu? Tiêu Phàm nghi ngờ nói. Hắn biết Chiến Hồn Đại Lục không nhỏ, chỉ là Hoàng Triều thì có mấy trăm cái, đế quốc cũng có 8-10 cái. Đương nhiên là Đại Ly Đế Triều rồi, Chiến Hồn Học Viện ở Đại Ly Đế Triều chỉ là một phân viện mà thôi. Tuyết Lung Giác xem thường nhìn Tiêu Phàm nói. À, Tiêu Phàm lơ đễnh gật đầu, dư quang quét qua bàn tử giờ phút này thập phần bình tĩnh, ai cũng không biết hắn đang nghĩ gì. Xem ra về sau vẫn nên đi Đại Ly Đế Triều một chuyến. Chiến Hồn Học Viện hội tụ đại bộ phận thiên tài trong thiên hạ, tới đó mới có thể nhanh chóng mạnh lên. Trong lòng Tiêu Phàm trầm giọng nói, chỉ là, U Linh Chiến Hồn của ta không biết là chiến hồn mấy phẩm, đến lúc đó đoán chừng sẽ có chút phiền phức.
Tiêu Phàm mặc dù biết rõ U Linh Chiến Hồn rất bất phàm, có thể không bị hạn chế khi bản thân trưởng thành, nhưng cũng có lực cản rất lớn, người bình thường không hề biết được. Không đúng, U Linh Chiến Hồn hiện tại tương đương với lục phẩm chiến hồn, cũng có thể kiểm trắc. Hơn nữa, Chiến Hồn Học Viện không nhìn phẩm giai chiến hồn, chỉ cần ta có thể đột phá chiến vương thì vẫn có cơ hội để gia nhập. Trong lòng Tiêu Phàm lại nghĩ tới. Cũng đúng lúc này, 12 chiến đội đã chém giết một chỗ, đối thủ của Đại Yến Vương Triều không yếu, có một chiến tông cảnh hậu kỳ, 4 chiến tông cảnh trung kỳ, 2 chiến tông cảnh sơ kỳ. Mà thực lực Đại Yến lại hơi không bằng, Khúc Lân, Vân Lạc Trần, Vân Lạc Tuyết, Triệu Vô Bệnh cùng Lý Tuyết Y, 5 chiến tông cảnh trung kỳ, nhưng Hạ Lôi và Ôn Nhã cũng chỉ là chiến tông cảnh sơ kỳ. Mặc dù chiến tông cảnh hậu kỳ chỉ chênh lệch một chút với chiến tông cảnh trung kỳ, nhưng trong trận đấu có đôi khi lại là yếu tố quyết định. Hai người kịch liệt chém giết, Tiêu Phàm hơi khẽ cau mày, thân là người Đại Yến, hắn cũng hy vọng Đại Yến có thể thắng. Thế nhưng cho dù thắng cái này thì mấy người còn lại sẽ như thế nào? Vòng thứ hai tất nhiên sẽ bị đào thải, nửa đường còn có thể mất mạng. Lão Tam, người cảm thấy phần thắng Đại Yến là như thế nào? Bàn Tử nhịn không được hỏi. Vòng thứ nhất cũng có thể qua, Vân Lạc Tuyết, Khúc Lân, Triệu Vô Bệnh, Chiến Hồn ba người là thất phẩm, hơn nữa còn có một chiến hồn phi hành. Đương nhiên, nếu như ba người giữ lại thực lực, vòng thứ nhất không bại lộ chiến hồn mà nói thì có thể sẽ phải chiến đấu vất vả để giành lấy một điểm. Nếu vòng thứ hai có thể đột phá mà nói, có lẽ có thể thu hoạch được ba hạng đầu. Tiêu Phàm thập phần nghiêm túc phân tích nói. Đột nhiên, có mấy đạo thân ảnh tiến vào trong tầm mắt Tiêu Phàm, Khúc Huyền cùng một hắc bào lão giả đứng ở trước đám người mới, hơi hơi khẩn trương nhìn phía xa. Vạn nhất nếu có người thụ thương, người có đi ra không? Bàn Tử lại hỏi. Hai, ta cũng không nghĩ tới, chỉ là một cái danh hiệu mà thôi, tại sao phải giằng co, lại không có phần thưởng đặc biệt. Tiêu Phàm nhún vai, một mặt bất đắc dĩ nói. Ngươi không phải đã nói sao, có đôi khi, người tranh đấu chính là vì danh dự. Bàn Tử cười cười. Tiêu Phàm gật đầu, hắn trầm mặc không nói, hắn luôn cảm giác học viện thi đấu tương đối khó chịu, một loại cảm giác nguy hiểm tràn ngập trong thâm tâm, loại cảm giác này khiến hắn thập phần khó chịu. Đại chiến tiến hành trong thời gian nửa chén trà nhỏ, Đại Yến Vương Triều Chiến Vương Học Viện rốt cục cười đến cuối cùng, mặc dù thắng, bất quá cũng phải trả cái giá quá nặng nề. Ôn Nhã bị trọng thương, cơ hồ không có sức tái chiến, đồng dạng hai người Lý Tuyết Y, Hạ Lôi thương thế cũng tương đối nặng, vòng thứ hai ra sân là tương đối nguy hiểm. Nếu như được nghỉ ngơi một ngày, thương thế bọn họ tự nhiên có thể phục hồi như cũ, bất quá Tiêu Phàm rất rõ ràng. Tuyết Ngọc Long không thể nào cho họ cơ hội. Quả nhiên, sau khi 6 đội tấn cấp, vẻn vẹn chỉ được nghỉ ngơi nửa canh giờ, sau đó liền tiếp tục thi đấu. Vân Lạc Vũ, Khúc Lân, Triệu Vô Bệnh, Vân Lạc Tuyết không chút do dự đi lên trước, Lý Tuyết Y cùng Hạ Lôi do dự một chút cũng đi lên. Các vị, xin lỗi, trận thứ hai xin thay Hàn Lỗi lên. Ôn Nhã lộ ra vẻ xấu hổ, vòng thứ nhất chỉ có nàng mất đi sức chiến đấu. Ảnh hưởng đến sự phát huy của đoàn đội. Mấy người gật gật đầu. Vòng thứ hai, Ôn Nhã cùng Hàn Lỗi ai lên, đối với bọn hắn mà nói cũng không có bao nhiêu chênh lệch, thực lực cả hai dù sao cũng không kém nhiều. Hàn Lỗi, sững sờ ở đấy làm gì, còn không đi. Hạ Lôi nhìn Hàn Lỗi phía trên lầu năm nói. Ôi, ta đau bụng, không lên được. Đột nhiên, Hàn Lỗi trực tiếp ôm bụng, co quắp tại mặt đất, hét lớn, không được. Ta bụng quá, ta muốn đi nhà xí. Hỗn trướng, sắc mặt đám người Vân Lạc Vũ tái nhợt, vô cùng phẫn nộ, bọn hắn chưa bao giờ ngờ Hàn Lỗi sẽ biến thành dạng này, tiểu tử này rõ ràng là không muốn tham gia. Thêm Hàn Lỗi có lẽ sẽ không có quá nhiều tác dụng, nhưng nếu không có hắn, nhất định sẽ có rất nhiều phiền phức. Ai cũng không ngờ tới, sự tình sẽ xuất hiện dạng biến cố này. Đám người Đại Yến Vương Triều tức giận vô cùng. Tại thời điểm then chốt này, Hàn Lỗi lại bỏ chạy giữa chừng. Thực sự là bởi vì bụng không thoải mái sao? Tất nhiên không phải, Hàn Lỗi chỉ kiếm cớ mà thôi, hắn không muốn tham chiến, hoặc là tham sống sợ chết. Dưới ánh mắt mọi người, Hàn Lỗi ôm bụng rời đi, biến mất trong đám người. Tên hỗn đản, xem ra lần trước Ôn Nhã nhìn thấy hắn qua lại với người Kiếm Vương Triều là thật, tất cả những thứ này đều là âm mưu của Kiếm Vương Triều.
khiến cho đại yến ta khó xử không nói, còn muốn đưa chúng ta vào chỗ chết. Sớm biết rõ tên hỗn đản này có vấn đề, ta liền một đao giết hắn, ở nơi này mất mặt xấu hổ không nói, còn hại chúng ta. Hiện tại làm sao đây, ít đi một người, với thực lực 6 người chúng ta rất khó là đối thủ của bọn họ. Mấy người Vân Lạc Vũ vô cùng phẫn nộ, thần sắc Khúc Huyền và Ô Lão trước đám người cũng lạnh lẽo. Chiến Vương Học Viện vinh quang là thế, nhưng là các tiền bối dùng vô số máu tươi cùng sinh mệnh đổi lấy, làm sao có thể nhường cho người khác. Ô Lão, làm sao bây giờ? Khúc Huyền hít sâu một hơi, hắn biết 6 người đối chiến 7 người, kết cục cuối cùng đã định trước, thất bại cũng không đáng sợ là bọn Vân Lạc Vũ mất đi tính mạng. Lão giả hắc bào Ô Lão cũng cau mày một cái, sự tình cũng không diễn tiến như trong tưởng tượng. Thế nào, đại yến vương triều các ngươi không dám lên trận sao? Không dám lên, cũng đừng ở đó mất mặt xấu hổ, chúng ta còn phải chờ trận đấu kế tiếp. Không sợ chết liền lên chiến một trận, yên tâm, chúng ta cam đoan không giết chết các ngươi, nhiều nhất khiến các ngươi gãy tay gãy chân mà thôi. Ha ha, đám rùa đen rụt đầu. Đại yến vương triều đều là rùa đen rụt đầu. Trên mặt sông truyền đến một loạt thanh âm chào phúng nói, chính là đội vòng thứ hai đối chiến cùng đại yến vương triều, mấy người vô cùng phách lối, căn bản không để đại yến vào mắt. Cái miệng sàm ngôn, thường thường chết sớm. Đột nhiên, một tiếng cười lạnh vang lên, chỉ thấy một thân ảnh khôi ngô từ trên ánh tuyết lâu nhảy xuống, chậm rãi hướng về đội ngũ kia đi đến. Nhìn thấy thân ảnh kia, con người người đối diện bỗng nhiên co rụt lại. Người tới không ai khác, chính là Bàn Tử, bọn hắn trước đó cũng biết qua sự hung mãnh của Bàn Tử. Đến Hoàng Thành Thập Tú Trần Phong cũng bị Bàn Tử đánh bại, huống chi bọn hắn. Nhìn thấy Bàn Tử đi lên, trên mặt đám người Vân Lạc Vũ vui vẻ, không chút do dự hướng hết về Bàn Tử, lòng tin tăng nhiều, vẻ chán chường hoàn toàn biến mất không còn một mảnh. Ngươi là người đại yến, một chàng thanh niên mở miệng, trong mắt tràn ngập vẻ kiêng dè. Thật 100%, yên tâm, ta sẽ không giết chết các ngươi, nhiều nhất khiến các ngươi gãy tay gãy chân mà thôi. Bàn Tử nhe răng cười một tiếng, trả lại nguyên lời của bọn hắn. Hừ, hỗn chiến không như chiến đấu cá nhân, đến lúc đó người chết khả năng là ngươi. Thanh niên cười lạnh nói, nhưng trên mặt hắn lại không có bao nhiêu phần thắng. Vậy thì thử xem. Bàn Tử toàn thân chấn động. Một cỗ hồn lực cuồng bá lay động hướng về mặt đất chỗ 7 người phóng đi. Trong chớp mắt, 7 người đối diện cảm nhận được một cỗ áp lực mạnh mẽ. Giết, đội ngũ hai đại vương triều đồng thời gầm thét, dốc hết toàn lực chém giết vào cùng một chỗ, vốn chỉ là học viện thi đấu, nhưng hiện tại đã trở thành như đại chiến sinh tử. Mấy người đại biểu Vân Lạc Vũ không phải chỉ là chiến vương học viện, còn đại biểu cho đại yến vương triều. Bên trên ánh tuyết lâu, Tiêu Phàm híp hai mắt, có Bàn Tử gia nhập, vòng thứ hai thắng lợi hẳn không phải vấn đề lớn. Nhưng hắn biết, thắng bại cũng không phải là quan trọng nhất. Hắn luôn cảm giác đội ngũ đại yến vương triều như bị người điều khiển, hoặc có lẽ, Hàn Lỗi rời đi cũng không phải ngẫu nhiên, mà sớm đã bị người sắp đặt. Vòng thứ nhất Ôn Nhã thụ thương, vòng thứ hai Hàn Lỗi rời đi, đại yến vương triều căn bản chỉ có 8 người, bây giờ chỉ còn 6. Cho dù may mắn tiến vào vòng thứ ba, khẳng định cũng không có 7 người. Đột nhiên con người Tiêu Phàm co rụt lại, thầm nghĩ trong lòng, không phải là có người cố ý để ta cùng lão nhị ra tay chứ. Nghĩ vậy, con người Tiêu Phàm bỗng nhiên chuyển hướng Tuyết Ngọc Long, có thể điều khiển đội ngũ vương triều, hơn nữa còn biết tính toán hắn, toàn bộ Tuyết Nguyệt Hoàng Thành này đoán chừng cũng chỉ có Tuyết Ngọc Long. Quả nhiên, đúng lúc hắn quay đầu nhìn lại, con người lạnh lùng của Tuyết Ngọc Long cũng quét tới. Trên mặt lộ ra nụ cười ý vị thâm trường. Cho dù để cho ta cùng lão nhị xuất thủ, thì tính làm sao? Trừ phi cường giả chiến vương xuất thủ, những người khác căn bản không uy hiếp được tính mệnh ta và lão nhị. Trong lòng Tiêu Phàm cười lạnh. Hắn rốt cục cũng hiểu, trước đó Bách Lý Văn Phong, Bách Lý Cuồng Phong gây phiền phức cho hắn, không chỉ vì hành động theo cảm tính, cũng không phải vì là hung đao đổ lục, mà là khiến ta hao phí hồn lực của mình. Không thể không nói, Tiêu Phàm cũng bị Tuyết Ngọc Long liên hoàn sắp xếp dọa đến chấn kinh rồi. Chỉ với tâm cơ của Tuyết Ngọc Long, Tuyết Ngọc Hiên còn xa mới có thể sánh. Ánh mắt tất cả đám người đều rơi ở 6 chi đội ngũ trên mặt băng, kiếm vương triều vô cùng cường đại, vẻn vẹn thời gian 20 mấy nhịp thở liền thắng, thỉnh thoảng hướng Tiêu Phàm quăng tới ánh mắt khiêu khích.
thời gian nửa nén hương, đội ngũ Kỳ Vương triều tiến cấp, cùng lúc, đội ngũ Đại Yến Vương triều cũng đến bước khẩn thiết nhất. Vân Lạc Vũ, Khúc Lân, Triệu Vô Bệnh ba người nhao nhao thi triển chiến hồn của bản thân. Thất phẩm chiến hồn lấp lóe, khiến người ở đây giật mình, cho dù là tại Tuyết Nguyệt Hoàng triều, thất phẩm chiến hồn cũng là chiến hồn cao cấp nhất. Bàn tử mạnh mẽ đâm tới, một quyền đánh bay tu sĩ chiến tông cảnh hậu kỳ kia, đặt vững cho một trận chiến thắng lợi. Ngay tại lúc đó, đối diện còn ba người đang đứng tất cả đều bị mấy người Vân Lạc Vũ đánh bay. Vân Lạc Tuyết, Lý Tuyết Y cùng Hạ Lôi bản thân ba người bị trọng thương, nằm trên mặt đất cơ hồ không có lực đánh trận kế, nhưng trên mặt ba người rốt cục cũng lộ ra nụ cười. Phốc, cũng đúng lúc này, người đối diện vốn dĩ đã nằm xuống đột nhiên một kiếm đâm về Lý Tuyết Y, ngay lúc đó, một đạo thân ảnh lấp lóe ra, cản sau lưng Lý Tuyết Y. Tự tìm cái chết, Vân Lạc Vũ biến sắc, một kiếm chém ra, trực tiếp xé nát người xuất thủ kia, lập tức vội vàng ôm thân ảnh ngã xuống, cả kinh kêu lên, Lạc Tuyết, Lạc Tuyết. Không sai, vì Lý Tuyết Y ngăn cản một kiếm kia chính là Vân Lạc Tuyết. Lúc Lý Tuyết Y nhìn thấy khuôn mặt buồn bã của Vân Lạc Tuyết, không khỏi ngây dại ra. Vì cái gì? Hồi lâu, Lý Tuyết Y run giọng nói, nàng hoàn toàn không nghĩ tới, lại là Vân Lạc Tuyết cứu bản thân, cho tới nay, Vân Lạc Tuyết không phải muốn mình chết sao? Lý Tử An vì ta mà chết, hiện tại cứu ngươi một mạng, ta cùng Lý gia ngươi thanh toán ân oán xong. Vân Lạc Tuyết buồn bã cười một tiếng, trải qua một chút sự tình lần trước, Vân Lạc Tuyết tựa như đã thay đổi hoàn toàn. Lạc Tuyết, đừng nói chuyện. Vân Lạc Vũ rút ra trường kiếm kia, vội vàng dùng hồn lực áp chế ngực, sau đó lại lấy ra kim sang dịch chút vào trong miệng Vân Lạc Tuyết. Chỉ thiếu một chút nữa là xuyên qua trái tim, vẫn may chưa nguy hiểm đến tính mạng. Khúc Lân trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn, lập tức quay người nhìn về phía 6 người đối diện, trước đó tha các ngươi một mạng, lại còn dám đánh lén, vậy cũng không cần thiết giữ lại các ngươi. Giết, trong mắt Triệu Vô Bệnh tinh quang lóe lên, chiến ý tăng vọt, sát khí bàng bạc, thất phẩm chiến hồn liệt thiên nha điên cuồng gào thét. Bàn tử cũng gần như đồng thời xuất thủ, nghiền ép 6 người bị thương đối diện, hoàn toàn chiếm thượng phong. Vẻn vẹn chút thời gian, 6 người đối diện liền bị chém giết hầu như không còn. Một màn này, toàn trường nhìn phát lạnh, bọn hắn lúc này mới phát hiện, Đại Yến Vương triều cũng không phải là yếu ớt như tưởng tượng. Lúc Tiêu Phàm liếc nhìn Tuyết Ngọc Long, lại phát hiện, thần sắc Tuyết Ngọc Long vô cùng bình tĩnh, tựa như âm mưu đã đạt được. Vòng thứ 2, đội Đại Yến Vương triều thắng, dù sao cũng trong dự kiến, có bàn tử có thể chiến thắng Trần Phong ở trong đội. Nếu như ngay cả vòng thứ hai đều không qua, Hoàng Thành Thập Tú vậy thực không tính là gì. Hai đội ngũ khác theo thứ tự là Kiếm Vương Triều và Kỳ Vương Triều, lại thêm Đại Yến Vương Triều, ba chi đội ngũ tiến vào vòng thứ ba, tiến hành thi đấu vòng tròn. Tiêu Phàm nhìn đám người Chiến Vương Học Viện, trong lòng ngưng tụ, bây giờ Chiến Vương Học Viện chỉ còn lại Vân Lạc Trần, Khúc Lân cùng Triệu Vô Bệnh còn có thể chiến một trận, thêm bàn tử cũng mới 4 người. Kiếm Vương triều thành viên dự bị rất nhiều, hơn nữa thực lực tổng hợp rất mạnh, kiếm tam kia chính là chiến tông hậu kỳ, bọn hắn rõ ràng không phải là đối thủ. Cho dù tăng thêm ta, cũng mới 5 người. Tốt, nghỉ ngơi nửa canh giờ, có thể tiến hành vòng thứ 3. Tuyết Ngọc Long đột nhiên đứng dậy, cười nhạt một cái nói, trận đầu vòng thứ 3, Kiếm Vương triều đối chiến Đại Yến Vương triều. Nghe nói như thế, Tiêu Phàm không khỏi nhíu mày. Tuyết Ngọc Long thực sự là không cho đám người Đại Yến Vương triều thời gian thở dốc. Nếu như là hắn, trận chiến này sẽ nhận thua, nhưng hắn biết bọn Vân Lạc Vũ không thể nào nhận thua. Điểm này Tiêu Phàm rất rõ ràng, đổi vị trí suy nghĩ một cái, nếu như giờ phút này chiến đấu là Thần Phong Học Viện, Tiêu Phàm hắn cũng không có khả năng nhận thua. Chính như bàn tử nói, người tranh một hơi, Phật tranh một nén nhang, Chiến Vương Học Viện 4 chữ này. Tầm quan trọng đối với Vân Lạc Vũ bọn hắn có lẽ không kém hơn sinh mệnh. Đột nhiên 7 đạo thân ảnh từ trên ánh tuyết lâu gào thét xuống, giống như 7 chuôi thần kiếm ra khỏi vỏ, tuyệt thế sắc bén. 7 người vững vàng rơi ở trên mặt băng. 7 người này, 3 chiến tông cảnh đỉnh phong, 4 chiến tông cảnh hậu kỳ, thực lực này ở thập nhị đại vương triều xem như mạnh nhất. 7 người Kiếm Vương triều cười nhạt nhìn đám người Đại Yến Vương triều trên ánh tuyết lâu. Sắc mặt Vân Lạc Vũ, Khúc Lân cùng Triệu Vô Bệnh âm trầm vô cùng, trong lòng bọn hắn không cam, thế nhưng lại không thể làm gì. Lý Tuyết Y,
Vân Lạc Tuyết, Hạ Lôi cùng Ôn Nhã bốn người sắc mặt trắng bệch, bọn hắn bị thương rất nặng, nhất thời lại không có khả năng xuất chiến. Chẳng lẽ các ngươi liền muốn từ bỏ như vậy? Bàn Tử mị mị hai mắt, nhìn bảy người kiếm vương triều phía xa. Nam Cung huynh, chúng ta không muốn liên lụy ngươi. Vân Lạc Vũ hít sâu một hơi nói, hắn cũng không phải là sợ, nhưng hắn thực không muốn liên lụy Bàn Tử. Bàn Tử là Thần Phong học viện, không có quan hệ gì với Chiến Vương học viện. Liên lụy ta, chẳng lẽ ngươi cho rằng hiện tại chỉ là sự tình của Chiến Vương học viện các ngươi sao? Bàn Tử lắc đầu, sắc mặt chậm rãi khôi phục lại bình tĩnh. Thế nhưng chúng ta chỉ có bốn người. Vân Lạc Vũ đắng chát cười một tiếng, đối phương bảy người, bọn hắn chỉ có bốn người, sao có thể là đối thủ? Ai nói chúng ta chỉ có bốn người? Bàn Tử nhếch miệng cười một tiếng, bỗng nhìn về phía không trung. Mười mấy giây trước đó, Tuyết Ngọc Long nhìn người Đại Yến Vương Triều không có động tĩnh, lập tức quay đầu nhìn về phía Tiêu Phàm nói, Tiêu Phàm, có vẻ như ngươi cũng là người Đại Yến, thế nào, ngươi không muốn góp một phần lực cho Chiến Vương Học viện Đại Yến à? Tiêu Phàm trong lòng cười lạnh, đây mới là trọng điểm đi, Tuyết Ngọc Long ngươi đoán chừng đang ước gì ta và Bàn Tử ra sân. Có điều Tiêu Phàm mặt ngoài vẫn giữ vững bình tĩnh, cười nói Tam Hoàng Tử đã nói, không dám không theo. Vừa dứt lời, Tiêu Phàm xoay người nhảy xuống ánh tuyết lâu, thân ảnh nhẹ như yến, hướng về mặt sông lướt tới, Bàn Tử vừa vặn ngẩng đầu nhìn về phía hư không, nhìn thấy thân ảnh Tiêu Phàm. U Vương cũng tham gia, ánh mắt Vân Lạc Vũ sáng lên, Tiêu Phàm cường đại hắn đã được chứng kiến, liên tiếp chiến thắng hai trận Bách Lý Văn Phong cùng Bách Lý Cuồng Phong. Mấy người kiếm vương triều này, Tiêu Phàm sao lại để vào mắt được? Ha ha, Triệu Vô Bệnh cũng đến. Triệu Vô Bệnh đầu tiên từ ánh tuyết lâu nhảy xuống, khí tức cường đại tỏa ra, mấy người Bàn Tử lần lượt cùng lên, tất cả đều xuất hiện sau lưng Tiêu Phàm. Tiêu Phàm hướng về phía đám người mỉm cười, hắn cũng chưa từng nghĩ tới, ở Tuyết Nguyệt Hoàng Thành này còn có cơ hội cùng Vân Lạc Vũ, Triệu Vô Bệnh và Khúc Lân kề vai chiến đấu. Chỉ năm người các ngươi. Một đạo âm thanh u lãnh vang lên, người nói chuyện là Thất Dạ trước đó từng bị Tiêu Phàm đánh bại, quanh thân nàng sát khí đằng đằng, hận không thể ăn sống nuốt tươi Tiêu Phàm. Năm người đủ rồi. Tiêu Phàm vô cùng bình tĩnh. Là ngươi giết Ngũ Dạ, cũng tốt, vậy chúng ta cũng không cần hạ thủ lưu tình, Tiêu Phàm này giao cho ta, những người khác giao cho các ngươi, tốc chiến tốc thắng. Một nam tử áo đen trong đó mở miệng. Thực lực chiến tông cảnh đỉnh phong lộ ra không chút nghi ngờ. Hô hô, sáu người khác nhao nhao gào thét hướng về phía bốn người Bàn Tử, đồng thời, nam tử áo đen hóa thân xẹt qua như điện về phía Tiêu Phàm, kiếm quang gào thét, thế như sấm sét. Tiêu Phàm đứng tại chỗ, tóc đen lay động, trong con người hắn chỉ có một đạo kiếm ảnh, cái khác đều không tồn tại. Bang, đột nhiên Tiêu Phàm động, trong tay hắn bỗng xuất hiện một chuôi hắc thiết kiếm. Một cỗ khí tức nặng nề khuấy động tứ phương, hắc thiết kiếm nhẹ nhàng quét ngang, trực tiếp ngăn cản trước người. Nam tử áo đen một kiếm chạm tại bên trên trọng kiếm vô phong, thân thể Tiêu Phàm đột nhiên hướng đi vòng ra phía sau, không, nói đúng ra là lướt tới, trên mặt băng cũng không có bất kỳ vết cắt nào. Thân pháp chiến kỹ thật tinh diệu. Đám người có người kinh hô, cùng người cao hơn một cảnh giới giao thủ, vậy mà chân không chạm đất, họ là lần đầu tiên nhìn thấy. Đây chính là tự tin của ngươi. Tiêu Phàm nhàn nhạt nhìn nam tử áo đen, khóe miệng hơi cong. Tịch diệt trảm, nam tử áo đen biến sắc, Tiêu Phàm cường đại hơn hắn tưởng, hắn không dám khinh địch. Tại đỉnh đầu hắn đột nhiên hiện lên một chuôi quang kiếm màu xám, khí tức tử vong từ trên quang kiếm màu xám cuốn tới. Lúc nam tử áo đen thi triển một kiếm, quang kiếm màu xám cùng kiếm của hắn hòa làm một thể, uy lực bạo tăng. Một kiếm này tuyệt đối là thực lực lục phẩm chiến kỹ, cho dù Chiến Vương sơ kỳ đoán chừng cũng không dám chính diện đối kháng. Quá chậm, Tiêu Phàm lắc đầu, kiếm động theo thân, thân động theo gió, Tiêu Phàm trực tiếp biến mất tại chỗ, lúc xuất hiện lần nữa đã đứng trước người nam tử áo đen. Răng rắc, vô phong trọng kiếm hung ác chém xuống, một tiếng vang thanh thúy truyền ra, trường kiếm trong tay nam tử áo đen xuất hiện một tia khe hở, khiến ánh mắt nam tử áo đen run lên. Nát, Tiêu Phàm nhẹ nhàng thốt ra một chữ, khí thế toàn thân bạo tăng, trọng kiếm vô phong hung hăng đè xuống, tóc dài bay múa giống như một tôn chiến thần tuyệt thế. Vô phong kiếm nặng nề trực tiếp chém nát trường kiếm của nam tử áo đen, thẳng tiến không lùi, lần nữa chém về phía nam tử áo đen,
không cách nào ngăn cản. Con người nam tử áo đen co rụt lại, trong mắt kinh hoàng, không chút do dự thi triển thân pháp chiến kỹ tránh về một bên. Kiếm Tiêu Phàm nặng nề như vậy, nửa đường khẳng định không thể biến đổi phương hướng, chỉ cần tránh thoát một kích này, liền có thể sống sót. A, à, Tiêu Phàm lộ ra một tiếng cười khẽ, vô phong kiếm nặng nề đột nhiên đổi hướng, quét ngang mà ra, tại thời khắc này vô phong trọng kiếm 999 cân, bằng 499.5 cân của Việt Nam tựa như biến thành một tờ giấy mỏng, tự nhiên tiêu sái trong tay Tiêu Phàm. Cử trọng nhược khinh từ nặng biến nhẹ, thấy cảnh này, đám người toàn thân run lên, không ít người bỗng nhiên đứng dậy, kinh hãi nhìn Tiêu Phàm từ xa. Cử trọng nhược khinh là một loại cảnh giới kiếm ý, siêu việt kiếm thế, thuộc về một loại phạm trù khiến cho người ta càng khó lĩnh ngộ, hơn nữa so với kiếm thế, cái này không cách nào dạy bằng lời nói hay nhìn rồi bắt chước, chỉ có thể dựa vào lĩnh ngộ của bản thân. Cho dù một vài cường giả chiến vương lâu năm cũng chưa chắc có thể lĩnh ngộ ra ý cảnh của cử trọng nhược khinh. Phốc, không ngoài dự liệu, nam tử áo đen trực tiếp bị Tiêu Phàm một kiếm chặt đứt ngang eo, trong mắt đầy vẻ kinh hoàng. Hắn không thể tin được, Tiêu Phàm vậy mà lĩnh ngộ kiếm ý, hắn có thực chỉ là chiến tông cảnh không? Kiếm Nhất, người kiếm vương triều kêu lên sợ hãi, trong mắt đều là hoảng sợ, Kiếm Nhất chính là người đầu tiên của thế hệ kiếm vương triều có thể cùng Hoàng Thành Thập Tú đánh một trận vẫn sống sót, lại bị Tiêu Phàm một kiếm chém giết. Bên trên ánh tuyết lâu, còn người ba người Trần Phong, Bách Lý Văn Phong, Bách Lý Cuồng Phong co rụt lại, bọn hắn rốt cục hiểu rõ Tiêu Phàm khủng bố đến thế nào. Tiêu Phàm sở dĩ không có giết bọn hắn, một là bởi vì thân phận bọn hắn, hai là bởi vì Tiêu Phàm lúc ấy dùng đao. Vốn dĩ bọn hắn không tin Tiêu Phàm vừa mới học đao, nhưng hiện tại thì bọn hắn tin, đao của Tiêu Phàm không mấy sắc bén, nhưng kiếm của hắn lại quá đáng sợ. Chẳng lẽ thật như hắn nói, ta không hiểu đao? Toàn thân Bách Lý Cuồng Phong run lên, trong đầu không ngừng hồi tưởng lại hình ảnh chiến đấu cùng Tiêu Phàm, thần sắc biến đổi vô cùng phức tạp. Nghe đồn lâu Ngạo Thiên đao kiếm song tuyệt, hiện tại xem ra, Tiêu Phàm mới chính là đao kiếm đều tuyệt, dù sao chúng ta chỉ thấy đao kiếm của Tiêu Phàm lợi hại. Đúng vậy a, đao đánh bại Hoàng Thành Thập Tú, kiếm chảm cường giả kiếm vương triều, đều là chiến đấu vượt cấp, thật xứng với danh xưng này. Vậy còn chưa chắc, các ngươi chưa thấy qua lâu Ngạo Thiên xuất thủ, là bởi vì không có mấy người đáng để hắn xuất thủ, có tin đồn hắn đã đột phá chiến vương cảnh, không biết có phải không? Thực hy vọng có thể nhìn thấy Tiêu Phàm cùng Lâu Ngạo Thiên chiến đấu. Đám người tất cả đều trừng to mắt, tim nhảy không ngừng, Tiêu Phàm khiến bọn hắn chấn kinh quá lớn. Lĩnh ngộ kiếm thế không nói, dù sao nếu là chiến tông cảnh thì đã có thể lĩnh ngộ ra kiếm thế, thậm chí không ít người còn có thể lĩnh ngộ nhị trọng kiếm thế. Nhưng còn chưa từng nghe nói có người ở chiến tông cảnh có thể lĩnh ngộ kiếm ý, ý giả phiêu du bất định, uy lực không thể đo lường. Tại thời khắc mấu chốt có thể phát huy ra hiệu quả cường đại. Đây chính là kiếm ý sao? Tiêu Phàm híp hai mắt, không cách nào giữ ở trong lòng, thầm nói, kiếm thế và kiếm ý quả thật có chút khác biệt, kiếm thế chỉ cần đối với kiếm pháp chiến kỹ có minh ngộ nhất định, liền có thể lĩnh ngộ được. Nhưng kiếm ý lại khác, cần một cơ hội, hoặc ngẫu nhiên lĩnh ngộ, hoặc cả đời cũng không chạm tới được. Hít sâu một hơi, Tiêu Phàm chậm rãi hướng về những người kiếm vương triều khác. Bàn Tử một người độc chiến hai người, Vân Lạc Vũ bọn hắn ba người bị bốn người vây công, đã vào thế nguy hiểm. Nhất kiếm chi thu, Tiêu Phàm không chào hỏi trực tiếp đánh ra nhập chiến đoàn, đến kiếm nhất đều không phải đối thủ của hắn, những người khác sao có thể ngăn cản hắn. Tiêu Phàm như là sói lạc bầy dê, dọa đám người kiếm vương triều sắc mặt kinh khủng, bắt đầu nhao nhao lui ra phía sau, tụ thành một đoàn. Tiêu Phàm, Thất Dạ nghiến răng nghiến lợi, phẫn nộ gào thét. Hóa một vệt sáng hướng về Tiêu Phàm bay tới. Cút, Tiêu Phàm một kiếm chém ra, đâm vào cùng kiếm của Thất Dạ, Thất Dạ bay ngược lại, máu tươi trong miệng phun ra. Nàng chuẩn bị tiếp tục xuất thủ, có điều lại bị những người kiếm vương triều khác ngăn lại. Ta muốn giết hắn. Thất Dạ điên cuồng giống lên. Đừng tưởng rằng ngươi là nữ nhân thì ta không giết ngươi. Tiêu Phàm lạnh lùng nhìn Thất Dạ, hắn có thể nhìn ra, Thất Dạ địa vị tại kiếm vương triều rất cao. Đến mức khiến người ta có cảm giác được nuông chiều từ bé. Nếu như ở kiếp trước, hẳn là một thân kiều nữ được ngàn vạn sủng ái, đến mức cho là ai cũng nên nhường cho nàng. Đáng tiếc, chiến hồn đại lục là thế giới ăn thịt người. Tiêu Phàm nhiều lần buông tha nàng,
nàng lại một mực hung hăng càn quấy, điều này khiến trong lòng Tiêu Phàm sớm đã sinh ra phiền chán. Hắn không phải không giết nữ nhân, mà là hắn căn bản không để Thất Dạ vào mắt, giết hay không giết, không có gì khác biệt. Chúng ta nhận thua. Cảm nhận được sát ý nồng đậm trong mắt Tiêu Phàm, người kiếm vương triều sợ hãi, Tam Dạ trước tiên mở miệng nói. Ánh mắt mấy người Vân Lạc Vũ rơi vào trên người Tiêu Phàm, hiển nhiên là đang thăm dò ý kiến Tiêu Phàm, nếu như Tiêu Phàm tiếp tục động thủ, bọn hắn tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình. Chúng ta đi. Tiêu Phàm thu liễm sát ý, bây giờ hắn đã không đem người kiếm vương triều để ở trong lòng. Với hắn mà nói, kiếm vương triều căn bản không có bất kỳ sức uy hiếp gì. Đứng trên ánh tuyết lâu, đám người dần dần nhường ra một con đường, kính sợ nhìn Tiêu Phàm. Vẻn vẹn một kiếm liền khiến kiếm vương triều nhận thua, dạng thực lực và lực trấn áp này quá cường đại. Bởi vì kiếm vương triều rút khỏi trận đấu, trận thứ hai, kỳ vương triều thắng, nghỉ ngơi nửa canh giờ, trận đấu thứ ba tiếp tục. Đúng lúc này, âm thanh Tuyết Ngọc Long bỗng truyền đến. Cái gì, kiếm vương triều rời khỏi tranh tài, đã thua một trận, xác định không cách nào đoạt được danh xưng chiến vương học viện, ở lại còn có ý nghĩa gì? Còn không bằng nhường kỳ vương triều cùng đại yến vương triều quyết đấu ngươi chết ta sống. Đúng vậy, Tiêu Phàm lại đắc tội tam hoàng tử nhanh như vậy tuyên bố, đây là căn bản không cho đại yến vương triều thời gian nghỉ ngơi, ta dường như cảm thấy trong này có mùi âm mưu. Đám người xì xào bàn tán, chỉ cần không phải là đồ đần đều có thể cảm nhận thấy không giống bình thường, thậm chí có người hoài nghi, Hàn Lỗi rút lui đều có thể liên quan tới Tuyết Ngọc Long. Mấy người Tiêu Phàm ngồi ở lầu 5, bọn Vân Lạc Vũ sắc mặt khó coi, mấy người hoặc nhiều hoặc ít đều bị trọng thương. Rốt cục chỉ còn lại kỳ vương triều, thực lực kỳ vương triều có vẻ như không ra hồn, chỉ có hai chiến tông cảnh đỉnh phong, người khác đều là chiến tông cảnh hậu kỳ. Bàn tử cười cười. Đúng vậy, chỉ cần thắng một trận nữa, chúng ta liền có thể giữ được cái tên chiến vương học viện. Khúc Lân sang sảng cười một tiếng, trên mặt ngạo khí bị diệt không ít. Thực lực chiến tông cảnh hậu kỳ như hắn, ở chỗ này thực sự không đáng chú ý. Một trận cuối cùng không có đơn giản như vậy. Vẻ mặt Tiêu Phàm lại nghiêm túc vô cùng, ánh mắt hắn nhìn về phía cái bàn kỳ vương triều cách đó không xa, phát hiện người kỳ vương triều cười lạnh nhìn bọn hắn. Nếu như vẻn vẹn chỉ có hai chiến tông cảnh đỉnh phong, bọn hắn tuyệt đối không có khả năng tự tin như vậy, thậm chí sẽ sợ hãi, dù sao thực lực Tiêu Phàm cùng bàn tử đã bày ra trước mắt. Lão Tam, người có phải phát hiện ra cái gì không? Bàn tử cũng cảm thấy có chút không thích hợp, về phần chỗ nào không thích hợp lại không nói được. Không có. Tiêu Phàm lắc đầu, có điều ta biết rõ, tất cả những thứ này đều là chủ ý của Tuyết Ngọc Long, hắn sẽ không dễ dàng để cho chúng ta được đệ nhất. Mấy người gật đầu, thần sắc lần nữa ngưng trọng. Nửa canh giờ rất nhanh liền trôi qua, năm người Tiêu Phàm lần nữa xuất hiện ở trên mặt sông. Cái sàn đấu trời cho này mặc dù dễ dàng phá hư, nhưng bởi vì thời tiết Tuyết Nguyệt Hoàng Thành đặc biệt, mặt sông rất nhanh lại kết thành khối băng thật dày. Lão nhị, bốn người các ngươi cẩn thận một chút, ta cứ có cảm giác có sự tình gì đó phát sinh. Tiêu Phàm hít sâu một hơi nói. Hô hô, đột nhiên, năm đạo thân ảnh chậm rãi đi tới mặt băng, đùa đùa nhìn bọn Tiêu Phàm. Lúc Tiêu Phàm nhìn thấy khuôn mặt hai người trong đó, con người bỗng nhiên co rụt lại. Kỳ vương triều này còn thực sự là phách lối, vậy mà chỉ xuất động 5 người. Triệu Vô Bệnh cười lạnh nhìn 5 người đối diện, Vân Lạc Vũ cùng Khúc Lân cũng cười lên. Lão Tam, làm sao? Bàn tử cảm nhận được có chút không thích hợp, đi đến Tiêu Phàm bên người nhẹ giọng hỏi. Tiêu Phàm nắm đấm hơi hơi siết chặt, không để ý đến bàn tử, ngược lại quay người nhìn về phía ánh tuyết lâu nói, đại yến vương triều ta nhận thua. Cái gì, nhận thua? U vương. Bọn hắn liền 5 người, chúng ta lại phải nhận thua sao? Triệu Vô Bệnh vô cùng khó hiểu nói, Vân Lạc Vũ cùng Khúc Lân cũng nghi hoặc không thôi. Đại Yến Vương triều ta nhận thua. Gần như cùng lúc, Khúc Lân cùng Ô Lão trên bờ sông cũng đồng thời hét to, trong giọng nói đều là vẻ lo lắng. Trận chiến đã bắt đầu, trước khi không phân thắng bại, không thể nhận thua. Tuyết Ngọc Long đứng ở bên trên ánh tuyết lâu, cao cao tại thượng nhìn Tiêu Phàm. Khóe miệng hiện lên một vòng cười lạnh, thần sắc lại từ từ biến thành vô cùng băng lãnh, nếu ai nhúng tay vào, xử trí dựa theo tội làm loạn học viện thi đấu. Nghe được lời Tuyết Ngọc Long,
Còn người Tiêu Phàm lạnh lẽo tới cực điểm, một cỗ sát ý từ trên người hắn tràn ngập ra, hắn rốt cục biết rõ vì sao người Kỳ Vương triều tự tin như vậy. Lão Tam, xảy ra chuyện gì? Vẻ mặt Bàn Tử nghiêm túc vô cùng, hắn biết Tiêu Phàm tuyệt đối không phải người lâm trận lùi bước. Bọn Bàn Tử không ngừng nghi hoặc, đám người quan sát cũng cực kỳ không hiểu, tỷ thí còn chưa bắt đầu, liền nhận thua luôn rồi. Chiến vương, phía bọn hắn có hai chiến vương. Sắc mặt Tiêu Phàm âm trầm, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm hai người trong năm người đối diện. Cái gì? Mấy người Bàn Tử cùng lúc kinh hô. Chiến vương, làm sao có thể, toàn bộ Tuyết Nguyệt Hoàng triều tính cả thập nhị đại vương triều tuyệt đối không có cường giả chiến vương trong thế hệ trẻ tuổi, chiến vương này là từ nơi nào xuất hiện? Bọn hắn biết Tiêu Phàm không có khả năng nói đùa việc này, cũng không cần thiết lừa gạt bọn hắn. Còn người Tiêu Phàm băng lãnh nhìn chằm chằm một nam một nữ trong sáu người, hai người này từ trước đã ngồi ở bàn bên cạnh Tuyết Ngọc Long, Tiêu Phàm từ bên trong ánh mắt huyết yêu nhiêu xác nhận thân phận bọn hắn. Hai người nhóm này, còn có một nam một nữ trên ánh tuyết lâu, chính là cường giả thế hệ trẻ của Đại Ly Đế Triều, cũng chỉ có Đại Ly Đế Triều mới có năng lực hùng hậu như vậy, bồi dưỡng cường giả trẻ tuổi như thế. Một cường giả chiến vương liền khiến bọn hắn ăn đủ, huống chi là hai người. Tiêu Phàm cũng rốt cục hiểu rõ vì sao Tuyết Ngọc Long khiến mình xuất thủ thay Đại Yến Vương Triều, hóa ra là có cái hố lớn như thế chờ bản thân nhảy vào. Từ lời Tuyết Ngọc Long vừa nói, Tiêu Phàm biết rõ, có đầu hàng hay không đối với bọn hắn mà nói đều không quan trọng, bởi vì Tuyết Ngọc Long tuyệt đối sẽ không bỏ qua hắn, người Kỳ Vương Triều cũng sẽ tuyệt đối không dừng tay. Chiến Vương, Kỳ Vương Triều làm sao có thể có chiến vương trẻ tuổi như thế? Đám người cũng kinh ngạc không thôi. Trong lúc nhất thời không biết phản ứng thế nào. Bên trên ánh tuyết lâu, Tuyết Ngọc Hiên sầm mặt lại, Tam Hoàng huynh, học viện thi đấu từ lúc nào không thể nhận thua. Cái quy củ này tới bây giờ ta còn chưa nghe nói qua. Đây là quy củ lần này mới định ra. Tuyết Ngọc Long cười tủm tỉm nói, bọn hắn có thể đầu hàng, có điều, nhất định phải phế bỏ tu vi, xóa đi chiến hồn. Ngươi, Tuyết Ngọc Hiên khó thở, nhưng lại không thể làm gì. Muốn cứu Tiêu Phàm, trừ phi khiến chiến vương cường giả xuất thủ, nhưng bọn hắn hai huynh đệ tranh đấu, gia tộc khác cùng quan viên đều sẽ không tham dự, nhiều nhất sẽ chỉ âm thầm duy trì mà thôi. Hơn nữa, người sau lưng Tuyết Ngọc Long là Đại Ly Đế Triều, gia tộc Tuyết Nguyệt Hoàng Triều tự nhiên cũng hiểu biết, chỉ có thể mắt nhắm mắt mở. Bát Hoàng đệ, nhìn kỹ mà xem, trận này đặc sắc không thể bỏ qua. Tuyết Ngọc Long cười nhạt một tiếng. Trong mắt lại hiện ra một tia băng lãnh, quay đầu nhìn Tiêu Phàm phía xa, trong lòng âm thanh lạnh lùng nói, hừ, đây chính là kết cục đối đầu cùng bản cung, chẳng những ngươi phải chết, Bàn Tử kia cũng phải chết, đợi bản cung trở thành hoàng chủ sẽ hủy diệt Đại Yến, chó gà cũng không tha. Cảm nhận được sát khí trên người Tuyết Ngọc Long, Ảnh Phong cùng Huyết Yêu nhiều nhíu nhíu mày, hai người liếc nhau, tựa như đoán được điều đối phương suy nghĩ trong lòng, Ảnh Phong đột nhiên lặng lẽ rời khỏi ánh tuyết lâu. Trên mặt sông, năm người Tiêu Phàm cùng mấy người Kỳ Vương triều đối chọi, ai cũng không có động thủ. Cửu đế tử, đột nhiên, một thanh niên áo trắng trong đó nhìn Bàn Tử mở miệng, thử dò xét hỏi. Nghe được mấy chữ này, con người Bàn Tử hơi hơi co rụt lại, thân thể dùng mình một cái, xưng hô thế này quen thuộc đến chừng nào, ba năm này hắn đã quên lãng không ít, không nghĩ tới ở chỗ này lại lần nữa nghe được. Hắn rốt cục biết rõ. Vì sao đối diện có cường giả chiến vương, hóa ra là người Đại Ly Đế Triều đến? Các ngươi đang gọi ta sao? Bàn Tử thần sắc rất nhanh liền khôi phục lại bình tĩnh, ta tên Bàn Tử, không phải là cửu đế tử gì. Cửu đế tử nói giỡn, ngài còn có một danh xưng là Man Vương. Ta nói đúng chứ, thanh niên áo trắng cũng không tức giận, mặc dù không phải khẳng định chắc chắn thân phận Bàn Tử, nhưng đã tin tưởng thêm mấy phần, ta tin. Đế chủ cùng các vị đế tử nhìn thấy ngươi còn sống nhất định sẽ thật cao hứng. Uy uy, các ngươi đến để nói chuyện phiếm sao? Hai mắt Bàn Tử khẽ híp một cái, hơi không kiên nhẫn nói. Cửu đế tử quả nhiên vẫn gấp gáp vậy, vậy thì như ngài mong muốn, tốc chiến tốc thắng. Thanh niên áo trắng nhếch miệng cười nói, trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt Tiêu Phàm. Lão Tam, cẩn thận, sắc mặt Bàn Tử hoàn toàn thay đổi, quả nhiên là thực lực chiến vương. Tốc độ này quá nhanh. Tiêu Phàm lưng phát lạnh, chân đạp đạp tuyết vô ngân tránh thoát một kiếp, vẫn may hắn nhìn chằm chằm vào thanh niên áo trắng cùng nữ tử váy tím kia,
bằng không coi như thật đã chết ở chỗ này. Phốc, nhưng mà, Khúc Lân lại không có vận khí tốt như vậy, nữ tử váy tím lắc mình một cái, liền xuất hiện ở trước người hắn, khí tức chết chóc từ cổ của hắn xẹt qua, máu tươi điên cuồng trào ra. Lân nhi, Khúc Huyền bên bờ gào thét, khí tức cường đại nở rộ ra, hướng về nơi xa phóng đi. Lớn mật, gầm lên một tiếng, mấy đạo thân ảnh đột nhiên ngăn lại đường đi của Khúc Huyền, trên thân mỗi người đều tản ra khí tức chiến vương. Rất hiển nhiên, Tuyết Ngọc Long sớm chuẩn bị tốt tất cả, chỉ vì tìm một cái cớ giết Tiêu Phàm và Bàn Tử. Giết Tiêu Phàm vốn dĩ hắn không cần nhiều cớ như vậy, nhưng hắn kiêng kỵ thân phận Bàn Tử, cho nên cố ý cho người Đại Ly Đế Triều ra tay. Khúc Huyền, Ô Lão lách mình xuất hiện ở bên người Khúc Huyền, liếc hắn một cái. Khúc Huyền nghiến răng nghiến lợi, cưỡng ép bản thân bình tĩnh xuống. Hắn biết bản thân muốn báo thù cho Khúc Lân, căn bản không có khả năng, địa vị đối phương quá lớn, hơn nữa thực lực rất mạnh. Tiếp tục giằng co, hắn cũng phải chết, cũng không phải Khúc Huyền sợ chết, thế nhưng một khi hắn chết, ai có thể thay hắn báo thù cho nhi tử đây? Ngươi giết Khúc Lân, Triệu Vô Bệnh cùng Vân Lạc Vũ toàn thân run lên, thực lực chiến vương cảnh quá kinh khủng, bọn hắn căn bản còn không kịp ra tay. Yên tâm, rất nhanh sẽ đến lượt các ngươi. Nữ tử váy tím liếm liếm ngón tay nhuốm máu, tà mị nhìn Triệu Vô Bệnh cùng Vân Lạc Vũ, hai người không khỏi run run, cảm giác toàn thân rét run. Cẩn thận, đột nhiên Bàn Tử quát một tiếng như sấm, một quyền đánh phía đầu Triệu Vô Bệnh, điều này khiến Triệu Vô Bệnh bị dọa cho phát sợ. Một tiếng nổ vang, Bàn Tử một quyền dừng lại, hư không dường như có cái gì ngăn cản, ngay sau đó, thân ảnh nữ tử váy tím chậm rãi hòa tan, tại một nơi khác hiển hiện ra. Không hổ là cửu đế tử, thể lực vẫn lớn vô tận. Nữ tử váy tím nhếch miệng cười nói, tràn ngập tà khí cùng sát ý. Lão nhị, người có thể ngăn ả không? Ánh mắt Tiêu Phàm băng lãnh chỉ nữ tử váy tím tà mị nói, cái chết của Khúc Lân khiến sát tâm hắn nổi lên, dù sao Khúc Lân đã từng cứu hắn một mạng. Giao cho ta, Bàn Tử khẽ cắn môi, cửu phẩm chiến hồn kim cương đại lực thần Ngưu gào thét xuất hiện, ngửa mặt lên trời kêu. Hư không chấn động đến run lên. Cửu phẩm chiến hồn, tu sĩ bốn phía thấy thế, hít vào ngụm khí lạnh, dù là Lâu Ngạo Thiên cùng Tuyết Ngọc Long con người cũng khẽ run lên. Quả nhiên là cửu đế tử, nữ tử váy tím tà mị nhếch miệng cười nói. Vân Lạc Vũ, Triệu Vô Bệnh, các ngươi giết ba người bọn hắn. Nơi này giao cho ta và lão nhị. Tiêu Phàm trầm giọng nói, sau một khắc, U Linh chiến hồn nổi lên. Toàn thân tản ra sát khí vô tận, như là huyết sắc hỏa diễm đang bùng cháy. Được. Vân Lạc Vũ cùng Triệu Vô Bệnh hít sâu một hơi gật đầu, bọn hắn biết muốn sống sót, nhất định phải giải quyết hai đại chiến vương, ba người còn lại cũng rất có thể uy hiếp bọn hắn, nhất định phải nhanh chóng giải quyết. Nghe ý tứ ngươi, còn muốn giết ta chúng ta hay sao? Thanh niên áo trắng trầm mặc nhìn Tiêu Phàm. Không thử một chút làm sao biết không thể. Thần sắc Tiêu Phàm lạnh lẽo, chân đạp phiêu miểu thần tung bộ tựa như tia chớp thẳng hướng thanh niên áo trắng. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 11.